Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 587, một tin vui. Quan quan sư cư, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Thật ra trong lý niệm của Lý Hạc Dương thì Bạch Mã Vương Tử, nữ tử cũng hảo cầu, nàng không muốn làm một người phụ nữ ở bên dưới người ta. Mỗi người phụ nữ đều rất thích được làm hoàng hậu, điều này có gì sai? Dù sao cũng có một Võ Tắc Thiên, đừng quên Võ Tắc Thiên là hoàng hậu trước, sau đó mới làm hoàng đế. Lý Diễm Hồng cũng tốt nghiệp đại học, nàng học ngành quản trị nhân lực, sau khi tốt nghiệp không biết thần xui quỷ khiến thế nào lại được phân về phòng thương nghiệp trong huyện. Nàng thấy đơn vị cả ngày nửa sống nửa chết, căn bản là không chịu được, thế là chạy ra ngoài kinh doanh. Khi học đại học thì Lý Diễm Hồng đã là hoa hậu giảng đường, nam sinh theo đuổi nàng có thể xếp thành hàng, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại coi trọng người chồng Mã Hiểu Quân vào lúc hiện tại. Khi đó mẹ của Lý Diễm Hồng kịch liệt phản đối, vì ngại con rể là người nhà quê, kiên quyết không đồng ý chuyện kết hôn này. Nhưng Lý Diễm Hồng là điển hình của người phản nghịch, càng phản đối thì nàng cứ hăng say muốn gả cho hắn, vừa tốt nghiệp thì chạy đến ở chung với nhau. Bây giờ quay đầu nhìn lại thì thật sự ứng với câu ông bà thường nói, không nghe người lớn thì thật sự là có hại trước mắt. Thật ra Mã Hiểu Quân rất nổi tiếng trong trường, là người khỏe mạnh, học quân sự có thể hít đất cả trăm cái, hơn nữa trước nay đều xếp hạng nhất trong các hội thao ở trường, thật sự là kỳ tài. Hơn nữa người này đánh bóng rổ rất hay, Lý Diễm Hồng nhìn bộ dạng hắn đánh bóng rổ hiên ngang oai hùng mồ hôi đầm đìa cực kỳ có hương vị đàn ông. Nàng cũng không ngờ một nam sinh sáng chói như vậy cớ sao lại trở nên chán nản sau khi kết hôn như thế. Sau khi tốt nghiệp đến cơ quan công tác thì Mã Hiểu Quân suốt ngày bận rộn mò mẫm, đến bây giờ chỉ là một chủ nhiệm cấp khoa mà thôi, những đồng sự của hắn trước kia bây giờ đều đã là trưởng phòng phó cục, làm đàn ông nếu không đầu cơ luồn cúi, sao có thể làm người đứng trên đầu kẻ khác được. Lý Diễm Hồng nhìn đám bạn nữ của mình năm xưa bây giờ sống rất tốt, rất nhiều người có chồng là quan viên cấp cao, đã là lãnh đạo lớn, thế là trong lòng thầm chán nản. Nếu như nàng là người bình thường thì không có vấn đề, nhưng nàng cũng tốt nghiệp đại học danh tiếng, lại là hoa hậu giảng đường, nàng không chỉ một lần thầm nghĩ, phụ nữ như tôi vì sao lại phải gả cho một chủ nhiệm cấp khoa viên nho nhỏ như vậy. Từ hiện trạng lúc này thì nàng thấy mình căn bản không thể làm hoa hậu, đã biến thành một người phụ nữ luống tuổi rồi, nhưng nàng thật sự không cam lòng. Sau khi mở khách sạn, tiếp xúc đủ hạng người muôn hình muôn vẻ, tất nhiên cũng có đủ mọi loại quan viên. Những người này phần lớn dùng cơm đều coi trọng cấp bậc, hơn nữa biểu hiện cực kỳ tiêu sái. Lý Diễm Hồng nhìn những người đàn ông Tây phục giày đen bóng loáng mà trong lòng không phải chỉ một lần cân nhắc, mình vì sao không lợi dụng tiềm lực để làm giàu. Đám người này đều là chư hầu một phương, đều là quan phụ mẫu có quyền lợi riêng, là quan phụ mẫu sao không cần quần chúng nhân dân kính yêu cho được. Mà nhân dân quần chúng trong đó cũng có mình. Lý Diễm Hồng thường xuyên suy nghĩ mất vui, trước mắt nàng không có cơ hội, chồng thì không trông cậy gì được, bố mẹ càng không, chỉ có thể dựa vào chính mình phấn đấu gian khổ mà thôi. Nàng tự tin mình có hai loại tài nguyên, một là xinh đẹp, hai chính là năng lực xã giao rất mạnh, nếu nàng muốn dựa vào hai tài nguyên của mình để kiếm được đầy bát cơm, như vậy chỉ có thể dựa vào kỳ ngộ mà thôi. Nếu như có người nào có tiềm lực yêu Lý Diễm Hồng, như vậy nàng có thể biến thành thiên sứ cai quản hắn, quản một người không khác nào nắm vấn đề tiêu phí của cả đơn vị. Những đơn vị như vậy thật sự là thứ mà đám người làm ăn kinh doanh khó thể bỏ được, đặc biệt là một người phụ nữ xinh đẹp như nàng. Lý Diễm Hồng nhìn Trần Hiểu Văn là thư ký chủ tịch tỉnh, hắn có vóc người trẻ khỏe lại đẹp trai, thế cho nên càng làm cho nàng có tâm tư hướng đến. Vừa rồi nàng cố gắng để ngực chạm tay Trần Hiểu Văn, đối phương giả vờ như không phát giác, điều này càng làm cho nàng gia tăng niềm tin thắng lợi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cho đến nay cuộc sống của Lý Diễm Hồng cũng khá đáng buồn, căn bản là chẳng có gì phập phồng thích thú. Nàng thích cuộc sống với vận mệnh bất định, như vậy mới đủ kích thích, mới có đầy đủ tự do. Nàng thật sự muốn nhảy dựng lên, trong cuộc sống sau này, dù thế nào thì nàng cũng sẽ phải thu phục Trần Hiểu Văn này mới được. Bản tính con người thường ẩn giấu rất sâu trong cơ thể, Lý Diễm Hồng đã cram thấy mình căn bản không chịu được cục diện kinh doanh đáng buồn này, nàng chỉ muốn ném một tảng đá lớn vào trong hồ nước yên tĩnh, để cho người chung quanh thấy mình không phải là con cóc, mình là con thiên nga xinh đẹp. Tôi muốn làm cho đám đàn ông quan cao chức trọng hiểu rõ, thế gian này sẽ có lực lượng có thể dụ dỗ các người, ví dụ như tôi chẳng hạn. Lý Diễm Hồng nghĩ như vậy mà cơ thể lồi lõm mềm mại lại không khỏi dán chặt vào người Trần Hiểu Văn. Lúc này Trần Hiểu Văn thấy ánh mắt bà chủ khách sạn nhìn về phía mình càng thêm sinh động, trong lòng chợt bừng tỉnh,
hắn vội vàng đẩy cô nàng ra rồi nghiêm trang nói. Cô đi làm việc gì thì làm đi. Chủ tịch Thạch đang chờ Bí thư Hào sao? Lý Diễm Hồng do dự một chút rồi dùng giọng chú ý hỏi. Không phải, không cần hỏi nhiều như vậy. Trần Hiểu Văn mỉm cười, hắn chuẩn bị tiếp tục lên tiếng thì thấy một người đàn ông chưa đến 30 từ cầu thang đi đến. Lúc bắt đầu thì hắn cũng không chú ý đến người đàn ông trẻ tuổi kia, nhưng khi nhìn lên mặt đối phương, hắn chợt nở nụ cười sáng lạn. Chủ tịch Phương, chào anh, tôi là thư ký Trần Hiểu Văn của chủ tịch Thạch, sau này mong anh quan tâm nhiều hơn. Trần Hiểu Văn đã không còn chút cái giá nào giống như vừa nói chuyện với Lý Diễm Hồng, hắn nhanh chóng tiến lên bắt chặt tay của Vương Tử Quân. Trần Hiểu Văn là thư ký của lãnh đạo, tất nhiên hắn sẽ biết được những tin tức mà người thường khó thể tiếp cận, thế cho nên cực kỳ chú ý đến vị chủ tịch trẻ tuổi trước mặt này. Chào thư ký Trần, sau này chúng ta sẽ liên lạc nhiều hơn, cùng quan tâm lẫn nhau. Vương Tử Quân rất bình thản với vẻ mặt lấy lòng của Trần Hiểu Văn, trên mặt lúc này xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, hắn bắt tay với Trần Hiểu Văn rồi hỏi tiếp. Chủ tịch Thạch có tới không? Chủ tịch Thạch đang uống trà trong phòng chờ ngài, mời ngài đi bên này. Trần Hiểu Văn chỉ về phía gian phòng của Thạch Kiên Quân, sau đó nghiêng người mời Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Trần Hiểu Văn, sau đó cất bước đi về phía gian phòng của Thạch Kiên Quân. Lý Diễm Hồng nhìn hình bóng dần đi xa của Vương Tử Quân, nàng chợt tỉnh táo trở lại. Nàng đưa mắt nhìn bộ dạng của Vương Tử Quân, sau đó không nhịn được dùng giọng nghi vấn nói. Trưởng phòng Trần, khách quý của ngài không phải là anh ta đấy chứ? Chương 587, hai tin vui. Người chủ tịch Thạch đang chờ chính là anh ấy. Trần Hiểu Văn nói rồi đưa mắt nhìn về phía hành lang. Anh ta chính là chủ tịch thành phố Đông Bộ, là Vương Tử Quân. Lý Diễm Hồng nghe được ba chữ Vương Tử Quân thì gương mặt nhỏ nhắn chợt biến đổi, sau đó cũng không nói thêm điều gì nữa. Phòng không quá rộng nhưng lại ấm áp, Vương Tử Quân đi vào phòng thì Thạch Kiên Quân đã thay đổi một bộ quần áo rộng thùng thình, hắn đang lẳng lặng pha trà, khi thấy Vương Tử Quân gõ cửa đi vào thì cười nói. Tử Quân, chúng ta cạn ly. Vương Tử Quân cũng không phản đối sự nhiệt tình của Thạch Kiên Quân, hắn nâng ly trà cùng với Thạch Kiên Quân, lúc này mới cười nói. Cảm ơn Chủ tịch Thạch. Cảm ơn cái gì, cần phải nói những lời tích cực, nói trắng ra thì tôi phải cảm ơn cậu. Nếu như không có một chiêu như vậy, tôi thật sự không biết nên phá thế cục ở tỉnh Sơn Nam như thế nào cho phải. Thạch Kiên Quân nói rồi cầm bình trà lên châm đầy ly cho hai người, sau đó nói. Hôm nay dùng trà thay rượu, chúc mừng tâm tưởng của chúng ta đã thành, nhất cử thành công. Cốp! Hai ly trà cùng vào nhau giữa không trung, dù có vài giọt vương vãi, thế nhưng hai người cung không cố kỵ, nhanh chóng cạn ly. Vương Tử Quân uống xong cũng không nói gì thêm, hắn hiểu rất rõ ràng, lúc này Thạch Kiên Quân là chủ tịch tỉnh, chính mình chỉ là chủ tịch thành phố, nhưng quan hệ giữa hai người lại khá ngang hàng. Ít nhất thì trong lòng Thạch Kiên Quân cũng nghĩ rằng quan hệ của bọn họ có chút ngang hàng. Vì mối quan hệ này mà Vương Tử Quân phải trả giá rất nhiều. Thạch Kiên Quân đưa mắt nhìn đối tượng hợp tác trẻ tuổi trước mặt, đầu óc cũng nhanh chóng xoay tròn. Hắn thấy cháu rể của Mạc Gia chẳng những có một hậu trường làm cho người ta hâm mộ, hơn nữa còn có kinh nghiệm đấu tranh cực kỳ lão luyện, nhưng không ngờ một người như vậy lại nhỏ hơn mình 20 tuổi. Trong phòng tràn ngập hương trà, hai người lặng lặng uống trà, một lát sau Thạch Kiên Quân mới nói. Cơ hội tốt như vậy cuối cùng lại phải vứt bỏ. Không thể không nói làm cho người ta cảm thấy có chút đáng tiếc. Vương Tử Quân khẽ buông ly nước rồi cười nói. Chủ tịch Thạch, nhanh quá cũng không hay, hơn nữa chúng ta đã đạt được mục đích, chính là đánh vỡ khí thế không thể nào chống đỡ của người ta ở tỉnh Sơn Nam, tôi tin tưởng sau sự kiện này thì bên kia cũng sẽ phải yên tĩnh một thời gian thôi. Ừ, Thạch Kiên Quân cười cười, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn là một người trà trộn nhiều năm trong quan trường, hắn biết khoảng thời gian này cực kỳ quan trọng với mình. Hào Nhất Phong bị một gậy vào đầu sẽ căn bản im ắng một thời gian, vì đối phương cần phải có tâm tư liếm miệng vết thương trên người. Sự kiện công ty thiết gây ô nhiễm giống như màn đêm tĩnh lặng, tuy báo chí ngoài tỉnh vẫn đưa tin, thế nhưng truyền thông trong tỉnh Sơn Nam lại rất im ắng. Nghe nói phòng tuyên truyền tỉnh Sơn Nam đã hạ thông báo, yêu cầu tất cả các hãng truyền thông trong tỉnh không được tiến hành đưa tin. Truyền thông trong tỉnh Sơn Nam không có bài viết, nhưng truyền thông các tỉnh cũng không bị làm lạnh. Những tờ báo cấp tiến dù không chỉ mặt gọi tên, thế nhưng bài viết cũng nói rõ phải có người phụ trách về vấn đề ô nhiễm môi trường sống của dân. Hào Nhất Phong ngồi trong phòng làm việc của mình, vẻ mặt cực kỳ bất định, lúc này tâm tình của lão cực kỳ bực bội. Lão là lãnh đạo đứng đầu tỉnh Sơn Nam,
vừa mới lên chức còn chưa kịp đốt lửa đã bị người ta cho một gậy vào đầu. Một gậy này làm cho Hào Nhất Phong cảm thấy rất đau đớn, tuy lão biết rõ một gậy của đối phương không uy hiếp được địa vị của mình, thế nhưng một gậy này lại đánh tan bầu không khí mà lão cố gắng tạo dựng ra vào trước đó. Tuy ánh mắt người chung quanh nhìn Hào Nhất Phong vẫn rất tôn trọng, nhưng lão cảm thấy trong ánh mắt tôn trọng đó thiếu đi một chút kinh sợ. Đồng thời khi uy thế của lão rơi vào trạng thái ngủ đông, lúc này mơ hồ có người dục dịch. Hào Nhất Phong cảm thấy mình có chút vội vàng sao động, nếu như mình xử lý ổn thỏa hơn, sự việc sẽ không là như vậy. Hào Nhất Phong thở dài một hơi, trong đầu hiện ra nội dung cuộc điện thoại lão lãnh đạo gọi cho mình. Dù lời nói của lão lãnh đạo vẫn giống như trước, thế nhưng bên trong lại có chút bất mãn. Hào Nhất Phong phải xử lý tốt chuyện này, vì người tuyến trên đã hoài nghi năng lực khống chế của mình. Hào Nhất Phong nghe được những lời như vậy từ Tề Chính Hồng. Tuy tính mạng chính trị của Tề Chính Hồng đã kết thúc, thế nhưng lại đang ở trong thủ đô, dù thế nào cũng nghe ra dược vài âm thanh về mình. Tề Chính Hồng dùng giọng trịnh trọng nói với Hào Nhất Phong, điều này làm cho Hào Nhất Phong cảm nhận được độ nặng của đám người kia. Những lời này càng làm cho Hào Nhất Phong hiểu được áp lực của lão lãnh đạo. Nhất định phải xử lý thích đáng chuyện này, đây chính là lời khuyến cáo của Tề Chính Hồng. Ánh mắt Hào Nhất Phong không khỏi nhìn về phía bản đồ tỉnh Sơn Nam trên tường, ánh mắt lại rơi vào vị trí thành phố Đông Bộ. Chính kẻ ở nơi đó đã cho Hào Nhất Phong một gậy lên đầu. Vẻ mặt Hào Nhất Phong liên tục biến đổi, lão chợt cầm điện thoại gọi đi. Bí thư, tôi là Quan Vĩnh Hạ. Điện thoại đổ chuông hai lượt, ngay sau đó bên kia vang lên giọng nói cung kính của Quan Vĩnh Hạ. Vĩnh Hạ, cậu thông báo xuống, sáng mai tôi sẽ xuống thành phố Đông Bộ thị sát. Đồng thời cũng gọi Trương Hội Quân của thành phố Tam Hồ đến, tôi muốn gặp mặt anh ta. Quan Vĩnh Hạ chợt sững sờ, hắn thật sự không ngờ Hào Nhất Phong lại muốn đến thành phố Đông Bộ. Tuy hắn không hiểu rõ nước cờ của bí thư, thế nhưng hắn có một thói quen tốt, đó chính là lãnh đạo phân phó, dù có hiểu hay không cũng phải chấp hành. Tôi sẽ truyền đạt chỉ thị của ngài xuống ngay. Quan Vĩnh Hạ chứng thực chỉ thị của lãnh đạo rất nhanh. 3 giờ sau chủ tịch thành phố Tam Hồ là Trương Hội Quân đã đi đến phòng làm việc của Hào Nhất Phong. Trương Hội Quân lúc này thật sự có chút không yên vì bí thư Hào Nhất Phong gọi mình đến, cho nên vừa vào cửa đã dùng giọng kiểm điểm nói. Bí thư Nhất Phong, chuyện công ty thiếc, chúng tôi. Hào Nhất Phong đang viết chữ, hắn không ngẩng đầu nhưng bàn tay không bút lại khẽ vung lên, tỏ ý bảo Trương Hội Quân không nên tiếp tục lên tiếng. Trương Hội Quân vội vàng dừng lời. Hắn khẽ đi về phía bàn làm việc của Hào Nhất Phong. Nhưng khi thấy trên bàn là giấy tuyên, giấy viết thư pháp, bên trên có một chữ lớn, Hào Nhất Phong đang cầm lấy bút lông khá lớn, lão đang dùng hết sức lực để viết chữ. Đạo. Trương Hội Quân nhìn chữ đạo trên giấy, trong lòng bắt đầu suy đoán ý nghĩa một chữ này của Hào Nhất Phong. Nhưng dù đầu óc của hắn có hoạt động thế nào cũng không thể hiểu được ý nghĩa của nó. Hào Nhất Phong chậm rãi thu bút giống như hoàn thành một bản tranh chữ. Lão thở dài một hơi, cây bút trong tay được đặt xuống giá, cuối cùng lại khẽ lắc đầu. Chương 587, ba tin vui. Rõ ràng Hào Nhất Phong căn bản còn chưa thỏa mãn về chữ của mình. Thật sự vẫn còn thiếu một chút. Hào Nhất Phong khẽ nói, lời nói này rơi vào trong tai làm cho Trương Hội Quân sinh ra ý nghĩ khác thường. Vẫn còn thiếu một chút, như vậy là có ý gì? Bí thư nói như vậy là có ý gì? Trương Hội Quân không ngừng tự hỏi. Hắn trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng chú ý nói. Bí thư, chữ viết của ngài cực kỳ khí thế, chỉ sợ là nhân sĩ thư pháp bình thường sẽ không thể nào viết ra được. Hào Nhất Phong chỉ vào chữ đạo trên giấy rồi nói. Vì cảm giác thiếu một chút mà nhìn qua lại giống chữ đao. Giống chữ đao, Trương Hội Quân chợt sững sờ, hắn cẩn thận xem xét điểm thu bút trên tranh chữ của Hào Nhất Phong, thật sự thấy nét bút cuối cùng của chủ tịch Hào giống như có hơi vểnh lên. Trong thư pháp chú ý mượt mà, vì thế mà một nét cuối cùng của tôi xem như phá hủy chữ này. Hào Nhất Phong thật sự giống như một tác giả đang rất đau lòng, lão đang cảm khái vì chữ của mình. Trương Hội Quân cũng không nói thêm điều gì, tuy lúc này hắn có thể nắm chắc tiếp thu một nửa ý nghĩ của Hào Nhất Phong, thế nhưng cuối cùng cũng không nói được gì cho tốt. Hội Quân, tôi tặng cậu chữ này. Khi Trương Hội Quân đang suy xét thật kỹ tâm ý của Hào Nhất Phong, đột nhiên Hào Nhất Phong khẽ nói. Hào Nhất Phong gọi mình đến tuyệt đối không phải chỉ vì một bức tranh chữ như thế này, một chữ đạo cực kỳ đơn giản lại vô tình làm cho Trương Hội Quân căn bản càng mơ hồ khi suy đoán ý nghĩ của Hào Nhất Phong. Nhưng lúc này bí thư tỉnh ủy tặng chữ, hắn căn bản không thể không tiếp nhận, vì vậy hắn nhanh chóng lên tiếng.
Cảm tạ bí thư, sau khi quay về tôi nhất định sẽ giữ gìn thật tốt. Hào Nhất Phong nở nụ cười từ chối cho ý kiến, lão đi đến chậu nước bên cạnh để rửa tay. Trương Hội Quân lúc này không còn sự uy nghiêm cố hữu khi ở thành phố Tam Hồ, hắn nhanh chóng tiến lên cầm chậu nước trên kệ đưa xuống cho bí thư Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong rửa và lau tay sạch sẽ, sau đó lão đi lại ngồi xuống nơi bàn làm việc, khoảnh khắc này lão đã lấy lại vẻ uy nghiêm của một vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh Sơn Nam. Lão nhìn thoáng qua Trương Hội Quân, sau đó thản nhiên nói. Hội Quân, cậu công tác ở thành phố Tam Hồ được bao lâu rồi? Trương Hội Quân chợt cảm thấy trong lòng nổ ầm một tiếng, một cảm giác xấu chợt tràn ngập cõi lòng. Hắn nhìn gương mặt với nụ cười của Hào Nhất Phong, sau đó lên tiếng. Bí thư, tôi đến công tác ở thành phố Tam Hồ đã được 5 năm. 5 năm thật sự không ngắn, nghe nói nhà cậu vẫn ở thành phố Sơn Viên có phải không? Hào Nhất Phong hỏi thì có vẻ tùy ý, thế nhưng câu hỏi như vậy lại làm cho Trương Hội Quân bắt đầu vã mồ hôi hột. Bí thư, khi đó con tôi còn đang đi học, thế cho nên vợ ở lại thành phố Sơn Viên vì muốn chăm sóc con, bây giờ con tôi đã tốt nghiệp, thế cho nên cũng không cần. Hội Quân, cậu không cần tiếp tục dọn nhà nữa. Hào Nhất Phong khoát tay áo, ánh mắt nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó nói tiếp. Chút nữa tôi có một nhiệm vụ tiếp đãi, chúng ta nói đến đây thôi. Trương Hội Quân thật sự không ngờ đoạn đối thoại hôm nay giữa mình và Hào Nhất Phong lại nhanh chóng kết thúc như vậy. Hắn nghĩ rằng Hào Nhất Phong tìm mình nhất định sẽ nói rõ vấn đề, không ngờ cho mình một chữ rồi đuổi đi. Nhưng ý nghĩa lời nói của Hào Nhất Phong lại làm cho Trương Hội Quân sinh ra cảm giác xấu, hắn liên tưởng đến tình huống hai ngày qua, trong lòng càng thêm khó chịu. Khoảnh khắc rời khỏi phòng làm việc của Hào Nhất Phong, khi cánh cửa ngăm đen đóng lại, trong lòng Trương Hội Quân chợt xuất hiện một ý nghĩ. Đạo cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc đạt. Trương Hội Quân nghĩ đến câu nói như vậy rồi nhìn chữ đạo trong tay, khó nóc khỏi cười khổ. Bây giờ hắn mới hiểu ý nghĩa lời nói của Hào Nhất Phong, tuy biểu hiện là một chữ đạo, nhưng ý nghĩa lại là chữ biến. Hào Nhất Phong tặng cho mình một chữ biến, lại không cần dọn nhà, điều này sao hắn còn chưa rõ được. Chính lúc này hắn cảm thấy mình căn bản không còn lựa chọn nào khác. Đối với thành phố Đông Bộ, bí thư tỉnh ủy xuống kiểm tra thì tuyệt đối là một sự kiện quan trọng. Sau khi nhận được thông báo thì Đồng Quốc Khánh nhanh chóng mở hội nghị thường ủy, phân phối tất cả các hạng mục. Toàn bộ thành phố Đông Bộ bắt đầu chuyển động, dù là phòng tài nguyên môi trường hay cục công an đều cho ra hành động, vài ban ngành trước nay căn bản ăn không ngồi rồi, bây giờ bắt đầu tiến vào giai đoạn công tác. Khi Hào Nhất Phong đến thành phố Đông Bộ, cả thành phố thật sự làm cho người ta sinh ra cảm giác rực rỡ. Trên đường kiểm tra, bí thư Hào Nhất Phong hỏi thăm kỹ càng công tác ở thành phố, cũng chăm chú lắng nghe những tính toán cho phát triển tương lai của Đồng Quốc Khánh. Trong lúc kiểm tra, bí thư Hào Nhất Phong luôn nở nụ cười vui vẻ, lại bình dị gần gũi, rất hiền hòa. Đồng Quốc Khánh luôn đi theo bên cạnh Hào Nhất Phong, cảm nhận được ánh đèn máy chụp ảnh lóe lên loang loáng, trong lòng sinh ra cảm giác thoải mái. Dù nói thế nào đi chăng nữa nếu có được sự giúp đỡ của bí thư tỉnh ủy, điều này tuyệt đối là chuyện cực kỳ đáng khoe đối với một bí thư thị ủy như hắn. Còn nhân tố gì quan trọng hơn là sự giúp đỡ của lãnh đạo thượng cấp với mình? Chủ tịch Tử Quân, đây chính là khu quy hoạch kỹ thuật cao của các anh sao? Khi xe chạy qua khu quy hoạch kỹ thuật cao, Hào Nhất Phong khẽ quay sang hỏi Vương Tử Quân ở bên cạnh. Lần này Hào Nhất Phong đến thành phố Đông Bộ dù cố gắng ít xe ít người, thế nhưng cũng có vài chục người đi theo. Vương Tử Quân là địa chủ nơi đây nhưng cũng không thể tiến lên quá gần với Hào Nhất Phong, vì dù sao phía trước cũng đã có Đồng Quốc Khánh rồi. Trên đường đi Vương Tử Quân luôn nở nụ cười, chỉ cần Hào Nhất Phong không hỏi thì hắn bình thường không nói lời nào, bộ dạng đẩy bí thư Hào Nhất Phong ra sân khấu. Nhưng lúc này Hào Nhất Phong đã hỏi thì hắn không thể không trả lời. Đúng vậy, bí thư Hào, đây là hạng mục khu quy hoạch kỹ thuật cao của thành phố Đông Bộ chúng tôi. Trước mắt khu quy hoạch kỹ thuật cao mới đi được những bước đầu tiên, nhưng chúng tôi có lòng tin sẽ biến nó thành động cơ thúc đẩy sự phát triển của thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân khẽ tiến lên một bước rồi nói. Anh có lòng tin như vậy thì tôi cũng rất mừng, tôi đã được xem qua tư liệu về khu công nghiệp thủy tinh trong khu quy hoạch kỹ thuật cao thành phố Đông Bộ, xuất phát điểm của nó là rất tốt. Đặc biệt là mệnh đề đẩy mạnh sản xuất đèn tiết kiệm năng lượng lớn nhất cả nước, nó thật sự rất đúng chỗ. Bây giờ đèn tiết kiệm năng lượng đã trở thành một chủ đề lớn của cả nước, dù là trong sinh hoạt hay sản xuất cũng đều được chú trọng, thành phố Đông Bộ có thể tìm được vị trí đúng đắn. Như vậy sẽ rất tốt cho sự phát triển trong tương lai. Hào Nhất Phong xem ra có hào hứng rất cao với khu quy hoạch kỹ thuật cao,
thế là lão không những đến thăm các xí nghiệp đang xây dựng trong khu quy hoạch kỹ thuật cao, cũng đến khảo sát thực địa của khu công nghiệp Thủy Tinh, còn hào hứng bừng bừng tiến hành nói chuyện với một số công nhân. Chương 587, 4 tin vui. Các anh cứ yên tâm sản xuất ở thành phố Đông Bộ, nếu có bất kỳ vấn đề gì khó khăn, các anh cứ tìm hai người bọn họ. Nếu như hai người bọn họ không giải quyết được vấn đề, các anh có thể đến thành phố Sơn Viên tìm tôi. Hào Nhất Phong sẽ ở lại thành phố Đông Bộ một ngày, thế nhưng hành trình của cả buổi sáng hầu như đều ở trong khu quy hoạch kỹ thuật cao. Đồng Quốc Khánh nghe những lời khẳng định của Hào Nhất Phong với khu quy hoạch kỹ thuật cao, trong lòng chợt sinh ra cảm giác không vui. Dù là phương diện xây dựng khu quy hoạch kỹ thuật cao hay là thông xe trên đường đi đều là hạng mục trong tay Vương Tử Quân, Hào Nhất Phong không thể không biết những điều này. Bây giờ Bí Thư Hào lại nói lời khẳng định với công tác của Vương Tử Quân, tỏ ra giúp đỡ với các hạng mục ở khu quy hoạch kỹ thuật cao, điều này coi như đã nói rõ vấn đề. Đó chính là lần này Hào Nhất Phong đến thành phố Đông Bộ chủ yếu là hướng về phía Vương Tử Quân. Đồng Quốc Khánh nghĩ đến những gì mình chuẩn bị cực kỳ tỉ mỉ để đón Bí Thư Hào Nhất Phong mà cảm thấy trong lòng đau quặn thắt. Nhưng dù thế nào thì hắn cũng không thể mất hứng, còn chưa đến mức phải nén giận, vẫn phải nở nụ cười vui vẻ đón chào. Hào Nhất Phong kết thúc khảo sát buổi sáng, buổi chiều lại phát biểu trên hội nghị cán bộ cấp cục toàn thành phố Đông Bộ. Bí Thư Hào đã khẳng định thành tích gần đây của thành phố Đông Bộ, cũng tán thưởng lãnh đạo ban ngành thành phố Đông Bộ là một khối đoàn kết, là ban ngành cực kỳ có sức chiến đấu. Lúc này Hào Nhất Phong ba lượt nhắc đến vấn đề xây dựng và phát triển khu quy hoạch kỹ thuật cao, hai lần nhắc đến công tác giáo dục ở thành phố Đông Bộ, cũng tán dương sự thay đổi cách nghĩ cách làm trong phương án thay đổi chế độ xí nghiệp công hữu ở thành phố Đông Bộ. Người có thể tham gia hội nghị hôm nay đều là nhân vật tinh anh trên chính đàn thành phố Đông Bộ, bọn họ nào không hiểu ý nghĩa của hội nghị lần này. Thế là ánh mắt của đám người không khỏi nhìn về phía Vương Tử Quân. Trong thành phố Đông Bộ luôn xuất hiện thông tin Vương Tử Quân không được Bí Thư Tỉnh ủy Hào Nhất Phong coi trọng, nhưng bây giờ lại xuất hiện hiện tượng Bí Thư Hào lên tiếng ủng hộ Vương Tử Quân cực kỳ quỷ dị. Điều này làm cho nhiều người cảm thấy kinh ngạc, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân càng thêm kính sợ. Vương Tử Quân là người trong cuộc, hắn chẳng những không đắc ý mà chỉ thấy phát lạnh. Hắn là người trọng sinh, tuổi thọ kiếp trước của Vương Tử Quân cũng không kém gì Hào Nhất Phong. Nhưng hắn tự nhận mình căn bản không thể nào thản nhiên được như Hào Nhất Phong vào lúc này. Trong suy nghĩ của Vương Tử Quân thì Hào Nhất Phong phải có vài phản ứng khác lạ, nhưng phản ứng của đối phương vào lúc này thật sự chính là thứ làm hắn khó chịu nhất. Có câu nhẫn nhịn sẽ gác dao lên đầu, bây giờ Hào Nhất Phong nhịn cơn tức mà đề cao mình, đối phương không những cần phải có dũng khí rất lớn, còn phải có sự cứng cỏi vượt qua người thường. Kẻ muốn thành việc lớn thì cần phải chịu được những thứ mà người thường không thể nào chịu được. Bây giờ Hào Nhất Phong không những có thể nuốt trôi cơn tức, lại tìm đến thành phố Đông Bộ tán thưởng công tác của Vương Tử Quân. Tất cả không phải là người thường có thể làm được, nhưng lúc này Bí Thư Hào Nhất Phong làm rất tốt. Không nên nhìn gương mặt cười hì hì tán thưởng của Bí Thư Hào với hắn mà lầm tưởng, hắn biết rõ chỉ cần mình lộ ra sơ hở, chờ đợi mình chính là những đòn tấn công phủ đầu chết người của Bí Thư Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong kết thúc lời phát biểu của mình trong tiếng vỗ tay rộn rã, Vương Tử Quân là một người chủ trì hội nghị. Hắn khẽ hắng giọng với micro, sau đó cho ra những lời tổng kết hội nghị. Người chủ trì mở miệng nói lời tổng kết, tất cả đã được làm tốt, bài tổng kết không những đánh giá cao độ những lời phát biểu vừa rồi của Bí Thư Hào, còn đưa ra yêu cầu với những người tham gia hội nghị. Đó là yêu cầu tất cả mọi người phải chú tâm vào nội dung hội nghị, tích cực học tập tinh thần chỉ thị của Bí Thư Hào. Vương Tử Quân cũng không dùng bản thảo, hắn trầm giọng nói. Thưa các vị lãnh đạo, thưa các đồng chí. Hôm nay Bí Thư Tỉnh ủy Hào Nhất Phong đến thành phố Đông Bộ kiểm tra chỉ đạo công tác và cho ra những yêu cầu. Những yêu cầu này của lãnh đạo sẽ là phương hướng cho sự phát triển của thành phố Đông Bộ trong tương lai, cũng chính là động lực để cán bộ thành phố Đông Bộ chú trọng chứng thực tinh thần chỉ thị của Bí Thư Nhất Phong. Vương Tử Quân nói cũng khá ngắn gọn nhưng trong lời nói lại có hơn phân nửa nội dung liên quan đến vấn đề chứng thực tinh thần chỉ thị của Bí Thư Hào Nhất Phong. Những lời này nếu rơi vào trong tai những kẻ không biết mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Hào Nhất Phong, bọn họ sẽ cho rằng Vương Tử Quân đang nịnh hót lãnh đạo. Nhưng Hào Nhất Phong nghe những lời phát biểu của Vương Tử Quân thì ánh mắt khẽ híp lại, ánh mắt lão không khỏi nhìn chằm chằm về phía Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân cũng nhìn về phía Hào Nhất Phong, ánh mắt hai người va chạm giữa không trung. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền vang lên rất đúng lúc. Văn kiện điều nhiệm Bí Thư Thị ủy thành phố Tam Hồ Trương Hội Quân đến làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh lẳng lặng đặt trên bàn làm việc của Vương Tử Quân,
tuy phần văn kiện này chưa đến 300 chữ nhưng lại quyết định vận mệnh của Trương Hội Quân. Khi bí thư Trương Hội Quân rời khỏi cương vị bí thư thị ủy Tam Hồ, sự kiện công ty thiếc vốn đang được xào nấu nóng hổi đã nhanh chóng hạ nhiệt, thành phố Đông Bộ và tỉnh Sơn Nam giống như đã khôi phục lại trạng thái trước kia của mình. Hào Nhất Phong làm bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, lão giống như là một vị bí thư bình tĩnh nhất, lão ngồi trên vị trí bí thư tỉnh ủy mà căn bản giống như ve sầu mùa đông. Gió bắc lạnh thấu xương. Vương Tử Quân ngồi trong xe nhìn lá vàng bay đầy đường, vẻ mặt chợt sinh ra cảm giác hiu quạnh. Có câu mưu thu làm lòng buồn tê tái, nhưng mùa đông trống vắng lại càng làm cho lòng người tê tái hơn. Vương Tử Quân không phải là người xuân vui thu buồn, vì vậy cảm giác hiu quạnh đến nhanh mà đi cũng nhanh. Lúc này hắn không phải đang ở tỉnh Sơn Nam, không còn ở thành phố Đông Bộ, hắn đang đi xe trên đường cái thành phố Giang Thị. Lần này Vương Tử Quân về thành phố Giang Thị cũng vì Vương Lão bị phong hàn, thứ hai là Y Phong gọi điện thoại đến. Sau khi Vương Tử Quân đến tỉnh Sơn Nam, Y Phong vẫn luôn ở tại thành phố Giang Thị, nàng luôn ở trong căn hộ trước đó hai người từng mua. Chương 587, năm tin vui. Y Phong tuy gọi điện thoại không ít, thế nhưng lại rất ít khi chủ động yêu cầu Vương Tử Quân về thành phố Giang Thị. Nhưng lần này Vương Tử Quân lại nhận được một cuộc điện thoại yêu cầu như vậy của Y Phong. Trong điện thoại Y Phong có chút cảm xúc không ổn, điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy rất lo lắng. Vì thế sau khi xác định ông cụ không có vấn đề, hắn nhanh chóng hẹn Y Phong đến một quán cà phê mà hai người thường gặp mặt nhau. Vương Tử Quân không thích uống cà phê, sở dĩ hắn chọn quán cà phê là vì Y Phong thích cà phê. Khi hắn đi vào trong quán thì cũng không có bao nhiêu người ở bên trong, khúc nhạc violon có mang theo chút đau thương chợt vang lên, vang vọng trong không gian có hơi vắng lặng. Y Phong mặc áo khoác màu trắng, thiếu đi chút trẻ trung so với dĩ vãng, lại càng có thêm vài phần quyến rũ. Nàng ngồi xuống ghế, vừa thanh lịch vừa quyến rũ, không khỏi làm cho người ta sinh ra xúc động muốn ôm vào lòng. Khi Vương Tử Quân đi vào phòng thì Y Phong giống như đang cúi đầu nghĩ về vấn đề gì đó, thế cho nên khi hắn đi vào thì nàng vẫn còn chưa kịp phát hiện ra. Em đang nghĩ gì vậy? Vương Tử Quân nhìn gương mặt quen thuộc của nàng, trong lòng thật sự rất ấm áp. Hắn khẽ vươn tay vuốt ve gương mặt nàng, lại dùng giọng thân mật nói. Y Phong cảm nhận được bàn tay ấm áp của Vương Tử Quân, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nhàn nhạt. Nhưng chỉ sau nháy mắt thì nàng giống như nghĩ đến điều gì đó, hai bàn tay trắng ngần chậm rãi cản bàn tay của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân chợt sững sờ, từ khi hắn và Y Phong kết giao đến nay, đây là lần đầu tiên hắn bị nàng từ chối. Hắn nhìn gương mặt dịu dàng và kiên định của nàng, thế là không khỏi đưa bàn tay trở về. Hai ly cà phê lẳng lặng đặt trước mặt hai người, Y Phong không nói gì cả, chỉ dùng chiếc muỗng trắng khuấy cà phê trong ly của mình. Tôi luyện trong quan trường những năm qua làm cho Vương Tử Quân là một người cực kỳ giỏi quan sát, hắn nhìn vẻ do dự của Y Phong, trong lòng không khỏi run lên. Một cảm giác xấu chợt xuất hiện trong lòng hắn. Tử Quân, em rất yêu anh, thật sự rất yêu anh, nhưng... Nhưng em biết rõ, em vĩnh viễn không thể nào chiếm giữ được tất cả tình cảm của anh. Y Phong nói, lời nói giống như tự thuật, giống như muốn kể khổ, nàng vốn cúi đầu, bây giờ lại ngẩng lên. Lúc này ánh mắt Y Phong trong suốt lấp lánh, nhưng khi ánh mắt ấy lóe lên, Vương Tử Quân lại cảm nhận được sự kiên định. Em là một phụ nữ, em hy vọng có được gia đình ấm áp, hy vọng mình có được một cuộc sống hạnh phúc sung sướng, có một người đàn ông ở bên cạnh em, cùng em chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Em chỉ đơn giản như vậy thôi, như vậy là quá đủ với em rồi. Vương Tử Quân không nói gì, chỉ lặng lặng lắng nghe Y Phong tiếp tục nói. Anh ấy là một người bình thường, cũng giống như em. Em dù không có tình yêu đặc biệt gì với anh ấy, nhưng em tin mỗi ngày anh ấy sẽ luôn ở bên cạnh em. Y Phong giống như đã có quyết tâm, nàng chợt ngửa đầu nói. Em chỉ muốn một cuộc sống bình thường mà thôi. Y Phong cắn môi, cuối cùng nàng trầm giọng nói. Vương Tử Quân vẫn khuấy cà phê, lúc này gương mặt bình thường tự nhiên khó thể nào cho ra biểu cảm, bây giờ cũng không khỏi đỏ lên. Dù hắn biết sẽ có ngày hôm nay, thế nhưng ngày hôm nay đến lại làm hắn khó thể tiếp nhận. Chính mình không nên quá ích kỷ, có đôi khi Vương Tử Quân nghĩ như vậy. Nếu như phụ nữ cảm thấy chán ghét với cuộc sống ở bên cạnh mình, chính mình nên để cho người ta ra đi. Nhưng khi sự việc đổ xuống đầu, hắn mới biết được có một vài thứ buông ra là khó khăn như thế nào. Anh không cần khuyên em đã hạ quyết tâm rồi. Y Phong khoát tay áo với Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Vương Tử Quân nhìn gương mặt đầy chăm chú của Y Phong, hắn khẽ cười nói. Em biết không?
khi em nói dối thì luôn dùng ngón tay vuốt tóc sau đầu. Em không. Y Phong đột nhiên thấy Vương Tử Quân nói ra những lời như vậy, nàng nhanh chóng đặt tay xuống bàn, thế nhưng gương mặt bất động lại có chút bối rối. Vương Tử Quân là ai? Lúc bắt đầu đã cảm thấy Y Phong không đúng, sau đó thông qua lời nói của nàng, hắn chứng thật suy đoán của mình. Lúc này hắn cảm thấy rất vui, trong lòng lại có ý nghĩ cho nàng một trận đòn. Em không nói dối. Y Phong không hổ là thẩm phán, nàng hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi bình tĩnh lại. Em có nói dối hay không thì anh biết rất rõ. Em nói đi, rốt cuộc là chuyện gì làm em nói dối anh như vậy? Anh đây ở thành phố Giang Thị điều tra một sự việc cũng không có gì là quá khó. Vương Tử Quân khẽ kéo tay Y Phong, nụ cười lại xuất hiện trên mặt hắn. Anh buông tay ra, em nói cho anh. Y Phong còn định nói lời quật cường, thế nhưng đúng lúc này lại bị Vương Tử Quân kéo vào lòng mình. Lúc này hắn nhanh chóng há miệng áp lên cặp môi nhỏ nhắn của nàng. Lúc bắt đầu thì Y Phong có chút vùng vẫy, nhưng sau đó nàng nhanh chóng bị khuất phục trước nụ hôn nhiệt tình của Vương Tử Quân, thế cho nên nhanh chóng đáp lại càng thêm chân thành. Y Phong cũng dần bình tĩnh lại trong cơn mê say, nàng dùng ánh mắt hung hăng nhìn Vương Tử Quân, cũng không nói gì. Vương Tử Quân nhìn Y Phong đã trở về đúng bản chất năm xưa, hắn cười nói. Bây giờ em cũng nên nói cho anh biết chuyện gì xảy ra rồi chứ. Y Phong nhìn vào mắt Vương Tử Quân, một lúc lâu mới nói. Em đọc một quyển tiểu thuyết, vì vậy em muốn diễn theo nó. Y Phong dùng tay vuốt mái tóc của mình, nhưng khi mới vuốt được một nửa thì nàng đã thu tay, bộ dạng của nàng giống như đó không phải là tóc mà là một mớ sắt đun nóng. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Y Phong, hắn biết đáp án của nàng là giả. Khi hắn chuẩn bị tiếp thêm một bước thì nàng chợt đứng lên và chạy về phía nhà vệ sinh. Đây là làm sao? Vương Tử Quân chợt kinh hoàng. Hắn cũng bất chấp vấn đề cách biệt nam nữ mà chạy theo Y Phong. Vương Tử Quân nhìn Y Phong đang liên tục nôn khan vào bồn vệ sinh, hắn đã hiểu rõ vấn đề, hắn không nói gì mà chỉ khẽ vỗ lưng cho nàng. Vài phút sau Y Phong mới ngẩng gương mặt tái nhợt lên dùng giọng mất hết sức lực nói. Không có gì, em chỉ có chút không thoải mái thôi. À, em biết rồi. Vương Tử Quân đưa Y Phong về phòng, hắn trầm giọng nói. Tại sao phải gạt anh? Y Phong tuy đang ở thành phố Giang Thị thế nhưng trong khung lại thích ở huyện thành, thích rời khỏi thành phố đến nông thôn. Mỗi khi đến cuối tuần thì nàng thường đi ra ngoại thành, như vậy sẽ có hương vị hạnh phúc. Nàng thích không khí trong trẻo, thích cảm giác thoáng đãng ngoài đồng ruộng có thể nhìn thấy trâu bò gặm cỏ, thích những bữa cơm chiều cùng bố mẹ nói đủ chuyện trên trời dưới đất, thích cảm giác ấm áp của gia đình như vậy. Nàng cảm thấy đó mới thật sự là một cuộc sống chân chính. Nàng cảm thấy vào trong quán uống cà phê, vào quán bar nói chuyện uống rượu, vào nhà hát xem kịch, xem phim. Tất cả làm cho nàng cảm thấy không chút thú vị. Chương 588, một tình càng sâu người càng cô độc. Vì thế Y Phong nhiều năm sống ở thành phố nhưng trong đầu vẫn luôn có hình ảnh đồng ruộng vàng óng, nông trại bập bùng khói bếp, dòng suối trong vắt, vườn trái cây thơm ngát, những người phụ nữ và trẻ nhỏ líu díu nói chuyện với nhau trên xe ba bánh trong huyện thành. Y Phong luôn có nỗi nhớ khó phai với huyện thành quê mình. Mùa xuân nàng thường đi thăm thú vài nơi, đến cánh rừng rậm rạp, dòng suối tung hoành. Mỗi khi hòa vào không gian miền quê thì nàng cảm thấy tất cả cảm giác khác lạ biến mất, chính mình giống như biến thành màu xanh, vào mùa thu thì ngoại thành cũng rực rỡ hẳn lên, tầm mắng thật sự thông thoáng khoáng đạt làm cho người ta sinh ra cảm giác như đặt chân vào vườn địa đàng. Đến tối về nhà nói chuyện với mẹ, Y Phong luôn nói rằng sau này mình sẽ về huyện thành sinh sống, bầu không khí cuộc sống nơi đây thật sự làm cho người ta say mê. Mẹ luôn nói với Y Phong rằng, con ở vài ngày thì mới là thích thú, nhưng con thử ở cả đời người, sẽ cảm thấy nó rất đơn điệu. Căn cứ vào lời nói thì hiểu rõ ý nghĩ của mẹ nàng, đó là con gái đã cô đơn quá lâu, nói bóng gió khuyên nàng nên tìm một người bạn tình. Y Phong chợt kinh hoàng, nàng hoảng hốt nhận ra rằng nguyên nhân nàng mong chờ quay về cuộc sống năm xưa chính là điểm này, trong lòng nàng vô cùng lưu luyến khoảng thời gian cùng với Vương Tử Quân ở dưới nông thôn. Thế là nàng lại ảm nhận được cảm giác cô độc đau thương của mình, trong mắt người đang yêu có một bí mật không thể nào hiểu được, thế nhưng chỉ mình nàng không ý thức được Vương Tử Quân lại có độ nặng lớn như vậy với mình. Đã nhiều năm qua Y Phong biết rõ tình cảm nảy mầm trong người mình, hơn nữa nó đã cực kỳ sâu sắc, dù thế nào cũng khó thể nào ném đi được. Dù đã đến tuổi kết hôn từ lâu, thế nhưng nàng vẫn là như vậy, vẫn giống như chưa có gì trong mắt mọi người. Nàng còn chưa có chuẩn bị để làm mẹ. Dù nàng khát vọng có con với người đàn ông của mình, nếu có con thì xem như cũng là vấn đề bình thường mà thôi.
Y Phong ngẩng đầu nhìn ánh mắt lạnh lùng của Vương Tử Quân, nàng thì thào ngập ngừng nói. Tử Quân, em sợ anh không muốn đứa bé này. Y Phong nói ra những lời như vậy mà tinh thần giống như bị rút đi sạch sẽ, nàng vô lực nằm trong lòng Vương Tử Quân, giống như năm xưa hai người ở huyện Lô Bắc. Vương Tử Quân thật sự trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Y Phong không phải là người phụ nữ tuyệt đỉnh thông minh, nàng thậm chí còn làm cho hắn cảm nhận được sự ngây thơ và đơn thuần không tương xứng với độ tuổi. Nhưng hắn vẫn biết rõ đây là một người phụ nữ lương thiện dịu dàng nhất của mình, cô ấy yêu hắn rất sâu, tình cảm xuất phát từ tận đáy lòng, tuyệt đối không có bất kỳ thứ gì khác thường. Có đôi khi Vương Tử Quân cũng thấy có chút không đành lòng, hắn tin mình khó mang lại hạnh phúc tuyệt đối dù có tình cảm thật sự với nàng. Hắn không thể cho nàng một gia đình trọn vẹn, thậm chí không thể nào cho nàng một danh phận làm vợ. Tuy điều này trong xã hội hiện tại cũng không còn quá quan trọng, thế nhưng hắn biết rõ, dù là bất kỳ một người phụ nữ nào cũng sẽ không muốn làm tình nhân của một người đàn ông đã có vợ, bọn họ đều khát vọng trở thành vợ và sinh con cho người đàn ông mình yêu. Nhưng Y Phong lại không muốn những thứ này, N chỉ cần tình cảm của Vương Tử Quân mà thôi. Vương Tử Quân thật sự cảm động, hắn kéo Y Phong vào lòng, lại dùng giọng khổ sở nói. Thật xin lỗi bảo bối, anh nợ em nhiều lắm, anh không cho em cảm giác an toàn có phải không? Nhưng em hãy cứ tin tưởng anh sẽ tuyệt đối không ích kỷ, anh sẽ phụ trách với đứa bé. Hứa hẹn của Vương Tử Quân làm cho gương mặt Y Phong đầy nước mắt. Ừ, em biết rõ, em cũng không hy vọng xa vời anh cho em cái gì, có một đứa con là em cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Vài ngày trước có một vụ án đặc biệt diễn ra, người đàn ông kia đã có vợ, thế nhưng vẫn có quan hệ với một người khác, người phụ nữ kia có mang, người đàn ông kia không muốn giữ lại và bắt phải phá đi. Vương Tử Quân nghe lời cảm thán của Y Phong mà thầm nghĩ, cả ngày nàng tiếp xúc với những vụ án không lành mạnh, khó trách rơi vào tình huống nhìn gà hóa quốc như vậy. Em không có lòng tin với anh, thật sự uổng cho tình yêu của anh với em. Vương Tử Quân dùng hai tay giữ lấy gương mặt Y Phong, hắn dùng giọng áy náy nói. Bây giờ Vương Tử Quân cảm thấy rất thỏa mãn, một cảm giác khoái cảm khi có được thu hoạch, tất nhiên cũng là một cảm giác đáng tự hào. Đàn ông cuối cùng cũng có được cảm giác làm bố, đây là một cảm giác khó có thứ gì so bì được. Y Phong không nói gì, nàng tùy ý để Vương Tử Quân vuốt ve mình, lúc này trên người nàng tràn ngập khí tức hạnh phúc. Trước kia anh có nói, nếu như em tìm được người yêu, anh sẽ thả cho em đi. Bây giờ em mới biết được những lời kia của anh là dối gạt, có đúng không? Y Phong nhìn vẻ mặt Vương Tử Quân, thật sự không muốn xa rời. Vương Tử Quân cầm lấy tay Y Phong, hắn dùng giọng ngưng trọng nói. Thật xin lỗi bảo bối, anh nghĩ rằng mình có thể buông tay một cách cực kỳ vui vẻ thoải mái, thế nhưng thật sự giống như câu nói của em vẫn là người anh yêu thương và quý giá nhất. Nghĩ đến tình huống sau này em ở trong vòng tay một người đàn ông khác, anh thật sự có chút khổ sở, anh thật sự không thể làm được. Em biết rồi, em biết rồi. Phụ nữ là động vật cảm tính nhất trên đời, nàng có thể yêu mà bỏ qua tất cả. Dù tình yêu chỉ là tuyên ngôn đồng thoại, hơn nữa đồng thoại phần lớn là gạt người. Thế nhưng phụ nữ vẫn luôn là như vậy, người trước ngã xuống người sau tiến lên, giống như thích thú cảm giác đau đớn khi chia ly, Y Phong cũng không phải ngoại lệ. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Y Phong, hắn khẽ ho một tiếng rồi nói. Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Nói dối. Y Phong nói rồi đưa tay giữ lấy tay Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không phản kháng, hắn để Y Phong tùy ý giữ lấy lỗ tai của mình. Hắn lẳng lặng dựa người vào người phụ nữ đầu tiên của mình được gặp sau khi trùng sinh, hắn khẽ nói. Y Phong, em biết khi anh nghe nói em có người khác thì có cảm giác thế nào không? Anh nghĩ dù có bất kỳ thủ đoạn gì cũng phải giữ em ở lại bên cạnh. Vương Tử Quân nói đến đây thì đưa mắt nhìn Y Phong, lại nói tiếp. Phụ nữ của anh, dù là bất kỳ ai cũng không được động vào, anh sẽ không bao giờ để cho em đi đâu cả. Một câu nói cực kỳ khí phách của Vương Tử Quân làm cho Y Phong vừa mới bình phục lại cảm xúc đã bắt đầu cảm thấy nước mắt lưng tròng, nàng sao không muốn cùng người đàn ông của mình gắn bó cả đời được. Nhưng lúc mình cô đơn bóng chiếc mới thật sự là đáng sợ. Đồng thời nàng cũng lo lắng về đứa con trong bụng, tương lai ai sẽ là người cho con mình một tương lai phát triển tốt. Nàng nghĩ đến vấn đề như vậy mà cảm giác ai oán trong lòng thật sự khó thể nào tiêu tan cho được. Chương 588-2, tình càng sâu người càng cô độc. Hai người ghé sát vào nhau cực kỳ tình cảm, Vương Tử Quân đột nhiên nói. Thật ra còn có một việc anh luôn do dự chưa nói cho em biết. Chuyện gì, anh nói em nghe xem nào.
Vương Tử Quân ấp a ấp úng gợi lên lòng hiếu kỳ của Y Phong, nàng giữ chặt lấy cánh tay của Vương Tử Quân rồi dùng giọng kỳ quái nói. Thật ra khi em nói dối cũng không đưa tay vuốt tóc, vừa rồi là em bị anh gạt thôi. Vương Tử Quân nhìn mái tóc tung bay của Y Phong, hắn dùng giọng chăm chú nói. Y Phong chợt sững sờ, thế mới biết mình bị lừa. Nàng nhìn gương mặt với nụ cười xấu xa của Vương Tử Quân, thế là không nhịn được phải duỗi nắm đấm dùng giọng không buông tha để làm nũng. Anh đúng là bại hoại, chỉ biết gạt người. Vương Tử Quân đeo kính cùng Y Phong đi ra khỏi quán cà phê, lúc này trời đã hoàn toàn tối, ban ngày vào mùa đông thường ngắn hơn đêm, hơn nữa thời tiết hôm nay có chút âm u, trời hơi tối. Đi thôi, chúng ta về nhà dùng cơm. Vương Tử Quân biết rõ đây là thời điểm tịnh dưỡng, thế nên dùng giọng yêu thương nói với Y Phong. Y Phong ôm chặt lấy Vương Tử Quân, lúc này trong lòng nàng chợt bùng lên cảm xúc nồng đậm. Nàng yêu người đàn ông này vì hắn là người lý trí, có trách nhiệm, tính cách kiên định, ngăn nắp và có tình cảm. Dù nàng đã hạ quyết tâm, thế nhưng sự việc phát triển theo hướng này giống như mới thật sự làm cho nàng vui sướng. Tuyết tuyết tuyết. Tiếng còi vang lên chói tai, một chiếc xe máy phóng về phía Vương Tử Quân và Y Phong như gió cuốn. Vương Tử Quân thấy tình huống như vậy thì cực kỳ hoảng sợ, hắn đẩy Y Phong ra bên cạnh theo bản năng, cơ thể hai người tách ra. Két. Tiếng thắng xe vang lên chói tai, chiếc xe máy dừng lại, tên thanh niên chạy xe máy trợn mắt nhìn Vương Tử Quân, sau đó phát ra tiếng cười không kiêng nể gì cả. Em gái, lên xe anh đi chơi nhé, tên này thật sự không ra gì cả. Tên thanh niên ngồi trên xe nhìn qua có vẻ mới chỉ hơn 20, hắn hô một tiếng với Y Phong, sau đó bắt đầu lên ga rổ máy. Một tiếng huýt sáo vang lên, từ nơi không xa cũng vang lên vài âm thanh đáp lại, vài chiếc xe chạy đến ầm ầm. Tên thanh niên kia nhìn vẻ mặt bất động của Y Phong, hắn cười ha hả rồi tiếp tục rổ ga. Em gái, nghĩ thông thì đến tìm anh, mỗi ngày anh đều đua xe ở đường Đông Hoàn. Tên thanh niên nói rồi rồ ga chạy đến tụ tập với đám người ở phía bên kia, chiếc xe máy phóng đi như gió cuốn. Đây là đám người nào vậy? Vương Tử Quân nhìn người đi đường đều phải né đám thanh niên chạy xe máy kia, hắn dùng ánh mắt và giọng nói có hơi lạnh lẽo hỏi Y Phong. Y Phong đang khá vui vẻ, nàng cũng căn bản không quan tâm đến lời nói lỗ mãng của tên thanh niên kia, nàng kéo tay Vương Tử Quân rồi cười nói. Đám người kia thuộc nhóm đua xe máy ở thành phố Giang Thị. Nghe nói gia đình đều có tiền hoặc có quyền, xe của bọn họ cũng là những loại xe tốt nhập khẩu từ nước ngoài. Y Phong nói đến đây thì khẽ cắn vào tai Vương Tử Quân. Đúng rồi, vừa rồi thấy tên kia chạy một chiếc mô tô BMW, nó có giá trị cao hơn cả chiếc Santana vừa rồi của anh. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nghịch ngợm của Y Phong thì cười nói. Có phải được một tên thanh niên nhỏ hơn 5 tuổi gọi là cô em thì cảm thấy rất vui không vậy? Anh đúng là... Y Phong nói rồi lại véo Vương Tử Quân, nhưng lúc này Vương Tử Quân đã lấy điện thoại ra, hắn bấm máy gọi đi. Alo, chú Trương phải không? Chào chú, cháu là Vương Tử Quân, gần đây chú thế nào rồi? Hình như đã lâu rồi chú cháu ta chưa cùng nhau ngồi nói chuyện thì phải. Người tiếp điện thoại của Vương Tử Quân chính là Chủ tịch Cục Công an thành phố Giang Thị Trương Tùng Niên. Lúc này Trương Tùng Niên căn bản không dám dùng tư thái trưởng bối để nói chuyện với Vương Tử Quân. Dù sao thì bây giờ Vương Tử Quân cũng là chủ tịch thành phố Đông Bộ, tuy thành phố Đông Bộ thuộc tỉnh Sơn Nam, thế nhưng nếu so về cấp bậc hành chính thì cao hơn cục trưởng cục công an thành phố một cấp. Tử Quân, cậu trở về thăm ông sao? Ông cụ đã khỏe hẳn chưa? Hôm qua tôi đến thăm thì thấy tinh thần của ông cụ vẫn rất tốt. Trương Tùng Niên vừa châm trước lời nói vừa dùng giọng thân mật lên tiếng. Ông không có vấn đề gì cả, cảm ơn chú Trương quan tâm. Vương Tử Quân cười cười nói vài câu liên quan đến gia đình với Trương Tùng Niên, sau đó dùng giọng làm như thật nói. Chú Trương, cháu nghe nói có một đoàn người đang đua xe ở đường Đông Hoàn. Trương Tùng Niên thật sự cũng biết đám người đua xe kia, thế nhưng đó đều là đám con cháu nhà quan, là công tử những gia đình có quyền có tiền. Hắn trước nay mắt nhắm mắt mở, không muốn chọc vào, giả vờ tai điếc mắt mờ, làm như không thấy mà thôi. Lúc này nghe thấy Vương Tử Quân nhắc đến vấn đề. Trương Tùng Niên thầm nghĩ, chẳng lẽ đám thanh niên đua xe kia đắc tội với Vương Tử Quân? Hắn trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Không ngờ ở thành phố Giang Thị cũng có phát sinh những trò đua xe phi pháp thế này, may mà có Tử Quân nhắc hở, tôi sẽ sắp xếp người đi xử lý. À, chú Trương, đặc biệt là người chạy trên chiếc mô tô BMW, vừa rồi thiếu chút nữa đã húc vào người khác. Vương Tử Quân nói với Trương Tùng Niên xong thì nhanh chóng cúp điện thoại. Anh đúng là...
thật sự quá hẹp hòi. Y Phong véo lên người Vương Tử Quân rồi sẵn giọng nói. Anh là người hẹp hòi thì sao? Vương Tử Quân nắm lấy tay Y Phong rồi dùng giọng đắc ý lẩm bẩm. Em là của anh, phải ngã vào trong biển lớn bao la của anh. Vương Tử Quân vốn không định ở lâu trong thành phố Giang Thị, dù sao thì hắn còn nhiều việc cần phải làm ở thành phố Đông Bộ. Nhưng một cú điện thoại của Tôn Khải không khỏi làm cho hắn thay đổi hành trình của mình. Tôn Khải có quan hệ thân thiết với Vương Tử Quân, bây giờ người này đã là trưởng khoa trong trường đại học, thật sự xem như công thành danh toại. Nếu so sánh với Vương Tử Quân thì Tôn Khải mập hẳn ra, dáng người đẹp đẽ cũng nhanh chóng phát triển theo xu hướng tròn trịa. Tử Quân, Chủ tịch Vương Đại Nhân, nhiều ngày không gặp mà nhìn anh càng thấy tinh thần, anh về thành phố Giang Thị từ khi nào? Sao không báo để thuộc hạ như tôi có cơ hội tiếp đãi? Tôn Khải vừa thấy mặt Vương Tử Quân thì tiến lên ôm một cái, lại dùng giọng đùa giỡn nói. Vương Tử Quân vỗ vỗ lên bờ vai rộng của Tôn Khải, hắn cười trêu ghẹo. Tiểu tử cậu vẫn như cũ, vẫn không thay đổi, tôi nghe nói cậu là một quý tộc độc thân, thế nào, mãi không làm cô nàng nào rung động sao? Rung động thì cũng có, thế nhưng người ta đứng trước mặt cứ gọi tôi bằng chú, hừ, đúng là chướng mắt tôi. Tôn Khải nói rồi dùng hai tay vuốt mắt mình, giống như rất đau thương vậy. Vương Tử Quân cũng xem như đã quen với hành động như vậy của Tôn Khải, hắn chờ đối phương biểu diễn xong rồi trầm giọng nói. Cậu nói thầy Triệu bị làm sao? Chương 588, ba tình càng sâu người càng cô độc. Thầy Triệu trong lời nói của Vương Tử Quân chính là thầy giáo phổ thông của hắn và Tôn Khải, khi học phổ thông thì hắn là học sinh tốt, thế là được thầy Triệu yêu thương. Nhưng sau khi tốt nghiệp trung học thì hắn ít liên hệ với thầy Triệu, thế nhưng vẫn khắc sâu ghi nhớ. Thầy Triệu xem như không may, đi làm về bị xe tông. Tôn Khải nhắc đến thầy Triệu thì vẻ mặt có chút khó coi. Thầy Triệu bị xe tông. Vương Tử Quân thật sự có chút kinh ngạc với đáp án của Tôn Khải, trong ấn tượng của hắn thì thầy Triệu là người cực kỳ cẩn thận, bình thường đừng nói là vượt đèn đỏ, dù là đèn vàng cũng không chạy qua. Một người cẩn thận như vậy thế nào lại bị xe tông? Vương Tử Quân tuy cực kỳ kinh ngạc nhưng lại theo sát hỏi. Có nghiêm trọng không? Nghe nói khá nặng, gãy một chân, xương sườn cũng có vấn đề. Tôn Khải lắc đầu rồi nói tiếp. Tình huống cụ thể tôi cũng không quá rõ ràng, chẳng qua ngày hôm qua tôi gặp Trần Minh, thấy cậu ấy nói như vậy. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cũng không hỏi lại. Hai người rời khỏi nhà, đi mua vài món thực phẩm dinh dưỡng, sau đó cùng nhau bắt xe về phía bệnh viện. Dưới sự chỉ dẫn của Tôn Khải, hai người theo thang máy đi đến bên ngoài phòng bệnh của thầy Triệu. Đây là một gian phòng rộng hơn 20 mét vuông, bên trong có 3 chiếc giường, khi Vương Tử Quân đẩy cửa đi vào thì bên trong cũng không quá sạch sẽ, mùi khó chịu bùng vào mũi. Những năm gần đây Vương Tử Quân cũng không phải chưa từng đến bệnh viện, thế nhưng hắn đến bệnh viện không phải kiểm tra công tác thì cũng là thăm hỏi vài người. Khi đó bệnh viện đều giống như gặp phải kẻ địch, không những sắp xếp cực tốt, lại còn cho cả chuyên gia đi theo. Vương Tử Quân nhìn lướt qua 3 giường bệnh, hắn nhanh chóng phát hiện thầy Triệu ở giường chính giữa. Tuy đã 10 năm không gặp thế nhưng hắn chỉ nhìn lướt qua vẫn có thể nhận ra thầy Triệu của mình. Thầy Triệu cũng không có biến đổi gì quá lớn so với năm xưa, ngoài tóc có hơi bạc, nếp nhăn hơi nhiều, ông vẫn là thầy Triệu chủ nhiệm lớp hắn năm xưa. Trong phòng bệnh có vài người thân đang chăm sóc người bệnh, khi hai người Vương Tử Quân đi vào thì đưa mắt nhìn chằm chằm. Bên cạnh thầy Triệu là một cô gái hơn 20 tuổi, gương mặt xinh xắn, dù không phải đẹp lộng lẫy nhưng lại dịu dàng xinh xắn động lòng người. Nàng mặc một chiếc áo lông màu trắng làm cho người ta cảm thấy giống như một đóa hoa trắng nở rộ trong phòng, làm người khác sinh ra ý nghĩ tiếp cận vô hạn. Cô gái thấy Tôn Khải và Vương Tử Quân thì vẻ mặt khẽ động, đặc biệt là khi thấy Vương Tử Quân thì trong mắt lóe lên chút kích động. Thầy Triệu, Tôn Khải và Vương Tử Quân đều khẽ cúi người chào hỏi thầy Triệu nằm trên giường bệnh. Lúc này thầy Triệu cũng thấy hai người Vương Tử Quân, lão cẩn thận nhìn Vương Tử Quân và Tôn Khải, sau đó trên mặt có chút mừng rỡ. Tử Quân và Tôn Khải sao? Đã lâu rồi tôi chưa gặp hai anh, bây giờ thế nào rồi? Thưa thầy, em thì căn bản không có lý tưởng gì, nhưng Tử Quân lại là người phát triển rất mạnh. Vương Tử Quân thấy Tôn Khải lấy mình ra trêu đùa, hắn tức giận cho đối phương một đấm, sau đó cười nói. Thầy, bây giờ ngài thấy thế nào? Đã không còn gì đáng ngại, chỉ là bác sĩ nói không được cử động, thế cho nên chỉ có thể ở trên giường mà thôi. Thầy Triệu thở dài một hơi rồi cười khổ nói. Thầy Triệu, có câu bị thương gân cốt phải mất 100 ngày,
vì vậy bây giờ nên an tâm tịnh dưỡng thì hơn. Vương Tử Quân đi đến trước mặt thầy Triệu dùng giọng khuyên nhủ nói. Anh Vương Tử Quân, anh Tôn Khải, mời hai anh uống nước. Cô gái áo lông trắng lấy ra hai hộp sữa đưa cho Vương Tử Quân và Tôn Khải. Khi gặp mặt cô gái thì Vương Tử Quân đã thấy quen thuộc, nhưng khi đó hắn chủ yếu chú ý đến thầy Triệu, thế cho nên cũng không quá chú ý. Bây giờ cô gái đặt hộp sữa xuống trước mặt, hắn chợt lấy lại vài phần ký ức năm xưa. Cô là Chu Dục Thiến sao? Đúng vậy, anh Vương Tử Quân, đã lâu không gặp. Cô gái tỏ ra rất vui vì Vương Tử Quân còn có thể nhớ tên mình. Hi hi, không hổ danh ngồi cùng bàn, vẫn nhớ rất rõ. Tôn Khải vừa tiếp nhận hộp sữa trong tay Chu Dục Thiến vừa dùng giọng quái dị nói. Tôn Khải nói như vậy làm cho gương mặt Chu Dục Thiến trở nên đỏ hồng, ngay sau đó nàng lại thẹn thùng cúi đầu. Chu Dục Thiến, đã nhiều năm rồi, không ngờ lá gan của cô vẫn nhỏ như vậy. Tôn Khải nhìn bộ dạng của Chu Dục Thiến rồi cười lớn nói. Bạn học gặp mặt nhau tất nhiên sẽ hỏi han tình hình cuộc sống, sau khi biết rõ bệnh tình của thầy Triệu thì mọi người bắt đầu hàn huyên. Trong lúc nói chuyện với nhau, Vương Tử Quân biết Chu Dục Thiến đến đây chưa lâu, vì vợ của thầy Triệu có việc cần làm, thế cho nên nàng ở lại thêm một lúc nữa. Thầy Triệu nhìn mấy đứa học trò cũ của mình đến thăm mà tỏ ra vui sướng, hắn cười cười nói với Vương Tử Quân. Tử Quân, tôi nghe nói cậu xuống xã, bây giờ thế nào rồi? Vương Tử Quân đi đến xã Tây Hà Tử, nhưng đây là chuyện của vài năm trước, không ngờ thầy Triệu vẫn cứ nghĩ Vương Tử Quân đang công tác ở xã Tây Hà Tử. Em gần đây không? Vương Tử Quân còn chưa nói dứt lời thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra, 4-5 người đàn ông đi vào, trên tay bọn họ là túi lớn túi nhỏ, bộ dạng giống như đến thăm bệnh. Chào thầy Triệu, Chu Dục Thiến cũng ở đây à? Khi anh đến có gọi điện thoại cho em, nói là chúng ta cùng đi, không ngờ bây giờ lại trùng hợp như vậy. Đi đầu là một người đàn ông hơn 30 tuổi, trên tay chẳng có thứ gì, thế nhưng lại ngẩng đầu ưỡn ngực làm cho người ta nhìn vào và sinh ra cảm giác giống như hắn là kẻ đứng đầu đám người. Chu Dục Thiến nhìn thấy người đàn ông mới đến thì trong mắt lộ ra chút phiền chán, nhưng nàng cũng cố gắng nhẫn nại nói. Trần Đạo Hòa, các anh cũng đến rồi à? Những người đàn ông đi theo sau lưng Trần Đạo Hòa cũng bắt đầu đặt những thứ đưa theo xuống đất, mà Trần Đạo Hòa bắt đầu chào hỏi thầy Triệu. Nếu như không phải Chu Dục Thiến gọi tên người đàn ông kia là Trần Đạo Hòa, Vương Tử Quân thiếu chút nữa đã quên người bạn học này. Hắn trọng sinh và thật sự phần trí nhớ về thời phổ thông đã có chút mơ hồ. Trong ấn tượng của hắn thì Trần Đạo Hòa là một người thích nghịch ngợm gây sự nhất trong lớp. Ngoài chút ấn tượng như vậy thì Vương Tử Quân thật sự không nhớ rõ thứ gì khác. Cậu là Vương Tử Quân sao? Một người đàn ông đi theo sau lưng Trần Đạo Hòa chào hỏi hai câu với thầy Triệu, sau đó dùng ánh mắt dò xét nhìn Vương Tử Quân và Tôn Khải. Sau khi suy nghĩ giây lát thì hắn lớn tiếng hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt kích động của người bạn học đối diện, hắn thật sự có chút ngây người. Tuy hắn thật sự cảm thấy người kia nhìn rất quen, thế nhưng khoảnh khắc này hắn thật sự không thể nghĩ ra tên của đối phương. Chương 588-4, tình càng sâu người càng cô độc. Ha ha ha, Vương Tử Quân, đúng là cậu rồi. Tôi là Lý Nguyên Thăng, thật không ngờ nhiều năm trôi qua mà cậu cũng không có gì thay đổi quá nhiều. Người đàn ông kia vừa nói vừa đưa tay ra với Vương Tử Quân. Lý Nguyên Thăng, Vương Tử Quân suy nghĩ giây lát. Một ít ký ức về Lý Nguyên Thăng chợt xuất hiện trong lòng. Hắn nhớ về thời điểm còn học phổ thông, mình và Lý Nguyên Thăng đều là học sinh giỏi trong lớp, nhưng mình luôn hạng nhất còn Lý Nguyên Thăng luôn thứ hai, hơn nữa kiếp trước hắn và Lý Nguyên Thăng căn bản là không có bất kỳ liên lạc nào với nhau. Đạo Hòa, anh còn nhớ Vương Tử Quân không? Chính là Vương Tử Quân luôn xếp hạng đầu trong lớp chúng ta năm xưa. Lý Nguyên Thăng chỉ về phía Vương Tử Quân rồi cười nói với Trần Đạo Hòa. Vương Tử Quân sao không nghe ra chút hương vị khác thường trong lời nói của đối phương, thế nhưng lúc này hắn đã đứng ở một độ cao mới, vì thế cũng không quan tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt thế này. Vương Tử Quân, tôi nhớ ra rồi, không phải là bạn học cùng bàn với Chu Dục Thiến sao? Đúng rồi, tôi nghe nói cậu xuống xã công tác, thế nào? Bây giờ phát triển tốt chứ? Trần Đạo Hòa khẽ vươn tay hướng về phía Vương Tử Quân rồi cười cười nói tiếp. Bạn học cũ. Nông thôn cũng không tốt bằng tỉnh thành, nếu như cậu tình nguyện quay về, đi đến công tác ở công ty chúng tôi bao cậu không phải chịu thiệt thòi. Vương Tử Quân cười cười nói. Đạo Hòa, tôi cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi còn rất yêu mến công việc của mình vào lúc này. Trần Đạo Hòa nghe lời từ chối của Vương Tử Quân thì vẻ mặt chợt có chút không vui, hắn nhàn nhạt hừ một tiếng,
sau đó nhìn về phía thầy Triệu đang mỉm cười nói. Thầy Triệu, ngài cũng nên khuyên nhủ Tử Quân, cậu ấy ở dưới xã cũng không phải quá tốt, chúng em là bạn học cũ cũng nên giúp đỡ lẫn nhau. Công ty Thân Đạt của chúng em tuy không lớn nhưng cũng là một xí nghiệp trọng điểm được thành phố Giang Thị giúp đỡ, rất có thực lực, Tử Quân đến chỗ chúng em sẽ không bao giờ chịu thiệt. Thầy Triệu là người từng trải, tất nhiên hiểu rõ đám học sinh của mình có vấn đề gì, nhưng hắn vẫn phải nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân, tôi nhớ cậu là con một trong nhà, bố mẹ đều ở tỉnh thành, tôi cũng nghe qua về công ty của Trần Đạo Hòa, cậu nếu có thể thì nên tham gia vì ở gần bố mẹ lúc nào cũng tốt hơn ở xa rất nhiều. Vương Tử Quân nghe được sự quan tâm trong lời nói của thầy Triệu, hắn không đành lòng từ chối ý tốt của thầy Triệu, thế là cười cười nói. Thầy Triệu, em sẽ suy nghĩ lại. Tôn Khải cũng không có ấn tượng gì tốt với Trần Đạo Hòa, hơn nữa hắn rất không thích tình huống tên kia vừa mới xuất hiện đã muốn đè đầu Vương Tử Quân, thế cho nên mới cười hì hì dùng giọng không chút khách khí nói. Trần Đạo Hòa, cậu cũng đừng nhắc đến công ty của mình làm gì, vì miếu nhỏ làm sao chứa được Bồ Tát lớn. Cậu! Trần Đạo Hòa từ sau khi học xong phổ thông thì cũng không liên lạc với Tôn Khải và Vương Tử Quân, tất nhiên sẽ không biết bố của Tôn Khải năm xưa là một cán bộ nhỏ bây giờ đã là phó bí thư thành phố Giang Thị. Hắn chỉ nghe nói loáng thoáng là Tôn Khải đang dạy ở trong trường đại học, nhưng một giảng viên đại học nào có thể lọt vào trong mắt hắn. Tôn Khải, Trần Đạo Hòa, hai anh thật sự không có gì thay đổi, vừa gặp mặt đã đấu võ mồm, mau đến đây uống nước. Chu Dục Thiến thấy hai người Tôn Khải vừa định ồn ào thì nhanh chóng đưa nước đến. Vương Tử Quân cũng kéo tay Tôn Khải, hai người bọn họ đến đây thăm thầy, cũng không phải cố gắng tạo ra bầu không khí khó xử. Nếu bọn họ thật sự gây huyên náo ở chỗ này làm cho thầy Triệu mất vui, như vậy đến nơi này còn ý nghĩa gì nữa? Hơn nữa Vương Tử Quân căn bản cũng không muốn chấp nhất một người giống như Trần Đạo Hòa. Tôn Khải nhìn ánh mắt của Vương Tử Quân, hắn nào không hiểu ý của Vương Tử Quân. Thế là hắn chỉ khẽ cười cười, sau đó bắt đầu uống nước. Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ với mái tóc hoa râm cầm theo một chiếc bình thủy đi đến. Chu Dục Thiến thấy người phụ nữ này thì mỉm cười tiến lên nghênh đón. Cô Hà, cô đã về rồi, bọn họ là bạn học của cháu, đều đến thăm thầy. Vương Tử Quân nghe thấy Chu Dục Thiến xưng hô như vậy thì trong đầu thầm nghĩ đây có lẽ là vợ của thầy Triệu, đây cũng là một cô giáo trong trường của bọn họ, nhưng trước kia chưa từng dạy bọn họ bao giờ. Chào cô Hà. Đám người Vương Tử Quân cũng vội vàng cúi người chào. Cô Hà tuy không nhớ rõ nhóm Vương Tử Quân là ai, thế nhưng nàng lại là một người rất linh hoạt, nàng ngẩng đầu cười với Chu Dục Thiến, sau đó cười nói. Thầy Triệu cũng không có vấn đề gì quá lớn, làm phiền mọi người đến đây một chuyến, trong này lại quá chật, thậm chí còn không có chỗ ngồi cho mọi người. Thầy Triệu dạy chúng em 3 năm, chúng em đến thăm thầy là điều cần làm. Cô Hà, nơi này có hơi chật, em thấy không bằng chúng ta đổi phòng khác thì hay hơn. Lý Nguyên Thăng là một người linh hoạt, hắn nhanh chóng tiến lên một bước rồi cười nói. Cô cảm ơn các em, thế nhưng bây giờ bệnh viện đang thiếu phòng, có thể tìm một chiếc giường ở nơi này cũng phải làm phiền chị của Dục Thiến rồi, như vậy cũng quá đủ rồi. Cô Hà thở dài một hơi, sau đó khẽ nói. Thầy Triệu giống như không muốn nghe những điều này, hắn phất phất tay nói. Em nói gì vậy chứ? Anh thấy như thế này là rất tốt, lúc không có việc gì làm có thể nói chuyện với mọi người, có thể tâm sự cho vui. Cô Hà, cô đừng gấp, cháu có quan hệ khá tốt với chủ nhiệm Trần của văn phòng bệnh viện, cháu sẽ liên lạc với anh ấy, để xem có thể sắp xếp một phòng hay không. Trần Đạo Hòa nhìn thoáng qua Chu Dục Thiến, sau đó lấy điện thoại ra. Tuy bây giờ điện thoại đã được phổ cập, thế nhưng điện thoại của Trần Đạo Hòa là loại nhỏ gọn đẹp đẽ, biểu hiện đẹp đẽ quý giá. Sau khi bấm điện thoại thì Trần Đạo Hòa lớn tiếng nói đùa với bên kia vài câu, sau đó nhắc đến chuyện của thầy Triệu, hy vọng đối phương hỗ trợ. Người này cũng rất hay, tôi định nói với bố vài câu để đổi chỗ cho thầy Triệu, bây giờ xem ra đã không cần nữa rồi. Tôn Khải cũng không thích nhìn thói ngang ngược của Trần Đạo Hòa, hắn khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười khoát tay áo, hắn cũng nghĩ đến điều này, nhưng Trần Đạo Hòa đã có sắp xếp, như vậy cứ để cho đối phương xử lý tốt đẹp. Hắn cảm thấy dù là ai sắp xếp cũng được, chỉ cần điều đó tốt với thầy Triệu là được. Cô Hà, những phòng bệnh thế này thường rất chật chội, em có quan hệ khá tốt với chủ nhiệm Trần, người ta nể mặt cho chúng ta dọn đến một gian phòng khác thoáng hơn, lát nữa y tá sẽ giúp chúng ta đi sang bên kia. Trần Đạo Hòa đặt điện thoại xuống rồi lớn tiếng nói với cô Hà ở phía bên kia. Chương 588, năm tình càng sâu người càng cô độc.
Cô Hà vốn đang hy vọng Trần Đạo Hòa có thể tìm được phòng, bây giờ nghe được kết quả đúng ý mình thì cực kỳ vui vẻ. Đạo Hòa, lần này thật sự đã làm phiền em rồi. Cô Hà, không có phiền phức gì cả, Đạo Hòa là người nhiệt tình, nơi nào cũng có bạn bè. Cô cứ yên tâm, đợi đến khi thầy Triệu chuyển đến gian phòng kia, người ta nhất định sẽ chăm sóc cho thầy cực kỳ chu đáo. Lý Nguyên Thăng tiến lên nói với cô Hà. Vài người đi theo cũng cười ha hả nói vài lời đề cao thể diện cho Trần Đạo Hòa, hai người nằm chung phòng bệnh cũng cười vui vẻ chúc mừng thầy Triệu. Xem ra làm giáo viên thì tốt, học trò khắp thiên hạ, khi nào cần thì chỉ cần tùy tiện tìm một đứa học sinh là có thể giải quyết được vấn đề. Trần Đạo Hòa tuy mở miệng nói vài câu khiêm tốn nhưng vẻ đắc ý trên gương mặt lại không thể nào che giấu được, hắn cười hì hì nói với thầy Triệu. Thầy Triệu, thầy đừng nói cảm tạ em là học trò của thầy. Những điều này là em cần phải làm, nếu thầy nói cảm tạ thì lại xem em không phải là người một nhà. Thầy Triệu rất bình tĩnh với vấn đề này, thế nhưng cô Hà lại không thể nào bình tĩnh được, nàng khen ngợi Trần Đạo Hòa vài câu, nói có học sinh như Trần Đạo Hòa thì thật sự chẳng khác nào được hưởng phúc. Vương Tử Quân nhìn thấy kết quả thật sự viên mãn, thấy cũng đã đến giờ dùng cơm, thế là kéo tay Tôn Khải chuẩn bị cáo từ. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì Trần Đạo Hòa đã dùng giọng chân thật đáng tin nói. Vương Tử Quân, Tôn Khải, chúng ta đã nhiều năm không liên hệ với nhau, trưa nay tôi mời khách, chúng ta cùng uống một bữa cho vui. Trần Đạo Hòa vừa nói vừa quay sang nói với nhóm người Lý Nguyên Thăng. Không phải các người muốn được ăn yến xào sao? Hôm nay chúng ta đi nếm thử. Mọi người cũng không nên từ chối, chúng tôi muốn ăn yến xào thì phải suy xét vài tháng, hôm nay bạn học cũ chúng ta nhiều năm không gặp, có thể tụ họp với nhau cho vui. Lý Nguyên Thăng sợ Vương Tử Quân từ chối. Đợi đến khi Trần Đạo Hòa nói xong thì trực tiếp phong bế đường lui của Vương Tử Quân. Những người bạn học khác cũng nói lời nịnh bợ Trần Đạo Hòa, nói rằng món yến xào rất hấp dẫn, không ai bỏ qua cơ hội tốt như thế này, Nhóm người này vây quanh liên tục mở miệng nói tốt cho Trần Đạo Hòa làm cho Tôn Khải và Vương Tử Quân căn bản là không thể bỏ đi, nếu không thì cũng phải mở miệng xin lỗi bọn họ. Chu Dục Thiến, em cũng đi luôn cho vui, đã lâu rồi chúng ta chưa họp mặt lần nào. Trần Đạo Hòa nhìn đám bạn học vây quanh Tôn Khải và Vương Tử Quân, thế là mở miệng nói với Chu Dục Thiến. Chu Dục Thiến dùng ánh mắt quan tâm nhìn Vương Tử Quân, nàng cũng không nói chuyện với Trần Đạo Hòa. Rõ ràng nàng rất quen thuộc với Trần Đạo Hòa, thế nhưng nàng lại căn bản không có cảm giác quá tốt với người này. Đạo Hòa, nếu Tử Quân có việc thì để lần sau cũng được. Thầy Triệu mở miệng nói, hắn là người thông thạo đủ đường lối đối nhân xử thế, thế cho nên mới mở miệng giải vây cho học trò của mình. Dù sao thì xã hội bây giờ cũng không dễ dàng gì, học trò giỏi chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền, mà những học sinh năm xưa nghịch ngợm phá phách lại có thể ăn nên làm ra. Thế nhưng dù là người nào dù là học sinh nào cũng có lòng tự trọng, có câu thứ gì mình không muốn sẽ ném sang tay người, thầy Triệu hiểu rõ đạo lý này, vì vậy hắn chủ động mở miệng nói thay cho Vương Tử Quân. Nhưng thầy Triệu nói như vậy lại đưa đến cái liếc mắt của cô Hà, vì Trần Đạo Hòa là người giúp chồng mình đổi phòng. Nàng rất tình nguyện thân cận với Trần Đạo Hòa, thế cho nên mới trừng mắt nhìn thầy Triệu. Đã đến giờ cơm rồi, bọn họ đã chục năm chưa gặp mặt, ăn bữa cơm thì có vấn đề gì chứ? Anh cũng đừng khoa tay múa chân. Thầy Triệu cười khổ một tiếng, cũng không nói thêm điều gì, có thể thấy hắn cũng là một người không có quá nhiều tiếng nói so với vợ mình. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không có thời gian lãng phí trên bữa cơm thế này. Hắn đang định mở miệng từ chối, đúng lúc cửa bị đẩy ra. Một người đàn ông đầu đinh hơn 30 tuổi đột nhiên hùng hổ đi vào phòng. Lão già kia, nghe nói mày muốn kiện lên trên phải không? Trên cánh tay người đàn ông này có một con rồng quấn quanh, người ta chỉ cần nhìn qua là biết đây không phải loại lương thiện gì. Cô Hà thấy người đàn ông này thì vẻ mặt chợt trở nên khó coi, nụ cười trên mặt thầy Triệu cũng biến mất sạch sẽ. Dù trên người bị thương nhưng hắn lại cứng rắn hơn vợ con của mình rất nhiều. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua tên đàn ông kia, sau đó mới trầm giọng nói. Đúng vậy, tôi đã kháng cáo lên tòa án tỉnh, đua xe ở khu dân cư là mối nguy hại đến an toàn công cộng. Ha ha, không ngờ lão già này còn rất bá đạo, tôi cũng sợ, nhưng tao nói cho mày biết, tao cóc sợ cái gì cả, cũng không sợ liên hệ với tòa án. Nhưng tao nhắc nhở mày một câu, mày nên nghĩ kỹ kết quả khi thực hiện lên trên. Tên đàn ông kia vừa nói vừa cầm lấy ly đựng nước bằng inox ném thật mạnh xuống dưới đất. Keng! Một âm thanh chói tai vang lên trong bệnh viện, khi âm thanh vang lên thì tên đàn ông cười hì hì nói. Xin lỗi các vị, tôi lỡ tay,
ha ha, lỡ tay. Bộ dạng của tên đàn ông này rất hung hãn, nào có nửa điểm xin lỗi. Những người bệnh và thân nhân ở cùng phòng tuy rất giận mà không dám nói gì, dù sao thì lúc này chủ yếu là bo bo giữ mình, nhiều việc không bằng ít đi một việc. Nếu anh thật sự có bản lĩnh, như vậy ném tôi xuống đất luôn một thể đi. Thầy Triệu hơi ngửa đầu ra phía sau, lại tức giận lớn tiếng nói với tên đàn ông kia. Tên đàn ông khẽ gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra vẻ chân thành. Thầy Triệu, tôi thật sự không dám nâng ngài lên ném xuống đất, nhưng trong nhà không phải chỉ có một mình ngài, tôi lại dám đẩy người khác từ trên lầu xuống đất. Người đàn ông lên tiếng nói không dám thế nhưng lời nói lại rõ ràng mang ý nghĩa uy hiếp rất lớn, thầy Triệu còn định lên tiếng nhưng đã bị cô Hà giữ chặt lấy. Nếu anh dám làm ra những chuyện như vậy, thế thì chờ cục công an đến bắt đi là vừa. Khi mọi người đang trầm mặc thì Chu Dục Thiến nãy giờ vốn luôn tỏ ra ngại ngùng chợt trầm giọng nói. Tên đàn ông xăm rồng trên tay không ngờ Chu Dục Thiến lại mở miệng, hắn ngẩn ngơ một lát rồi nở nụ cười nói. Cô em thật sự biết điều, cho cảnh sát đến bắt anh. Ha ha, em ơi là em cứ tin tưởng các chú cảnh sát như vậy sao? Như thế thì được rồi, anh thử cho em xem, em có dám cùng đi ra với anh không? Anh đi ra ngoài cho tôi. Vương Tử Quân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua tên côn đồ rồi trầm giọng quát. Ông không đi, chỗ này là nhà mày sao? Mày dám bảo tao đi ra ngoài. Mày đừng ở đây hô hào làm gì cả, tao nói cho mày biết, đừng chọc giận ông mày, nếu không ông đây sẽ phế mày. Tên đàn ông kia dùng ánh mắt có chút sợ hãi nhìn Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng quái dị nói. Chương 589, một dối trá. Vương Tử Quân nào đã từng chịu qua cảm giác bực bội này? Khi hắn chuẩn bị gọi người đến xử lý thì Tôn Khải đã tiến lên một bước, vung một bạt tai về phía mặt tên đàn ông kia. Ngày thường tên đàn ông này đều là con cua bò ngang không sợ ai, chuyên thói ngang ngược, đến bây giờ đều là ra tay đánh người trước tiên, nào bị người ta khiêu khích bao giờ. Vì vậy mà hắn căn bản không kịp chuẩn bị tâm lý, không kịp đề phòng, thế là bị Tôn Khải cho một tát vào mặt. Con bà nó, mày dám đánh ông xử lý mày. Tên đàn ông kia bụng lấy gương mặt đau đớn. Sau đó nhanh chóng phản kích Tôn Khải giống như một con trâu điên. Tôn Khải tuy là một người cao lớn thế nhưng nếu so với tên đàn ông kia thì lại có chút chênh lệch. Hắn nhìn tên đàn ông phóng đến, định nhấc một chiếc ghế lên tấn công theo bản năng, đúng lúc này Vương Tử Quân đứng bên cạnh lại nhân cơ hội tiếp lên đạp vào đùi tên đàn ông đang chạy đến. Vương Tử Quân dù chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp, thế nhưng những năm qua đi theo Mạc Tiểu Bắc, dưới tình huống mưa dầm thấm đất cũng học được vài thủ đoạn nhỏ để phòng thân. Vì vậy một đá của hắn vừa chuẩn vừa độc, chỉ cần một cú đá đã làm cho tên đàn ông kia phải há hốc miệng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tôn Khải cũng đã nhấc chiếc ghế đập mạnh xuống vai tên đàn ông xăm rồng, thiếu chút nữa đã đánh cho đối phương ngã sấp xuống đất. Có câu hảo hán không chịu thiệt trước mắt, hơn nữa tên đàn ông này căn bản không được xưng là hảo hán, thế cho nên hắn nhìn Vương Tử Quân và Tôn Khải, lại nhìn nhóm người Trần Đạo Hòa, sau đó lớn miệng mắng. Đám khốn nạn! Chúng mày có gan đánh người thì có gan chờ đó cho ông, để xem ông thu thập chúng mày thế nào. Tôn Khải nghe thấy đối phương mở miệng khó nghe thì vung băng ghế trong tay lên, tên đàn ông thấy Tôn Khải lại sắp động tay động chân thì hùng hổ bỏ chạy. Tình huống vừa rồi rơi vào trong mắt của thầy Triệu, lúc này hắn nằm trên giường mà không khỏi trợn mắt há mồm. Tôn Khải đánh người không là vấn đề, nhưng hắn không ngờ Vương Tử Quân là học sinh đắc ý của mình, xưa nay căn bản chưa từng gây sự lại ra tay mạnh mẽ như vậy. Thật sự làm cho người ta cảm thấy khó tưởng. Vương Tử Quân cảm nhận được ánh mắt của thầy Triệu, hắn chợt có chút xấu hổ. Hắn đã nhiều năm không đánh đấm, không ngờ hôm nay lại phá giới như vậy. Tử Quân, Tôn Khải, hai anh không sao chứ? Tên kia nên bị đánh như vậy. Sau khi thầy Triệu nằm viện, bọn họ liên tục đến quấy rầy, không những ép thầy tự nhận không may, lại chẳng cho ra một xu nào bồi thường hay chữa trị. Chu Dục Thiến lắc lắc mái tóc dài của mình. Nàng dùng giọng tức giận nói với hai người Vương Tử Quân và Tôn Khải. Vương Tử Quân cảm thấy lần này ra tay chẳng có gì được gọi là vinh quang, nhưng Tôn Khải lại mở miệng tùy tiện nói. Chu Dục Thiến cứ yên tâm, nếu như tên kia còn dám đến quấy rối, tôi sẽ còn đánh đến khi hắn không dám đến mới thôi. Tôn Khải, có một số việc nên cẩn thận thì hay hơn. Chúng ta là bạn học, tôi nhắc nhở cậu một câu, những người này cũng không phải đèn cạn dầu, bọn họ đều là người của bang Điểm Đam. Bây giờ cậu đánh bọn họ há sẽ bỏ qua sao? Việc này thật sự rất phiền toái. Trần Đạo Hòa nãy giờ không nói lời nào, bây giờ thấy Chu Dục Thiến mở miệng nói chuyện với Vương Tử Quân và Tôn Khải, thế
thế là trong lòng không khỏi có chút ghen tuông, cuối cùng mở miệng nói. Tôn Khải căn bản chưa từng bao giờ nghe qua Bang Điểm Đam chứ đừng nói đến Vương Tử Quân, nhưng sau khi nghe được cái tên thì vẻ mặt Lý Nguyên Thăng chợt biến đổi. Hắn dùng giọng nghi hoặc hỏi. Đạo Hòa, tên kia có phải là người của Bang Điểm Đam mà vài ngày trước kéo người đánh nhau ở phía Nam Tây Hoàn không? Tôi nghe nói khi đó có mười mấy người bị thương, có chuyện này sao? Đúng là tên này, cả ngày chuyên gây rối, chỉ sợ thiên hạ không loạn, lần này rõ ràng là tự rước lấy phiền phức. Trần Đạo Hòa khẽ gật đầu, trong mắt hắn chợt xuất hiện nụ cười hả hê. Thầy Triệu cũng từng nghe nói qua về đám côn đồ này thế nên vẻ mặt chợt biến đổi, hắn nhanh chóng lên tiếng với Vương Tử Quân và Tôn Khải. Hai anh mau đi đi, tôi nằm ở chỗ này không có vấn đề gì, bọn họ có đến cũng toi công. Ha ha, thật sự là lớn lối, lão già kia, cảm thấy nằm đây thì chúng tao không thể làm gì được mày sao? Đúng là đáng cười. Một âm thanh vang lên, ngay sau đó có 7-8 tên đàn ông đứng thành một hàng ngoài cửa. Đám người ngoài cửa dù nhìn vào bất kỳ phương diện nào cũng thấy rõ không phải loại lương thiện gì cả, không dễ chọc vào. Đám người này xuất hiện làm cho không gian phòng bệnh vốn có chút chen chúc càng thêm hỗn loạn. Đi đầu là một tên đàn ông hơi gầy, hắn không cao nhưng trên mặt lại có một khí thế cực kỳ thô bạo. Tên đàn ông xăm rồng vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ, bây giờ lại đi bên cạnh tên đàn ông gầy giống như chuột gặp mèo, căn bản không dám thở mạnh. Nhị tử, mày nói cho anh xem, rốt cuộc thằng nào vừa đánh mày? Ông sẽ phế nó cho mày. Tên đàn ông gầy gò mở miệng nói. Một luồng khí tức hung ác từ trên người bùng ra. Các anh đi ra ngoài cho tôi, chỉ cần đừng để tôi nhìn thấy các anh, tôi sẽ đồng ý điều kiện của các anh, xóa bỏ sự kiện đã xảy ra. Thầy Triệu nhìn thấy tên đàn ông kia trong tay chợt xuất hiện một con dao nhọn, thế là hắn tức giận quát lớn. Hừ, mày nói thì dễ lắm, xóa bỏ sao? Tao nói cho mày biết, trên địa bàn thành phố Giang Thị này chưa từng có thằng nào dám đánh anh em của tao, thậm chí chưa từng thằng nào to mồm với anh em tao. Tên đàn ông dùng ánh mắt âm tàn nhìn thầy Triệu, sau đó cười nhạt nói. Đại ca, chính là hai người bọn họ ra tay. Nhị tử đã sớm theo dõi hai người Vương Tử Quân, lúc này nghe đại ca nói như vậy thì chỉ tay về phía Vương Tử Quân và Tôn Khải rồi lớn tiếng nói. Tên đàn ông được gọi là đại ca chợt híp mắt lại, hắn vung con dao nhọn trong tay, sau đó tát nhị tử một cái thật mạnh, trong miệng tức giận mắng. Tiểu tử này càng ngày càng không ra thể thống gì cả. Mày bị hai thằng thư sinh mặt trắng này ức hiếp sao? Tao nói cho mày biết, như vậy là đáng đời. Đại ca, em. Tuy bị một tát nhưng nhị tử lại không dám nói một câu dị nghị, hắn dùng ánh mắt kính sợ nhìn đại ca của mình, chỉ khẽ nói một câu không đầu không đuôi. Phế hai người bọn họ cho tao, để tao thấy Ngô lão nhị mày có phải đã lãng phí hết sức lực trên người đàn bà rồi không? Tên đàn ông được gọi là đại ca chợt vung tay lên dùng giọng nghiêm nghị quát lớn. Ngô lão nhị hôm nay bị đánh hai lần, vốn đã cảm thấy rất uất nghẹn. Đại ca đánh hắn thì sẽ không có vấn đề, thế nhưng Vương Tử Quân đánh thì thật sự làm hắn nổi giận điên cuồng. Lúc này cơn giận đã bừng bừng lấn át tất cả, hắn tiếp nhận con dao nhỏ trong tay của đại ca, định lao về phía hai người Vương Tử Quân. Chương 589, 2, dối trá. Trần Đạo Hòa, không phải anh tự hào mình là người phát triển rất tốt sao? Còn không mau nói giúp cho bọn họ vài lời. Chu Dục Thiến thấy Ngô lão nhị có dao trong tay thì có chút sợ hãi, nàng trầm ngâm giây lát rồi lớn tiếng nói với Trần Đạo Hòa. Trần Đạo Hòa vốn đang trốn ở một bên, bây giờ thấy Chu Dục Thiến lên tiếng thì thật sự không tránh được nữa. Hắn có chút do dự, sau đó mở miệng nói với tên đàn ông gầy gò. Đại ca, bạn học của tôi không hiểu chuyện, xin ngài nể mặt tôi tha cho cậu ấy một lần, tôi là bạn bè của anh Đại Xuyên. Anh Đại Xuyên, mày nói đến Tiểu Xuyên sao? Cậu em à, anh nói cho chú biết, đừng nói là chú, hôm nay dù là Tiểu Xuyên đứng ra biện hộ thì ông cũng sẽ cho nó một tát. Anh em bị đánh mà đứng ra biện hộ cho đối phương, như vậy Bang Điểm Đam này ra gì nữa? Tên đàn ông vừa nói vừa vung tay khẽ đấm lên ngực Trần Đạo Hòa, sau đó cười ha hả nói. Vẻ mặt Trần Đạo Hòa chợt trở nên khó nhìn, hắn rất muốn nổi giận, thế nhưng khi nhìn ánh mắt lạnh lẽo của tên đại ca kia, hắn lại lui về phía sau một bước. Vương Tử Quân nhìn thấy Ngô lão nhị cầm dao trong tay, gương mặt hắn không có biến đổi gì lớn. Hắn vỗ vỗ vai Tôn Khải, đang định mở miệng thì cửa phòng bị đẩy ra, có vài người đàn ông mặc chế phục đi vào. Các người làm gì vậy? Đây là bệnh viện, không cho phép các người gây rối. Người đàn ông đi đầu lớn tiếng nói, sau đó đi về phía đám người Vương Tử Quân.
Thế nào, đội trưởng Tần, vài ngày không gặp, bây giờ thấy anh càng thêm uy phong. Tên đàn ông gầy gò dùng ánh mắt ngoài cười trong không nhìn về phía đám người đang đi đến rồi nói. Đội trưởng Tần thấy tên đàn ông gầy gò thì chợt sững sờ, vẻ mặt chợt trở nên cực kỳ khó nhìn, vẻ mặt đám bảo vệ phía sau cũng trở nên cực kỳ quỷ dị. Đi! Đội trưởng Tần vung tay lên, sau đó nhấc chân đi ra ngoài. Này, các anh làm gì vậy? Chúng tôi là người bệnh, các anh làm bảo vệ sao lại có thể thấy chúng tôi bị hại mà coi như không được? Các anh không cảm thấy phụ lòng bộ quần áo mặc trên người sao? Trong mắt thầy Triệu thì đám bảo vệ kia là cứu tinh, thế cho nên hắn nhanh chóng mở miệng nói lớn. Đám nhân viên bảo vệ không nói gì nhưng bước chân đã giảm lại khá nhiều, ánh mắt lại càng nhìn về phía đội trưởng Tần. Đội trưởng Tần có chút do dự, cuối cùng hắn dừng bước nhìn về phía tên đàn ông gầy gò. Hào Tam, các người không nên gây rối trong bệnh viện. Gây rối sao, đội trưởng Tần, anh em của tôi bị đánh, anh còn nói tôi gây rối. Hi hi, không phải lần trước anh em không chiêu đãi chu toàn với anh, thế cho nên anh mới không nhớ kỹ lời dạy bảo lần trước phải không? Hào Tam vừa nói vừa nhấc nắm đấm lên nói. Vẻ mặt đội trưởng Tần chợt lóe lên cảm giác tức giận, thế nhưng trong lòng có cố kỵ lại làm cho chính mình không thể mở miệng nói được lời nào. Anh Tần, lần này xem như chúng tôi làm việc giúp cho Thái Công Tử, đừng nói là anh, dù là giám đốc bệnh viện, anh ấy nói hôm nay cút đi sẽ không bao giờ ở lại đến ngày mai. Đội trưởng Tần cũng hiểu Thái Công Tử là ai, thế là vẻ mặt hắn chợt biến đổi, hắn nhìn thoáng qua nhóm người Vương Tử Quân, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài. Anh nói đến Thái Công Tử, có phải là Thái Đắc Trọng? Tôn Khải dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hào Tam, hắn dùng giọng khinh thường hỏi. Đúng vậy, mày có quen biết với Thái Công Tử sao? Hào Tam đi lại gần Tôn Khải, hắn dùng giọng không có ý tốt hỏi. Tôn Khải thật sự không xa lạ gì Thái Công Tử kia, thế là hắn cười nhạt một tiếng rồi nói. Thật sự có chút quen biết, không thể ngờ thuộc hạ của hắn lại có một đám người thế này. Tên đàn ông gầy gò tuy là kẻ tranh cường hiếu thắng cực kỳ hung ác thế nhưng cũng biết có một loại người không thể đắc tội, đó là những kẻ quyền cao chức trọng. Hắn biết rất rõ, nhóm người của mình có thể nói là cực kỳ lợi hại trước mặt nhân dân, thế nhưng khi gặp một số người thì căn bản không tính là cặn bã. Lúc này lời nói của Tôn Khải lại càng làm cho hắn không biết nắm bắt vấn đề như thế nào. Xin hỏi ngài là... Tên đàn ông gầy gò tên là Hào Tam xoa xoa hai bàn tay rồi dùng giọng do dự hỏi Tôn Khải. Anh đừng quan tâm tôi là ai, dù là tiểu tử Thái Đắc Trọng kia cũng không dám làm gì tôi. Tôn Khải cười lạnh một tiếng, hai tay lại chỉ về phía đội trưởng Tần ở phía trước. Anh ta nói muốn cho giám đốc bệnh viện cút đi, anh ta làm không được, thế nhưng nếu anh đi, hôm nay sẽ là ngày anh phải cút đi. Biến hóa đột nhiên làm cho vẻ mặt đội trưởng Tần chợt biến đổi, vẻ mặt hắn tái nhợt, tay phải siết chặt đặt lên bàn, bả vai hơi hạ thấp, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ đi. Lúc này bộ dạng của Tôn Khải lại càng làm cho tên đàn ông gầy gò Hào Tam có chút do dự. Hào Tam, mày làm gì vậy? Đến lúc này còn chưa xong việc, không phải thích để ông phải chờ mày sao? Một tên thanh niên mở miệng rồi đá văng cửa đi vào, sau khi ngửi mùi trong phòng bệnh thì dùng tay che mũi, bộ dạng cực kỳ khó chịu. Thái Công Tử. Hào Tam thấy Thái Công Tử thì vẻ mặt chợt biến đổi, hắn lúc này giống như một con chó vẫy đuôi chạy về phía Thái Đắc Trọng vậy. Thái Đắc Trọng khoát tay áo, hắn vừa định mắng thì thấy Tôn Khải đứng ở bên kia, thế là vẻ mặt chợt khựng lại. Hắn cười nói với Tôn Khải. Hào Tam xưa nay làm việc lợi hại, tôi đang tự hỏi hôm nay sao lại kém như vậy. Thì ra là có Tôn Khải anh ở đây. Thế nào, anh ở đây bênh vực kẻ yếu sao? Thái Lão Tam, không ngờ anh càng ngày càng ngang ngược, bây giờ lại đi cùng đám côn đồ rồi sao? Tôi bênh vực kẻ yếu thì thế nào? Anh muốn đánh với tôi một trận sao? Tôn Khải thật sự cũng không có giao hảo tốt với Thái Đắc Trọng, thế là dùng giọng không chút khách khí nói. Đánh thì cũng không cần, thế nhưng nếu muốn xen vào chuyện này thì Tôn Khải anh còn chưa có đủ tư cách. Thái Đắc Trọng nhìn thoáng qua Tôn Khải, sau đó dùng giọng khinh thường nói. Anh nói Tôn Khải không quản được chuyện này, vậy bố anh được sao? Vương Tử Quân nhìn Thái Đắc Trọng, hắn luôn cảm thấy đối phương có vẻ quen mặt nhưng khoảnh khắc này thật sự không nghĩ rằng đã gặp đối phương ở chỗ nào. Bố anh được chưa? Đây rõ ràng là một cây chửi người, Thái Đắc Trọng nhìn tên thanh niên với độ tuổi không khác mình bao nhiêu ở bên cạnh Tôn Khải, thế là nhanh chóng nổi giận. Con bà mày nói gì vậy, mày? Khi Thái Đắc Trọng chuẩn bị nổi giận thì thầy Triệu ở trên giường bệnh chợt vỗ bàn nói. Họ Thái kia, anh đi đi, tôi
tôi sẽ không tố cáo nữa, được chưa? Thầy Triệu nói ra những lời cực kỳ bi thương, hắn là một giáo viên, tâm huyết cả nửa đời bỏ ra để dạy bảo giáo dục con người. Trong thế giới của hắn thì trắng là trắng đen là đen, lần này bị người ta gây ra tai nạn, chính là do tên khốn họ Thái kia đua xe giữa phố phường đông đúc. Chương 589, 3, dối trá. Vì chuyện này mà lãnh đạo đơn vị của thầy Triệu, lãnh đạo phòng giáo dục đều ra mặt, đều gây áp lực cho hắn, nhưng hắn thật sự không sợ, nhưng người ta sử dụng xã hội đen, điều này làm cho hắn cảm thấy rất đau lòng. Bây giờ thấy học sinh của mình bị liên quan, hắn càng cảm thấy ngồi không yên. Này, nếu trước đó thức thời thì tôi đâu phải mất quá nhiều thời gian ở nơi này. Tôi nói cho ông biết, tôi không bắt ông bồi thường phí sửa chữa xe máy thì đã là quá tốt rồi. Thái Đắc Trọng khoát tay về phía thầy Triệu, sau đó dùng giọng đầy chế nhạo nói. Xe máy, Vương Tử Quân chợt nhớ người này là ai, không phải tên này là một thành viên trong nhóm đua xe mà chính mình gặp mặt ở bên ngoài quán cà phê sao? Vương Tử Quân nhíu mày, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Trương Tùng Niên, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ hỏi hai câu về sự kiện đua xe. Trương Tùng Niên cực kỳ kính sợ Vương Tử Quân, hắn biết rõ vị chủ tịch thành phố này không phải ở tỉnh Chiết Giang, thế nhưng năng lượng thì lại không kém chủ tịch thành phố Giang Thị, vì vậy mà trả lời cực kỳ chú ý. Hắn nói Cục Công an thành phố Giang Thị hôm qua đã điều động một số lượng lớn tham gia truy quét, bắt được hơn 10 tên đua xe trái phép. Tôi vừa thấy mặt một tên họ Thái, hắn không những tông vào người khác, còn đến đây uy hiếp người bị thương. Vương Tử Quân nói một câu cực kỳ bay bổng rồi cúp điện thoại. Thái Đắc Trọng luôn quan sát Vương Tử Quân gọi điện thoại, lúc này thấy Vương Tử Quân cúp điện thoại thì vẻ mặt chợt trở nên cực kỳ cổ quái. Giống như lúc này hắn mới ý thức được người đàn ông đứng bên cạnh Tôn Khải nhìn có vẻ rất bình thường, thế nhưng khí thế trên người lại có vẻ mạnh hơn bố mình vài phần. Người này là ai? Khi Thái Đắc Trọng còn đang chần chừ chuẩn bị hỏi một câu thì điện thoại chợt vang lên. Hắn nhìn thoáng qua số điện thoại, sau đó vội vàng nghe máy, càng dùng giọng cực kỳ chú ý nói. Bố, thế nào lại gọi điện thoại cho con vào lúc này vậy? Nhưng chờ đợi Thái Đắc Trọng không phải là những lời dịu dàng từ bố. Lại là một chàng la mắng, ngay sau đó chợt nghe thấy bên kia trầm giọng nói. Chủ tịch Vương có phải ở bên cạnh con không? Mời chủ tịch Vương tiếp điện thoại của tôi. Chủ tịch Vương, chỗ này của con làm gì có chủ tịch Vương nào? Thái Đắc Trọng tuy bị bố mắng đến mức choáng váng, thế nhưng hắn lại hiểu rõ thân phận của đám người chung quanh. Ngoài Tôn Khải thật sự có chút độ nặng, những người khác căn bản không tính là gì. Chủ tịch, chỗ này thậm chí còn không có một tên chủ tịch xã nữa là... Thái Đắc Trọng định nói ra những lời như vậy, nhưng khi nhìn Vương Tử Quân đang dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn mình, hắn chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Chủ tịch Vương là Vương Tử Quân. Trong điện thoại chợt vang lên giọng nói chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vương Tử Quân. Thái Đắc Trọng nghe được cái tên mà thiếu chút nữa thì chết ngất. Hắn dù mới làm loạn ở Giang Thị chưa lâu, thế nhưng bố hắn đến thành phố Giang Thị đã được vài năm, hắn lại biết rõ ràng về những sự việc liên quan đến Vương Tử Quân. Hắn thật sự không ngờ Vương Tử Quân lại có mặt ở chỗ này. Tôn Khải ở đây xưa nay đều đi một mình một ngựa, thật sự không bao giờ là kẻ phù hợp với nhóm người Thái Đắc Trọng, bây giờ Tôn Khải đi cùng một người, vậy không phải là Vương Tử Quân thì là ai? Trong đầu Thái Đắc Trọng chợt lóe lên những ý nghĩ như vậy, thế là trong lòng chợt cồn cào. Chính mình đắc tội với Vương Tử Quân, người này có thể vung tay kéo cả chủ tịch tỉnh xuống đài, nếu đối phương vung tay lên xử lý bố mình, như vậy. Chủ tịch Vương, không, chú Vương, làm phiền chú tiếp điện thoại. Thái Đắc Trọng dùng hai tay cầm lấy điện thoại giống như bưng một củ khoai lang nóng khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tiếp nhận điện thoại, hắn nói vài câu với người ở đầu dây bên kia, sau đó đưa điện thoại cho Thái Đắc Trọng. Hắn không nói thêm điều gì, thế nhưng vẻ mặt Thái Đắc Trọng thật sự càng thêm tái nhợt. Xử theo pháp luật, Thái Đắc Trọng nghĩ đến những lời mà Vương Tử Quân vừa nói ra. Trái tim trong lồng ngực muốn thoát ra ngoài. Nếu như thật sự xử lý theo pháp luật, như vậy cuộc sống sau này của mình. Hắn nghĩ đến tình huống xấu nhất mà tâm lý chợt sinh ra hoảng loạn, vẻ mặt càng thêm tái nhợt. Hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó, hắn vội vàng chạy đến trước mặt thầy Triệu, hắn quỳ xuống đất rồi nhanh chóng nói. Thầy Triệu, mong ngài giúp tôi. Thái Đắc Trọng có phản ứng quá đột nhiên không những làm cho thầy Triệu cực kỳ bất ngờ. Thậm chí là cả Vương Tử Quân cũng phải dở khóc dở cười. Hắn không ngờ Thái Đắc Trọng lại là người nhu nhược như vậy, lúc này còn chưa việc gì đã mềm nhũn giống cọng bún như vậy.
Vương Tử Quân cảm thấy xấu hổ nhưng đám người Trần Đạo Hòa lại cực kỳ kinh ngạc, bọn họ nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra, trong mắt bọn họ thì Thái Đắc Trọng là người căn bản không thể động vào, nhưng bây giờ người dù thế nào cũng không thể động vào đó lại đang quỳ gối cầu xin tha thứ ở trước mặt thầy Triệu. Chủ tịch Vương, chẳng lẽ Vương Tử Quân đã ngồi lên vị trí chủ tịch thành phố sao? Vương Tử Quân nhìn tình huống hỗn loạn mà khẽ gật đầu với Tôn Khải, hắn tin tưởng Tôn Khải sẽ giải quyết được những gì đang diễn ra. Mùa đông là thời gian nghỉ ngơi, rất nhiều ban ngành chính quyền đến mùa đông thường sẽ rảnh rỗi, các vị cán bộ cơ quan ban ngành trong thể chế đều bắt đầu cuộc sống uống trà xem báo mất nửa ngày. Nhưng mùa đông năm nay ở thành phố Đông Bộ lại cực kỳ bận rộn, dưới sự thúc đẩy của Vương Tử Quân, dưới ý chỉ một tay nắm công nghiệp, một tay nắm nông nghiệp, dùng công nghiệp thúc đẩy thành phố phát triển, dùng công nghiệp thúc đẩy phát triển nông nghiệp, cả thành phố Đông Bộ giống như một guồng máy vận chuyển theo đúng quy luật. Khi đợt hàng đèn tiết kiệm năng lượng đầu tiên xuất xưởng thì đèn tiết kiệm năng lượng ở thành phố Đông Bộ đã nổi tiếng. Đặc biệt là Thạch Kiên Quân càng đẩy mạnh cải tiến đèn tiết kiệm điện, phương án tiết kiệm năng lượng lại được cơ quan chính quyền thúc đẩy áp dụng, điều này càng làm cho sản phẩm của nhà máy bóng đèn được các cơ quan ban ngành thành phố Đông Bộ và thậm chí là cả tỉnh Sơn Nam sử dụng. Chủ tịch Vương, đây là dây chuyền sản xuất thứ hai của nhà máy đèn tiết kiệm năng lượng Sơn Nam, chỉ cần chính thức đầu tư vào dây chuyền này, sản lượng bóng đèn tiết kiệm năng lượng của công ty sẽ tăng lên gấp đôi. Lúc đó chúng ta cũng không phải vì vấn đề sản lượng mà ảnh hưởng đến định mức của thị trường. Lý Đông Lực tươi cười chỉ về phía một dây chuyền sắt thép đang được lắp ráp hoàn thiện rồi dùng giọng vui vẻ hưng phấn nói với Vương Tử Quân. Lúc này Lý Đông Lực cũng không còn phải là một người chẳng có tiền để phát triển hạng mục của mình như trước, khi mà bóng đèn tiết kiệm năng lượng được mở rộng tiêu thụ ra khắp tỉnh Sơn Nam. Lúc này Lý Đông Lực lại là một doanh nghiệp nổi tiếng nhất tỉnh Sơn Nam. Chương 589, 4, dối trá. Tuy giá trị sản lượng của xí nghiệp của Lý Đông Lực chỉ xếp sau thứ hạng 50 ở thành phố Đông Bộ, thế nhưng lại không có ai có gan xem thường tiềm năng của đèn tiết kiệm năng lượng, thậm chí còn có người chủ động đến nhập cổ phần để đầu tư cùng phát triển. Vương Tử Quân cười cười nói. Giám đốc Lý, các anh tiến thêm một bước để mở rộng sản lượng, cố gắng đẩy mạnh sự phát triển của xí nghiệp. Như vậy là rất tốt. Nhưng tôi cũng xin nhắc nhở anh một câu, khi tổng sản lượng tăng trưởng thì cũng không thể bỏ qua chất lượng sản phẩm. Nếu anh có thể tạo ra một thương hiệu được người người ủng hộ, như vậy sẽ đưa đến hiệu quả phát triển tuyệt vời. Lý Đông Lực rất kính nể vị chủ tịch thành phố trẻ tuổi trước mặt, nếu không có vị chủ tịch Vương này thì căn bản là không có hắn vào ngày hôm nay. Nhưng dù nói thế nào thì hắn cũng cực kỳ kính nể ánh mắt của chủ tịch Vương. Hầu như chỉ cần vị chủ tịch Vương này nhìn chúng thứ gì thì thứ đó đều có thể phát triển tốt. Chủ tịch Vương cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng tạo thương hiệu cho nhà máy đèn thần quang. Bây giờ chúng tôi đã có một lực ảnh hưởng khá tốt trên thị trường, vài ngày nữa tôi sẽ cho người đến tham gia hội chợ bóng đèn quốc tế, phổ biến sản phẩm của công ty thần quang ra tỉnh ngoài. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin của Lý Đông Lực mà cười cười. Tuy có ký ức hai đời thế nhưng hắn cũng chỉ có thể dám vung tay chỉ điểm được vài phần ở phương diện kinh tế và phát triển mà thôi, còn những thứ cụ thể thì hắn căn bản là không mở miệng. Chủ tịch Vương, lúc này các xí nghiệp đến tham gia khu công nghiệp thủy tinh ngày càng đông, sản lượng thủy tinh của thành phố Đông Bộ chúng ta vào năm nay có thể đạt đến định mức 1/5 của cả nước, còn sản lượng đèn tiết kiệm năng lượng của thành phố Đông Bộ chúng ta càng có xếp hạng cao hơn. Trương Đảo Long chỉ về phía khu công nghiệp thủy tinh rồi dùng giọng tự hào nói. Tuy hắn biết rõ khu công nghiệp thủy tinh này là do Vương Tử Quân sáng tạo ra, thế nhưng hắn lại là người thao tác thúc đẩy quản lý hạng mục, công lao của hắn thật sự khó thể nào chối bỏ được. Lần này Vương Tử Quân đến thị sát khu quy hoạch kỹ thuật cao, nhưng Trương Đảo Long thật sự chuẩn bị rất nhiều. Hắn phải nắm tất cả thành tích trong năm qua của khu quy hoạch kỹ thuật cao để cho ra một báo cáo cực kỳ hoàn chỉnh với Chủ tịch Vương. Khu công nghiệp thủy tinh trong khu quy hoạch kỹ thuật cao thật sự phát triển rất tốt. Thế nhưng nếu muốn đẩy mạnh khu quy hoạch kỹ thuật cao của thành phố Đông Bộ trở thành một khu quy hoạch lớn và quan trọng của tỉnh và thậm chí là cả nước, như vậy một khu công nghiệp thủy tinh là không đủ. Nếu chúng ta muốn tiếp tục đẩy mạnh sự phát triển của khu quy hoạch kỹ thuật cao, như vậy chúng ta vừa phải cố gắng thúc đẩy sản nghiệp thủy tinh, đồng thời cũng phải có một hướng phát triển khác. Chỉ như vậy thì chúng ta mới có thể xác định được vị trí của mình trong thời buổi phát triển kinh tế thị trường dồn dập vào lúc này. Lời nói của Vương Tử Quân lập tức làm cho vẻ mặt Trương Đảo Long đang bừng bừng hào hứng để giới thiệu thành tích cho Vương Tử Quân phải trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn gương mặt nghiêm cẩn của Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng nói. Chủ tịch Vương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ nghiêm túc chứng thực chỉ thị của ngài, sẽ bỏ ra công phu to lớn ở phương diện kêu gọi đầu tư,
làm tốt công tác kiến thiết xây dựng và phát triển khu quy hoạch kỹ thuật cao. Hơn một giờ trôi qua, buổi thị sát cũng giống như một cơn gió thổi qua, cuối cùng tất cả cũng kết thúc. Đám nhân viên khu quy hoạch kỹ thuật cao đi theo đều thở dài một hơi, tuy Chủ tịch Vương đưa ra không ít yêu cầu về sự phát triển của khu quy hoạch kỹ thuật cao, thế nhưng nói về tổng thể thì buổi kiểm tra lần này của lãnh đạo cũng là thành công, tất cả các mục tiêu mà bọn họ đặt ra trước khi lãnh đạo xuống kiểm tra đều đã đạt được. Chủ tịch Vương, mỗi lần ngài đến khu quy hoạch kỹ thuật cao của chúng tôi đều là đến đi vội vàng, lúc này ngài cũng không thể như vậy. Tuy thức ăn ở khu quy hoạch kỹ thuật cao cũng chỉ là bình thường, thế nhưng chúng tôi luôn có một trái tim nóng bỏng, kính xin Chủ tịch Vương ở lại khu quy hoạch kỹ thuật cao ăn một bữa trưa đơn giản, coi như cổ vũ cho những cố gắng của chúng tôi trong công tác. Trương Đảo Long cười hì hì nói với Vương Tử Quân đang chuẩn bị leo lên xe. Vương Tử Quân cũng không bài xích chuyện dùng cơm ở khu quy hoạch kỹ thuật cao, tuy đám cán bộ tuyến dưới uống rượu cực kỳ lợi hại, thế nhưng bọn họ càng uống mạnh càng không dám rót rượu cho hắn say, chỉ là khổ cho những nhân viên đi theo mình mà thôi. Thư ký trưởng, Chủ tịch Trương người ta đã nhiệt tình giữ khách, tôi thấy chúng ta không bằng ở lại nếm thử đồ ăn của khu quy hoạch kỹ thuật cao xem thế nào. Thái Nguyên Thương là thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố, hắn nào nói ra những lời mất hứng. Chưa nói đến chuyện Vương Tử Quân đang hào hứng, bây giờ Trương Đảo Long đã bước vào trong danh sách ban ngành khối chính quyền thành phố, hắn nếu có thể không đắc tội thì sẽ tuyệt đối không đắc tội. Chủ tịch Vương, dù sao thì chiều nay ngài cũng không có quá nhiều sắp xếp, không bằng nếm thử tay nghề của khu quy hoạch kỹ thuật cao. Trước kia tôi cùng dùng cơm với Chủ tịch Trương. Đã không ít lần nghe bọn họ giới thiệu về cơm trong khu quy hoạch kỹ thuật cao. Ba người vừa nói vừa leo lên xe, đám nhân viên khu quy hoạch kỹ thuật cao ở phía sau lúc này nhanh chóng gọi điện thoại sắp xếp tất cả. Két! Khi Vương Tử Quân và Trương Đảo Long đang nói chuyện rất đầu cơ thì chiếc xe Mercedes-Benz chợt dừng lại. Nếu như không phải Vương Tử Quân giữ lấy tay vịn, chỉ sợ cú thắng gấp này đã làm hắn phải đâm đầu vào ghế phía trước. Anh Đồng đang lái xe. Cũng không chờ Vương Tử Quân nhìn nhận tình huống, hắn nhanh chóng bước ra khỏi xe. Hắn nhanh chóng giữ lấy tay tên đàn ông đang chặn trước xe, sau đó lớn tiếng quát. Anh không muốn sống sao? Không thấy xe đang chạy à? Anh xông lên làm gì? Tôi muốn tìm Chủ tịch Vương, tôi có chuyện muốn phản ánh với Chủ tịch Vương. Người đàn ông vốn bị chiếc xe lao đến hù cho sợ hãi, bây giờ thấy anh Đồng nói như vậy thì chợt tỉnh táo trở lại. Hắn vùng tay ra khỏi sự trói buộc của anh Đồng rồi lớn tiếng quát. Lúc này Vương Tử Quân cũng thấy rõ bộ dạng của người đàn ông kia, đó là một người 30-40 tuổi, đeo một cặp kính khung đen kiểu cũ, nhìn qua làm cho người ta sinh ra cảm giác trung thực. Một người như vậy không màng sinh tử chạy đến trước xe của mình, nếu không có chuyện gì thì căn bản là không ai tin. Lúc này vẻ mặt Trương Đảo Long có hơi trắng bệch, tuy hắn không biết tên đàn ông kia là ai, thế nhưng sự việc xảy ra trong khu quy hoạch kỹ thuật cao. Phát sinh ngay trên địa bàn của hắn, tất nhiên hắn là lãnh đạo đứng đầu cũng thấy mất mặt. Chủ tịch, chuyện này không bằng cứ giao cho tôi xử lý. Chương 589, năm dối trá. Thái Nguyên Thương là thư ký trưởng, hắn biết có một số việc Vương Tử Quân không thích hợp ra mặt, vì vậy chủ động đứng ra giết giặc. Vương Tử Quân khoát tay áo từ trên xe đi xuống, hắn đưa mắt đánh giá người đàn ông trước mặt. Tôi chính là Vương Tử Quân, anh tìm tôi có việc gì? Ngài thật sự là Chủ tịch Vương sao? Thật sự tốt quá, tôi rốt cuộc cũng tìm gặp ngài, tôi là... Người đàn ông giữ chặt lấy bàn tay của Vương Tử Quân, giọng nói tràn đầy kích động. Trần Hiểu Ba ở đây, nhanh lên, đừng cho hắn chạy. Những âm thanh dồn dập từ phương xa truyền đến, theo đó là một chiếc xe máy mở đèn báo hiệu từ phía bên kia chạy đến như bay. Người đàn ông vừa giữ chặt tay Vương Tử Quân nói được một câu, bây giờ vẻ mặt chợt trở nên trắng bệch. Hắn lại càng giữ chặt tay Vương Tử Quân nói. Chủ tịch Vương, ngài không nên nghe bọn họ đều nói bậy. Khi người đàn ông lên tiếng thì vài chiếc xe máy mở đèn báo hiệu chạy đến, sau đó dừng cách Vương Tử Quân không xa. Sau khi nhìn thấy người đàn ông kia đang giữ chặt tay Vương Tử Quân, đám người mặc đồng phục cảnh sát nhanh chóng lao đến. Các anh đang làm gì vậy? Triệu Quốc Lương đứng bên cạnh Vương Tử Quân chợt lạnh giọng nói với vài tên cảnh sát đang vọt đến. Nhóm cảnh sát đầu tiên là sững sờ, sau đó dùng ánh mắt cẩn thận nhìn về phía Vương Tử Quân đang bị người đàn ông kia Trần Hiểu Ba kia kéo tay. Đứng đầu là một tên cảnh sát hơn 40 tuổi, hắn nhìn thấy Vương Tử Quân thì nhanh chóng cúi chào. Chào Chủ tịch Vương, tôi là Văn Trường Minh của đồn công an thị trấn huyện Thành huyện Cảnh Tùng, lần này phụng mệnh đi bắt bệnh nhân tâm thần Trần Hiểu Ba.
Văn Trường Minh vừa lên tiếng thì vài tên cảnh sát cũng tiến lên, chỉ sau vài giây đã ép tên Trần Hiểu Ba kia ngồi xuống đất. Chủ tịch Vương, vừa rồi thật sự nguy hiểm, Trần Hiểu Ba này bị bệnh tâm thần, hơn nữa còn là một bệnh nhân tâm thần có tính công kích rất mạnh. Hôm trước hắn ta từ bệnh viện tâm thần chạy ra ngoài, chúng tôi phụng mệnh đến bắt về. Văn Trường Minh vừa nói vừa lấy từ trong cặp của mình ra một văn bản chứng minh. Đây chính là giấy tờ chứng nhận của bệnh viện huyện Cảnh Tùng, nội dung chủ yếu chính là chứng minh Trần Hiểu Ba là người bị bệnh tâm thần, hơn nữa còn là một bệnh nhân tâm thần có tính công kích rất mạnh. Nếu như có ai thấy Trần Hiểu Ba ở đâu thì phải nhanh chóng liên lạc cho Bệnh viện Nhân dân huyện Cảnh Tùng. Ô ô ô, Trần Hiểu Ba bị vật ra đất, dù hắn đang liều mạng vùng vẫy thế nhưng một tên cảnh sát nơi đây có thể địch lại bốn người thường. Hắn tuy chủ động muốn nói, thế nhưng lại căn bản không nói được lời nào. Trương Đảo Long nhìn văn bản có con dấu rõ ràng, vẻ mặt khẽ động, hắn giống như ý thức được cái gì đó, thế nhưng lại không nói ra khỏi miệng. Các anh chuẩn bị đưa anh ấy đến bệnh viện. Vương Tử Quân nhìn Văn Trường Minh đứng trước mặt mình rồi trầm giọng nói. Đúng vậy, Chủ tịch Vương, người này có tính công kích rất mạnh, vì nhân dân vô tội không bị thương tổn, thế cho nên chúng tôi phải nhanh chóng đưa anh ta quay về bệnh viện tâm thần. Văn Trường Minh trầm ngâm giây lát, sau đó trầm giọng nói với Vương Tử Quân. À, người nguy hiểm nên đưa về bệnh viện tâm thần. Thế này đi, Nguyên Thương Anh gọi điện thoại cho giám đốc Diêm của bệnh viện tâm thần thành phố, để cho anh ấy phái người đến tiếp nhận người này, cũng đỡ mất công các đồng chí tuyến huyện chạy tới chạy lui bất tiện. Vương Tử Quân vừa nói vừa vung tay lên với Thái Nguyên Thương. Văn Trường Minh thật sự không ngờ Vương Tử Quân sẽ nói như vậy, thế cho nên hắn sững sờ rồi trầm giọng nói. Chủ tịch Vương, chúng tôi phụng mệnh phải đưa anh ta về. Lúc đầu Văn Trường Minh còn nói khá lớn, nhưng khi Vương Tử Quân dùng ánh mắt bình thản nhìn vào chằm chằm thì giọng điệu của hắn càng ngày càng nhỏ, mãi đến lúc cuối cùng không còn một âm thanh nào được phát ra. Vài tên đàn ông mặc đồng phục cảnh sát cũng cúi đầu, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn Trần Hiểu Ba lại có chút không đúng. Thái Nguyên Thương ở bên kia đã bắt đầu gọi điện thoại, những người phụ trách tiếp đãi của khu quy hoạch kỹ thuật cao cũng đã nhanh chóng chạy đến. Vì vấn đề an toàn của Vương Tử Quân mà Trương Đảo Long đã đặc biệt điều vị Cục trưởng Cục Công an của phân cục khu quy hoạch kỹ thuật cao là Trình Khiếu Công đến đây, phải luôn theo sát Chủ tịch Vương Tử Quân, thế cho nên lúc này hắn là người tiến lên đầu tiên. Trương Đảo Long là nhân vật khôn khéo, có thể nói chỉ cần nghe tiếng đàn là biết bài hát, lúc này thấy Vương Tử Quân cố ý đưa một người đến bệnh viện tâm thần thành phố, trong lòng đã xem như hiểu ý của lãnh đạo là như thế nào. Tuy hắn biết Trần Hiểu Ba tuyệt đối là một tồn tại phiền phức, thế nhưng hắn là người của Chủ tịch Vương, hắn xem như bước lên thuyền của Chủ tịch Vương, không còn đường quay đầu lại. Trương Đảo Long thầm nói một tiếng xin lỗi với bí thư đảng ủy huyện Cảnh Tùng là Đồ Tân Minh, sau đó hắn trầm giọng nói với Trình Khiếu Công. Tiếu Công, trước tiên anh giữ người này lại, chờ lát nữa người của Bệnh viện Tâm thần thành phố đưa xe đến thì đưa người này đến Bệnh viện Tâm thần. Trình Khiếu Công tất nhiên sẽ không dám từ chối sắp xếp của lãnh đạo, hắn nhanh chóng tiến đến bên cạnh Văn Trường Minh. Cậu em, giao người cho chúng tôi đi, có câu công an là người một nhà, đi đến địa bàn của tôi cũng không muốn các cậu chịu vất vả. Có câu quan hơn một cấp đè chết người, hơn nữa còn có sắp xếp của Chủ tịch Vương. Lúc này Văn Trường Minh thật sự ngàn lần không muốn, thế nhưng sự việc đã phát triển đến mức này, hắn căn bản không thể làm chủ được, hắn không thể cản được Trình Khiếu Công. Tôi không phải kẻ điên, tôi không bị điên, Chủ tịch Vương, bọn họ đưa tôi đến bệnh viện tâm thần vì sợ tôi nói ra sự thật. Tôi không bị điên, tôi không phải kẻ điên. Trần Hiểu Ba vừa mới được buông ra thì nhanh chóng nhảy dựng lên lớn tiếng quát với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn Trần Hiểu Ba, hắn cũng không nói lời nào mà khẽ phất tay với Trình Khiếu Công, sau đó đi về phía xe của mình. Khi hắn leo lên xe thì Thái Nguyên Thương và Trương Đảo Long cũng theo sát phía sau. Xe chạy như bay trên đường lớn, Vương Tử Quân cũng không nói câu nào, điều này làm cho Trương Đảo Long ở bên cạnh thật sự cảm thấy không yên. Nhưng hắn lại thầm kêu may mắn, dù sao sự việc cũng không phát sinh ở khu quy hoạch kỹ thuật cao. Đảo Long, anh cảm thấy Trần Hiểu Ba kia là một người điên sao? Khi Trương Đảo Long đang suy xét xem chuyện này nên nói thế nào thì chợt nghe thấy Vương Tử Quân ở bên cạnh lên tiếng hỏi. Trương Đảo Long có chút do dự, cuối cùng mới nói. Chủ tịch Vương, chuyện này tôi không nhìn ra được. Anh đúng là, đồng chí như thế này có chút dối trá. Vương Tử Quân cười cười với Trương Đảo Long, sau đó nói tiếp. Chờ chút đưa Trần Hiểu Ba kia đến phòng làm việc của tôi có chuyện muốn hỏi anh ta. Trương Đảo Long vội vàng đồng ý,
nhưng hắn lại nghĩ đến hai chữ dối trá của Chủ tịch Vương, dù sao thì đó cũng không phải là lời bình gì tốt đẹp. Tuy Chủ tịch Vương nói năng tùy ý, thế nhưng điều này làm cho Trương Đảo Long sinh ra chút hối hận. Chủ tịch Vương là ai? Chính mình chơi chiêu đùa giỡn trước mặt lãnh đạo, như vậy thật sự có chút quá mức. Vâng, Chủ tịch. Trương Đảo Long đồng ý một tiếng, sau đó dùng giọng không yên nói. Chủ tịch, biến một người bình thường thành tâm thần, xem ra sự việc chỉ sợ không phải nhỏ. Chương 590, một dám đi trước thiên hạ. Trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, lúc này Trần Hiểu Ba đã rửa mặt, mặc một bộ quần áo mới, nhìn qua hơn 40 tuổi. Tuy hắn ngồi trước mặt Vương Tử Quân, thế nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sợ hãi. Mời anh uống trà. Vương Tử Quân cũng không ngồi trên bàn làm việc của mình, hắn ngồi trên một chiếc ghế salon, hắn nâng bình trà lên rót cho Trần Hiểu Ba, sau đó cười nói. Chủ tịch Vương, tôi có chuyện muốn phản ánh với ngài, tôi căn bản không phải là người điên. Trần Hiểu Ba nhìn Vương Tử Quân đưa ly nước đến cho mình, trên mặt lóe lên vẻ kích động, hắn dùng giọng khẩn thiết nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn Trần Hiểu Ba nói mà ứa cả nước mắt, tâm tình của hắn cũng có chút rung động. Đàn ông không dễ rơi nước mắt, lúc này Trần Hiểu Ba có bộ dạng như vậy, xem ra trước kia đã chịu không ít đau khổ. À, tôi tin tưởng anh không điên. Vương Tử Quân gật gật đầu với Trần Hiểu Ba rồi dùng giọng xác thực nói. Cảm ơn Chủ tịch Vương, tôi đến tìm ngài thật sự không sai. Chủ tịch Vương, tôi là phó khoa kỹ thuật của Cục Cầu Đường huyện Cảnh Tùng, tôi muốn phản ánh với ngài một chuyện. Đó chính là con đường Trần Vũ đang được huyện Cảnh Tùng xây dựng với chất lượng cực kỳ không hợp cách. Trần Hiểu Ba dùng giọng đứt quãng để thuyết minh, Vương Tử Quân cũng xem như nghe và hiểu đại khái. Trần Hiểu Ba là một cán bộ phụ trách kỹ thuật và kiểm tra chất lượng của Cục Cầu Đường của huyện Cảnh Tùng, cũng xem như là một người có chút thực quyền ở phương diện cầu đường trong huyện Cảnh Tùng. Hắn nói đến cầu đường Trần Vũ, chính là con đường cấp 2 nối từ xã Trần Hà thành phố An Dịch đến huyện Vũ Lương của thành phố Tam Hồ. Vương Tử Quân có chút ấn tượng với con đường này, vì con đường chạy qua nhiều thành phố, vì thế tiêu chuẩn được tỉnh xác lập, sau khi tỉnh cho ra một phần tài chính thì các thành phố tự mình gom góp thêm một phần tài chính, mỗi người đều phải tự xây dựng con đường đi qua thành phố của mình. Huyện Cảnh Tùng nằm ở phía đông nam thành phố Đông Bộ, con đường Trần Vũ xuyên qua hơn một nửa huyện Cảnh Tùng, nếu nói xây dựng xong con đường cũng không phải là ngắn. Trần Hiểu Ba sở dĩ rơi vào tình huống như hôm nay, nói thật ra thì chỉ có một nguyên nhân. Chính là hắn công tác quá tích cực. Sau khi tiến hành kiểm tra theo thông lệ thì Trần Hiểu Ba giật mình phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tây Hưng có tồn tại vấn đề ăn xét vật tư nguyên liệu cực kỳ nghiêm trọng, số lượng cát đá dùng để trải mặt đường thật sự không bằng 1/2 theo đúng quy định. Đối với tình huống này, sau khi Trần Hiểu Ba phát hiện ra thì tiến hành phê bình công ty thi công cực kỳ nghiêm khắc, công ty thi công vì vấn đề này mà đặc biệt chạy đến nhà Trần Hiểu Ba dâng lên một phần lễ lớn. Trần Hiểu Ba biết rõ phần tiền này khó giải quyết, không những báo cáo cho lãnh đạo đơn vị, còn đưa phần tiền này lên giao nộp. Lúc đầu Cục trưởng Cục Cầu Đường Đinh Phúc Minh huyện Cảnh Tùng còn cho ra lời khẳng định với thái độ chăm chú phụ trách công tác của Trần Hiểu Ba, nói hắn an tâm công tác, chuyện này Cục Cầu Đường nhất định sẽ kiểm tra cực kỳ nghiêm túc. Nhưng sau khi Trần Hiểu Ba rời khỏi phòng làm việc của Cục trưởng Đinh Phúc Minh được nửa giờ, hắn đã bị vài tên cảnh sát phối hợp với vài nhân viên công tác của bệnh viện đến đưa đi. Nguyên nhân chính là thần kinh có vấn đề. Chủ tịch Vương, tôi đã ở bệnh viện tâm thần được 3 tháng, nếu như không phải tôi có ý chí kiên định, dùng trăm phương ngàn kế để thoát ra, chỉ sợ đã bị ép cho điên khùng. Trần Hiểu Ba nói, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt có vài phần chờ đợi. Vì chặn miệng người khác mà không nói hai lời, trực tiếp đưa người ta đến bệnh viện tâm thần, thủ đoạn xấu xa như thế này thật sự không phải ti tiện như bình thường. Hiểu Ba, anh có chứng cứ xác thực gì ở sự kiện này không? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ hỏi. Trần Hiểu Ba thật sự có chút ảo não, hắn dùng giọng hối hận nói. Chủ tịch Vương, việc này là tôi suy xét không chu toàn, tôi vốn là có chứng cứ, thế nhưng lúc đó tôi nói chuyện với Đinh Phúc Minh cũng không suy xét nhiều như vậy, thế cho nên mới giao tất cả cho hắn. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cũng không nghĩ gì nhiều về những lời như vậy của Trần Hiểu Ba. Dù sao thì Trần Hiểu Ba cũng bị nhốt vào bệnh viện tâm thần. Chủ tịch Vương, tuy tay tôi không có chứng cứ, thế nhưng bọn họ còn đang làm đường. Chỉ cần cho người xuống thực địa thăm dò một phen, tôi tin tưởng tất cả vấn đề sẽ lòi ra mà thôi. Trần Hiểu Ba giống như sợ Vương Tử Quân sẽ không tỏ thái độ vì sự kiện này không có chứng cứ, hắn vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hiểu Ba, anh yên tâm nghỉ ngơi đi, chuyện này tôi biết rồi.
Sau khi để cho Triệu Quốc Lương sắp xếp vấn đề ăn ngủ cho Trần Hiểu Ba, tâm tư của Vương Tử Quân bay đến con đường Trần Vũ ở huyện Cảnh Tùng. Con đường Trần Vũ được xây dựng không đảm bảo chất lượng mà lại được nghiệm thu thông qua, xem ra bên trong là có vấn đề. Đảng ủy chính quyền huyện Cảnh Tùng, còn có công ty xây dựng cầu đường Tây Hưng, bọn họ sắm vai trò nhân vật gì trong sự việc này? Bí thư huyện ủy huyện Cảnh Tùng là Vu Thế Tiến, là một bí thư huyện ủy có tư cách của thành phố Đông Bộ. Năm xưa người này vì tranh giành chức vụ phó chủ tịch thành phố mà đã chơi trò đấu tranh lật cổ tay gay gắt với phó bí thư Bành Quang Binh vào thời điểm hiện tại. Tuy cuối cùng tất cả kết thúc trong thất bại, thế nhưng có một điều không thể nghi ngờ chính là sự việc kia cũng phản ánh đủ thực lực của Vu Thế Tiến. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa trong trẻo vang lên, Triệu Quốc Lương khẽ đi vào trong phòng. Đầu tiên hắn nhìn lướt qua ly trà của Vương Tử Quân, sau đó đi đến nhấc bình thủy châm nước vào ấm, lại rót trà cho lãnh đạo. Hắn khẽ lên tiếng báo cáo. Chủ tịch Vương, vừa rồi thư ký trưởng Tần của khối chính quyền tỉnh đã gọi điện thoại tìm ngài. Thư ký trưởng Tần, trong đầu Vương Tử Quân chợt xuất hiện một người với hình tượng giống như Phật Di Lặc, người này vĩnh viễn luôn cười tủm tỉm, dù chỉ phục vụ một vị phó chủ tịch tỉnh, thế nhưng tư chất trong khối chính quyền tỉnh lại không phải là thấp. Lúc này thư ký trưởng Tần gọi điện thoại đến, xem ra cũng không phải là gọi đến để nói chuyện chơi cho vui. Lúc này Vương Tử Quân mới trầm ngâm và nói với Triệu Quốc Lương. Cậu gọi điện thoại cho thư ký trưởng Tần đi. Triệu Quốc Lương nhanh chóng dùng điện thoại di động bấm số của thư ký trưởng Tần, sau khi vang lên hai tiếng chuông thì đầu dây bên kia vang lên tiếng cười. Tôi là Tần Vĩnh Cách, là chủ tịch Vương sao? Chào thư ký trưởng Tần, vừa rồi tôi có chút chuyện không nhận được điện thoại của anh. Vương Tử Quân cười cười dùng giọng thản nhiên nói. Chủ tịch Vương là người cả ngày bận rộn. Một thành phố Đông Bộ không biết có bao nhiêu sự việc cần anh cho ra quyết sách, điều này là hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng này Chủ tịch Vương, công tác thật sự làm không thể hết ngay được, sức khỏe lại là của mình, thế cho nên cũng mong ngài đừng mất ăn mất ngủ, như vậy các đồng chí tuyến dưới cũng chịu không được. Tần Vĩnh Cách nói rất có khí phách, chỉ vài lời hàn huyên thì một cảm giác ân cần đã bùng phát ra ngoài cực kỳ dữ dội. Chương 592, dám đi trước thiên hạ. Vương Tử Quân mỉm cười cảm ơn sự quan tâm của thư ký trưởng, khi nói đến vấn đề sức khỏe thì Tần Vĩnh Cách chợt dùng giọng có chút thương cảm nói. Chủ tịch Vương Anh cũng đừng ỷ mình trẻ tuổi mà liều mạng công tác, những lúc nên buông lỏng thì cũng nên thả lỏng một chút. Ôi, tôi hôm nay thật sự rất cảm khái, cậu cũng phải nghe tôi nói vài câu rông dài, vì con người là như vậy, mỗi khi có tuổi thường không tự chủ được mà nói nhảm nhiều hơn vài câu. Vương Tử Quân cười cười. Hắn tất nhiên biết rõ thư ký trưởng ở vài phương diện cũng không phải là nói nhảm nhưng ngoài miệng lại không vạch trần, hắn chỉ có thể giả vờ hồ đồ nói. Thư ký trưởng nói đều là lời vàng ngọc, tôi đều phải nhớ kỹ, trên nhiều khía cạnh tôi còn phải học tập ngài cho tốt. Sau khi nói thêm hai câu chuyện phiếm thì Tần Vĩnh Cách chợt nói. Chủ tịch Tử Quân, tối nay anh có thời gian rảnh không? Tôi có chuyện rất muốn nhờ vào một chút. Vương Tử Quân cũng không cảm thấy bất ngờ vì lời mời của Tần Vĩnh Cách. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Được rồi, dứt khoát là thư ký trưởng hạ mình đến thành phố Đông Bộ một chuyến, tôi sẽ sắp xếp tiếp đón, thế nào? Hi hi, tôi đã nói ra khỏi miệng thì nhất định sẽ thành tâm thành ý mời Chủ tịch Vương uống rượu, nếu để cho cậu sắp xếp thì chẳng phải là Tần Vĩnh Cách tôi thèm ăn mà đến sao? Thế này đi Chủ tịch Vương, tất cả do tôi sắp xếp. Thư ký trưởng đến thành phố Đông Bộ chỉ đạo công tác, nếu như cố ý không cho chủ nhà chúng tôi bày tỏ chút thành ý. Như vậy sau này Vương Tử Quân cũng không thể tiếp tục phát triển ở tỉnh Sơn Nam được nữa. Vương Tử Quân cười nhạt một tiếng rồi dùng giọng kiên định nói. Cậu Tử Quân, anh em chúng ta có thân phận gì chứ? Cần gì phải tranh chấp vì một bữa cơm? Tôi không dám ra roi thúc ngựa với Chủ tịch Vương ở bất kỳ phương diện nào cả, thế nhưng lúc này dùng cơm thì Chủ tịch Tử Quân nên nghe theo tôi thì hay hơn. Tần Vĩnh Cách đã nói đến đây thì Vương Tử Quân căn bản cũng không thể tiếp tục từ chối. Hắn nói hai câu đã làm phiền thư ký trưởng Tần, sau đó hai người nói thêm vài câu chuyện phiếm, cuối cùng cắt điện thoại. Vương Tử Quân nhìn phòng làm việc bình tĩnh của mình mà thở dài. Hắn tham chính nhiều năm, công tác dù luôn xuôi theo chiều gió, thế nhưng những gì gặp phải cũng luôn đẩy chính mình vào trong sóng gió của nhiều tập đoàn lợi ích khác nhau. Vị thư ký trưởng Tần kia có quan hệ bình thường với Vương Tử Quân, mỗi khi vào tỉnh họp bàn cũng thường gặp mặt nhau, cũng xem như có kết giao sơ lược. Bây giờ đối phương cố gắng mời hắn dùng cơm, chỉ sợ không phải là một sự việc đơn giản. Khi làm giáo viên thì Vương Tử Quân đã không ít lần dùng ngòi bút của mình để chỉ trích tình hình chính trị đương thời,
cho rằng có một số sự việc đã quá rõ ràng thế nhưng người ta lại giống như không nhìn thấy. Nhưng kinh nghiệm vào kiếp này đã làm cho Vương Tử Quân hiểu ra vấn đề, càng là những chuyện đã quá rõ ràng thì bên trong càng cất giấu những bí mật không muốn người biết. Cũng chính vì nguyên nhân này mà xử lý những chuyện đã quá rõ ràng lại thật sự rất khó khăn. Vương Tử Quân biết con đường huyện Cảnh Tùng có vấn đề, như vậy những vị thường ủy khác có biết hay không? Bọn họ biết vì sao lại im miệng không nói. Bên trong rốt cuộc có bao nhiêu vấn đề tồn tại, hàng loạt ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn. Triệu Quốc Lương nhìn Vương Tử Quân cau mày mà cũng không dám quấy rầy, hắn khẽ đi đến bên cửa, chuẩn bị đưa tay lên cầm lấy núm cửa. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, cửa phòng mở ra, trưởng phòng tổ chức thị ủy Tưởng Tuệ Minh với gương mặt đầy nụ cười tiến vào bên trong. Chào Chủ tịch Vương. Tưởng Tuệ Minh tuy luôn đi gần với Đổng Quốc Khánh, thế nhưng khi đối mặt với Vương Tử Quân lại tỏ ra cực kỳ tôn kính. Trưởng phòng Tuệ Minh đến đấy à? Mời anh ngồi. Vương Tử Quân cười hì hì với Tưởng Tuệ Minh, sau đó phất tay cho đối phương tùy ý ngồi xuống. Tưởng Tuệ Minh cũng không khách khí, sau khi Triệu Quốc Lương châm trà cho hắn, hắn nở nụ cười nói. Tôi biết rõ Chủ tịch Vương là người thích trà, thế cho nên lần này mới đưa đến một chút. Lần trước tôi theo phòng tổ chức tỉnh ủy đến Quảng Đông học tập khảo sát kinh nghiệm, thế là mua được trà phổ nhị. Tôi là người uống trà không đủ trình độ, thứ trà này cũng không phải là cực phẩm trong mắt ngài, thế nhưng cũng xem như là loại khá. Tưởng Tuệ Minh nói rồi đặt một túi trà được chế tác rất đẹp lên mặt bàn trước mặt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không khách khí với lễ vật của Tưởng Tuệ Minh, hắn mở gói trà ra, lại ngửi ngửi bánh trà như nắm tay bên trong, sau đó cười nói. Hai ngày này tôi đang nghĩ muốn nếm thử trà phổ nhị, trưởng phòng Tưởng thật sự xem như đem than đến sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tưởng Tuệ Minh cười cười nói. Nếu như Chủ tịch Vương thích, tôi sẽ bao ngài dùng trà thoải mái. Sau vài lần rơi vào tình huống khốn khổ thì thái độ của Tưởng Tuệ Minh với Vương Tử Quân thật sự đã chuyển biến rất lớn. Thật ra Tưởng Tuệ Minh cũng mơ hồ rằng đi theo Đổng Quốc Khánh sẽ là đặt cược ở trên con đường chính trị của mình, thế nhưng hắn đã đứng vào đội ngũ. Bây giờ nếu thay đổi thì sẽ càng rơi vào hoàn cảnh xấu hổ hơn. Vì vậy dù hắn đã bắt đầu cố ý lấy lòng Vương Tử Quân, thế nhưng hắn lại rất đắn đo. Hắn có biểu hiện cực kỳ thân cận với Vương Tử Quân, thế nhưng khi có sự việc gì đó cần phải bày tỏ thái độ thì lại chủ yếu đi theo Đổng Quốc Khánh. Hi hi, con người của tôi uống trà cũng không có gì là kiên nhẫn, nếu như tôi uống và cảm thấy ngon, lần sau sẽ cho Quốc Lương đến chỗ anh lấy thêm vài gói. Vương Tử Quân uống một hớp nước rồi dùng giọng bay bổng nói. Tưởng Tuệ Minh cười cười, trong lòng cả thấy có chút đáng tiếc, tâm tình lại ảm đạm xuống. Hắn biết quan hệ giữa mình và Vương Tử Quân căn bản còn chưa đạt đến tình trạng kia, bây giờ có cố gắng cũng không có ý gì. Chủ tịch Vương, vài ngày trước thư ký trưởng đảng và thư ký trưởng Nguyên Thương đều phản ánh với tôi, nói rằng trong khối chính quyền và thị ủy có vài đồng chí lão thành cũng nên điều động. Mọi người đã khổ cực công tác trong cơ quan hơn nửa đời người. Không có công lao cũng có khổ lao, thế cho nên cũng cần được nghỉ ngơi cho tốt. Tưởng Tuệ Minh uống một ngụm trà rồi dùng giọng không nhanh không chậm nói. Điều động một số cán bộ trong văn phòng khối chính quyền thành phố, Thái Nguyên Thương cũng từng đề cập với Vương Tử Quân về vấn đề này. Vương Tử Quân cũng không phản đối, dù sao thì làm như vậy cũng giải quyết được vài vấn đề, thứ hai lại có lợi cho sự khống chế của Thái Nguyên Thương với văn phòng khối chính quyền thành phố. Những chuyện này các anh cứ thương lượng với nhau là được. Không cần phải báo cáo với tôi. Vương Tử Quân cười cười rồi dùng giọng không chút biểu cảm nói. Tưởng Tuệ Minh biết rõ với cấp bậc như Vương Tử Quân thì sẽ không quan tâm đến phương diện điều động nhân viên như thế này. Thực tế thì thay đổi như thế này đều có thể do ba người gồm hắn, Thái Nguyên Thương và Đảng Hằng tự thương lượng với nhau, có thể xong việc. Tuy bọn họ có thể làm chủ nhưng báo cáo chính là thái độ tôn trọng lãnh đạo, trong công tác dù việc nhỏ hay việc lớn, không có việc gì cũng nên xin chỉ thị. Cũng phải báo cáo cho lãnh đạo, tóm lại đây là một chân lý hoàn toàn không bao giờ thay đổi. Tưởng Tuệ Minh cười cười nói. Chủ tịch Vương, ba người chúng tôi cũng không dám tự tiện làm chủ, phương diện này cần anh nắm tay chèo, như vậy tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn. Chương 593, dám đi trước thiên hạ. Đúng rồi, còn có một việc, Chủ tịch Vương ngài cũng không được đẩy cho tôi, nó liên quan đến thư ký Quốc Lương của ngài. Bình thường thư ký của ngài đều phải kiêm nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền thành phố, trước đó thư ký trưởng Thái Nguyên Thương cho ra lời đề nghị và đã bị anh bác bỏ, bây giờ anh cũng không nên tiếp tục từ chối. Chưa nói đến lệ cũ này nọ, nói về biểu hiện của đồng chí Quốc Lương, đây là cán bộ cần cù chăm chỉ công tác,
nếu không đề bạt thì có lẽ khó phục tùng, các đồng chí cũng sẽ có ý kiến. Vương Tử Quân chỉ cười không nói, hắn nhìn Tưởng Tuệ Minh mở miệng nói chuyện mà trong lòng thầm than một tiếng. Người trong quan trường thật sự có thể nói được đủ đường, mở miệng ra là giống như múa hát, nếu như nhìn vào góc độ này thì xem ra phương diện nghệ thuật sẽ căn bản không bao giờ thui chột. Nhưng làm quan nói mệt cũng có niềm vui, vì một người phát triển mạnh mẽ trong quan trường sẽ xem như rạng rỡ tổ tông. Vương Tử Quân thầm chế giễu một câu, Tưởng Tuệ Minh đến báo cáo công tác với mình, thế nào mà mình lại nghĩ sang một phương diện không liên quan như vậy? Nếu nói từ phương diện khách quan thì Tưởng Tuệ Minh thật sự là một người nói chuyện rất nghệ thuật, nhưng những lời vừa rồi lại không quá đáng tin. Cái gì gọi là các đồng chí sẽ có ý kiến? Trên vấn đề nhân sự thì xưa nay mọi người đều cảm thấy bực tức điên cuồng vì cho rằng mình là người có tài nhưng không kịp thời được trọng dụng, cho đến bây giờ chưa từng nghe thấy mở miệng bênh vực một đồng chí có tài mà không được đề bạt. Vương Tử Quân hiểu ý nghĩa lời nói của Tưởng Tuệ Minh, tất nhiên Tưởng Tuệ Minh cũng hiểu rất rõ ràng, chẳng qua hai người bọn họ không nói ra mà thôi. Tất cả đều không nói lời nào, có đôi khi nói vài không nói tuy có kết quả giống nhau nhưng những huyền bí bên trong lại hoàn toàn khác biệt. Vương Tử Quân cười cười, hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng uống trà. Tưởng Tuệ Minh cũng không tiếp tục hỏi lại, hắn biết rõ Vương Tử Quân đã biểu hiện thái độ quá rõ ràng rồi. Không nói lời nào chính là không phản đối, mà đã không phản đối thì sẽ là thông qua. Tưởng Tuệ Minh thầm cảm khái về câu nói có người làm quan thì cả nhà được nhờ, hắn lại cười nói. Chủ tịch Vương, nếu điều chỉnh văn phòng khối chính quyền và thị ủy, như vậy sẽ cho ra khá nhiều vị trí trống. Vương Tử Quân hiểu rõ ý nghĩ của Tưởng Tuệ Minh, đó chính là nếu như chủ tịch ngài muốn sắp xếp người nào thì nói với Thái Nguyên Thương, như vậy cũng xem như tạo điều kiện cho phòng tổ chức thị ủy có thể sắp xếp đúng ý hơn. Điều động sẽ động lòng người, Vương Tử Quân khẽ động tâm. Tuy bây giờ quốc gia chưa áp dụng chế độ cho nhân viên nhà nước, thế nhưng đã bắt đầu cải cách vấn đề nhân sự. Lần này thành phố Đông Bộ tiến hành điều chỉnh công tác của nhân viên văn phòng khối chính quyền, nếu áp dụng phương án ai là người có quan hệ cứng thì sẽ được đề bạt như trước kia, không bằng để cho phòng tổ chức đi đầu trong công tác tuyển chọn. Trưởng phòng Tuệ Minh, bây giờ từ trên xuống dưới đều hô hào cải cách nhân sự, tôi thấy không bằng chúng ta lần này mượn cơ hội để làm một thí điểm, tiến hành một lần tuyển chọn cán bộ. Chúng ta sẽ chọn ra các cán bộ trẻ ưu tú từ trong 6 huyện 2 quận và các đơn vị ban ngành trong thành phố để tiến lên các vị trí còn trống, anh thấy thế nào? Tưởng Tuệ Minh không ngờ mình chủ động đến báo cáo công tác với Vương Tử Quân, không ngờ vị chủ tịch trẻ tuổi này lại nghĩ đến một phương án điều động cán bộ theo kiểu quá mức mới mẻ như vậy. Lời đề nghị lần này của Vương Tử Quân rõ ràng nằm ngoài dự đoán của Tưởng Tuệ Minh, vì bất ngờ không đề phòng thế cho nên vừa nghe được chỉ thị của Vương Tử Quân thì hắn tỏ ra cực kỳ căng thẳng. Hắn muốn nhanh chóng tổ chức ngôn từ để đối đáp lại Vương Tử Quân, thế nhưng càng là như vậy thì hắn càng căng thẳng, lại không dám nói ra bất cứ điều gì. Hắn đành phải âm thầm kẹp chặt mông, cố gắng ngồi xuống phía sau, thật sự không dám làm gì khác hơn. Tưởng Tuệ Minh vô thức lau mồ hôi trán, hắn chợt giật mình, thầm xem xét và cảm thấy như vậy là không đúng, vì nếu áp dụng như vậy thì sẽ bớt việc của mình đi, đỡ khổ sở hơn rất nhiều. Thậm chí hắn nghĩ rằng nếu tuyên truyền đúng chỗ thì áp dụng theo phương án của Chủ tịch Vương sẽ là một điểm sáng công tác của mình trong năm nay. Chủ tịch Vương, tôi đồng ý với ý kiến của ngài, nhưng tôi cảm thấy vấn đề thi tuyển để chọn ra cán bộ phù hợp với cương vị cũng cần được thông qua hội nghị thường ủy thị ủy. Vương Tử Quân gật đầu cười cười, hắn hiểu ý của Tưởng Tuệ Minh, hội nghị thường ủy chính là cái cớ, ý kiến chủ yếu của hắn chính là muốn nhận được sự đồng ý của Đồng Quốc Khánh. Tưởng Tuệ Minh lúc này càng xem xét càng cảm thấy cần tổ chức một cuộc thi tuyển chọn cán bộ ở thành phố Đông Bộ, như vậy sẽ có nhiều lợi ích cho mình. Hắn là trưởng phòng tổ chức, tuy chức vụ của hắn là cực kỳ quan trọng, thế nhưng có nhiều thứ lại không thể nói nên lời. Mượn sự kiện bổ nhiệm nhân sự lần này thì thấy khá rõ, đó chính là hắn dù có quyền đề nghị nhưng lại không phải là người cho ra quyết sách cuối cùng, hắn không phải là lãnh đạo đứng đầu khối chính quyền và thị ủy. Hơn nữa khi nào có chuyện bổ nhiệm cán bộ cũng làm cho người ta suy nghĩ miên man bất định, điều mà người ta nghĩ đến đầu tiên chính là câu nói nếu muốn giàu thì cứ điều động cán bộ, thế cho nên căn bản chẳng thể nào làm ra thành tích gì ra hồn. Đồng thời cũng có một vấn đề bức bối chính là công tác ngày thường không dễ dàng làm ra thành tích, tuy mỗi ngày Tưởng Tuệ Minh cũng nói không ít lời trên báo chí, thế nhưng các vị trưởng phòng tổ chức ở thành phố anh em khác cũng nói không ít, căn bản là không ai đạt được mục đích đổi cũ thành mới. Lúc này Vương Tử Quân đề xuất thi tuyển cán bộ, nếu như làm tốt thì chẳng những sẽ là một hành động hô ứng với phương diện cải cách nhân sự trong nước,
hơn nữa lại cho người ta thấy một trưởng phòng tổ chức như Tưởng Tuệ Minh là cán bộ lãnh đạo làm việc thiết thực, dám đi trước thiên hạ. Khi thấy Vương Tử Quân cũng không nói về vấn đề này thì Tưởng Tuệ Minh có chút nóng lòng, hắn cố gắng suy xét từ ngữ, sau đó dùng giọng đề nghị nói. Chủ tịch Vương, nếu thi tuyển cán bộ thì tôi thấy nên làm nhanh chóng cho thỏa đáng, dù sao bây giờ cũng đã là cuối năm, khối chính quyền và thị ủy có nhiều công tác cần người xử lý. À, như vậy thì bộ phận nhân sự các anh nắm chặt thời gian để thương lượng với nhau, nhanh chóng cho ra một phương án, như vậy cũng tốt để sau đó báo cáo cho hội nghị thường ủy. Vương Tử Quân vừa nói vừa nâng bình trà lên rót nước cho Tưởng Tuệ Minh. Hơn 10 phút sau Tưởng Tuệ Minh cáo từ bỏ đi, Vương Tử Quân tiễn Tưởng Tuệ Minh đi đến bên cửa, sau đó hắn đi đến ngồi trầm ngâm bên bàn trà. Bây giờ Vương Tử Quân không nghĩ đến vấn đề liên quan đến thi tuyển cán bộ, hắn nghĩ đến sự kiện mà Trần Hiểu Ba đã phản ánh. Vương Tử Quân chỉ cần nghe những lời miêu tả của Trần Hiểu Ba thì nhìn ra được chút mánh khóe bên trong, đám người kia tuy không phải đồng nhất nhưng lại có chung một chiến hào, là cực kỳ lo lắng với vấn đề tiền tài. Thường thì quyền tiền sẽ giao dịch trong bí mật, những bí mật này nếu bị tiết lộ ra sẽ là một con sông dữ đưa người ta vào chỗ chết. Vương Tử Quân tin có nhiều người biết rõ đạo lý như vậy, chỉ là nhiều người hiểu rõ nhưng lại vẫn làm việc nghĩa không chùn bước, người trước ngã xuống thì người sau tiến lên. Không ai lên tiếng thế nên không biết con sông kia sâu thế nào, thế nhưng dù thế nào cũng là một sự việc đáng để cho người ta vung tay một lần. Chương 591 một ăn cơm chính là nghiên cứu công tác. Tuy lúc này mới qua 6 giờ thế nhưng trên đường phố thành phố Đông Bộ đã là đèn hồng lấp lánh, rực rỡ sắc màu. Những chiếc bóng đèn tỏa sáng hai bên đường giống như một đội quân danh dự, rất đồ sộ, tạo nên một phong cảnh tươi đẹp trong thành phố Đông Bộ. Sau khi Lý Đông Lực xây dựng nhà máy bóng đèn tiết kiệm điện ở thành phố Đông Bộ, vì muốn nhanh chóng mở ra nguồn tiêu thụ mà bỏ ra 3.000 chiếc bóng đèn dùng để chiếu sáng đường phố thành phố Đông Bộ. Sách lược nho nhỏ này đã đưa đến danh tiếng tốt cho xí nghiệp bóng đèn Thần Quang, cũng xem như nhận được hiệu quả là tiếng vang khá tốt trong xã hội, những con đường ở thành phố Đông Bộ sáng rực lên, lại có thêm hương vị tiết kiệm điện. Anh Đồng lái xe trên đường phố chen chúc, sau khi bẻ cua hai lượt thì dừng lại trước một tòa nhà 5 tầng. Tuy tòa nhà 5 tầng này không cao thế nhưng tường gạch ngăm đen lại làm cho nó bùng ra vẻ đẹp trầm trọng quý giá, thần bí khó lường. Một khoảng đất trống rộng như sân bóng rổ trước tòa nhà đã dừng đầy xe, đủ mọi loại xe tốt, chỉ cần tùy ý đưa mắt qua là thấy rõ ràng. Vương Tử Quân có kiến thức sơ lược về các loại xe, hắn liếc mắt qua và cảm thấy phần lớn đều là Mercedes-Benz và BMW. Chủ tịch Vương, nơi đây chính là hội sở thân quý. Anh Đồng dừng chiếc Audi lại rồi khẽ nói với Vương Tử Quân. Khi bọn họ dừng xe lại, một chiếc Mercedes-Benz chạy đến như bay. Nếu như anh Đồng không phải có kinh nghiệm lái xe nhiều năm để rồi nhanh chóng đánh tay lái, chỉ sợ hai chiếc xe sẽ húc vào nhau. Từ khi lái xe cho Vương Tử Quân đến bây giờ thì anh Đồng cực kỳ chú ý, theo lời của hắn thì chạy xe chở lãnh đạo phải đặt trái tim lên cuống họng, tuyệt đối không dám tăng tốc vượt qua con số 80 km/h. Dù những đồng sự trong ban lái xe đều cười chọc hắn lái xe như vậy là thật sự xem thường tính năng an toàn của chiếc xe Audi của Chủ tịch Vương, thế nhưng anh Đồng vẫn kiên trì nguyên tắc của mình. Dù người ta có nói thế nào thì vẫn xem công tác an toàn là trên hết. Anh Đồng là lái xe của Chủ tịch Vương Tử Quân, hắn biết ngày nay trên quan trường thì xe chính là thể diện của lãnh đạo, chiếc xe Audi màu đen này chính là gương mặt của lãnh đạo, có ai dám không đếm xỉa đến sự hiện hữu của nó. Nếu xe của hắn chạy trên phố, trong thành phố Đông Bộ này căn bản không có xe nào dám vượt. Hơn nữa mỗi lần đi làm thì điều này càng thấy rõ ràng hơn, mọi người đều phải cung kính đứng sang một bên. Sau khi thấy xe của Chủ tịch Vương đi qua mới dám tiếp tục. Phần vinh quang như vậy cũng làm cho anh Đồng cảm thấy có thành tựu, nó giống như cùng hoàng đế đi tuần, người qua đường đều phải tránh, thế cho nên hắn sao có thể vì sự chủ quan mà đánh mất quyền lợi tốt đẹp của mình cho được. Trong thành phố Đông Bộ không có ai dám không nể mặt Chủ tịch Vương, điều này làm cho anh Đồng cảm thấy rất tự hào. Hơn nữa hắn rất quý trọng phần công tác của mình, tuy rất biết cách tự hạn chế, kiên quyết không thu tiền hay vật gì của người ta. Thế nhưng cuộc sống gia đình vẫn càng ngày càng tốt hơn khi hắn làm lái xe cho Chủ tịch Vương. Nhà máy may Miên Phường thay đổi chế độ xã hội, thế nhưng đạo lý đối nhân xử thế ở trong nước sẽ không vì một xí nghiệp thay đổi chế độ xã hội mà thay đổi theo. Vợ anh Đồng vốn là công nhân, sau khi thay đổi chế độ thì tiến lên làm cán bộ xí nghiệp. Đám người trong nhà máy tuy rất hâm mộ nhưng cũng biết đó là chuyện đương nhiên, vì nàng là vợ của lái xe cho Chủ tịch Vương, nếu như không được như vậy mới là bất thường.
Anh Đồng bị chiếc xe Mercedes bên kia dọa cho vã mồ hôi lạnh, hắn đang định xuống xe nói lý luận vài câu thì bị Vương Tử Quân cản lại. Hắn còn chưa kịp đẩy cửa thì Vương Tử Quân đã dùng giọng nhàn nhạt phân phó. Anh Đồng, không cần đi ra. Chủ tịch Vương, anh xem, tôi. Anh Đồng định nói vài câu, thế nhưng nghĩ đến thân phận của Vương Tử Quân, hắn lập tức nuốt lời vào bụng. Anh điện thoại cho Nguyên Thương, để anh ấy tìm người điều tra về chiếc xe này. Vương Tử Quân mỉm cười với anh Đồng rồi khẽ nói. Anh Đồng tất nhiên biết Nguyên Thương trong lời nói của Chủ tịch Vương là ai, lúc này Chủ tịch Vương nói hắn gọi điện thoại cho thư ký trưởng Thái Nguyên Thương, rõ ràng là Chủ tịch Vương rất mất hứng vì chuyện lần này, tất nhiên cũng sẽ có người trừng trị chiếc xe Mercedes-Benz kia. Anh Đồng nhìn thoáng qua chiếc Mercedes-Benz phía bên kia, sau đó hắn nhanh chóng bẻ tay lái cho xe chạy đến dừng lại ở một vị trí khác. Hắn vừa dừng xe lại yên ổn thì có một cặp nam nữ bước xuống chiếc xe Mercedes-Benz cách đó không xa. Nhờ ánh đèn mà thấy người đàn ông kia chưa đến 30, không có bất kỳ điểm nào đặc biệt, nhưng người phụ nữ đang kéo lấy cánh tay hắn lại mặc một bộ váy mỏng, nhìn qua có vẻ cực kỳ đẹp đẽ động lòng người dưới ánh đèn rực rỡ. Cậu nam nữ, khốn kiếp, thiếu chút nữa làm ông đây chết khiếp. Anh Đồng dùng giọng oán giận mắng một câu, sau đó xe đã dừng lại ổn định, Vương Tử Quân bước xuống xe. Triệu Quốc Lương theo sát phía sau Vương Tử Quân, hai người đi vào trong hội sở thân quý. Một nhân viên mặc chế phục đứng bên cửa dùng giọng nho nhã lễ độ chào đón từng vị khách đến hội sở. Khi hai người Vương Tử Quân vừa đi đến cửa, nhân viên kia còn chưa kịp mở miệng thì đã có người cười nói. Chủ tịch Vương, tôi định đến phòng làm việc để nghênh đón cậu, thế nhưng biết cậu là người an phận, cũng không muốn phô trương, thế cho nên đành đợi cậu ở chỗ này. Vương Tử Quân thấy người lên tiếng thì nhanh chóng nở nụ cười, hắn vươn tay bắt tay với Tần Vĩnh Cách, sau đó cười nói. Thư ký trưởng, nếu nói nghênh đón thì phải là tôi đến đón ngài mới đúng, ngài đại giá quang lâm đến thành phố Đông Bộ, thật sự làm cho tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Hai người bắt tay nhau, bọn họ đều biết rõ chỗ này không phải nơi nói chuyện, vì vậy cũng không nói gì nhiều. Dưới sự dẫn đường của Tần Vĩnh Cách, hai người đi đến thang máy chuyên dụng, vài phút sau đã đi đến một gian đại sảnh rộng khoảng 100 mét vuông. Trong phòng là một chiếc bàn tròn lớn có thể chứa được hơn 20 vị khách, ánh đèn chiếu xuống làm cho mặt bàn bóng loáng chợt bừng sáng. Khoảnh khắc khi đi vào trong phòng, bốn cô gái cao ráo xinh đẹp mặc sườn xám màu trắng có dáng người giống hệt nhau khẽ khom người cúi chào. Gian phòng được lắp đặt thiết bị rất tốt, khá thanh lịch, nhưng bên trong thanh lịch lại ẩn giấu một cảm giác cao quý siêu phàm thoát tục. Khi Vương Tử Quân và Tần Vĩnh Cách đi vào trong phòng, vài người đang ngồi bên cạnh bàn chợt đứng lên. Chủ tịch Vương, mời ngài ngồi bên này. Tần Vĩnh Cách đưa tay mời Vương Tử Quân đi đến chiếc ghế chính giữa bàn tròn, sau đó dùng giọng cười tủm tỉm nói. Bốn nữ nhân viên mặc sườn xám trắng cũng nhanh chóng tiến lên đi đến bên cạnh ghế, chậm rãi kéo chiếc ghế ra ngoài. Chương 591 2 ăn cơm chính là nghiên cứu công tác. Vì muốn tương xứng với chiếc bàn, thế cho nên những chiếc ghế xung quanh đều sáng bóng như ngọc, thế nhưng chiếc ghế ở chính giữa bàn tròn lại rộng lớn hơn và đặc biệt là có màu đen. Chiếc ghế này được điêu khắc cực kỳ tỉ mỉ, càng làm cho nó sinh ra khí thế bất phàm. Vương Tử Quân nhìn chiếc ghế, hắn khoát tay áo nói. Thư ký trưởng, chiếc ghế này có hơi đen, tôi ngồi ghế trắng thì hay hơn. Tần Vĩnh Cách đã nghĩ kỹ dù Vương Tử Quân có từ chối thế nào cũng phải ứng đối cho tốt, không ngờ Vương Tử Quân lại nói ra một lý do như vậy, không thích ngồi ghế đen, như vậy là có ý gì? Tần Vĩnh Cách biết rõ Vương Tử Quân nói như vậy cũng có nghĩa là từ chối, cũng không dễ miễn cưỡng, vì thế mà trong lòng hắn sinh ra cảm giác xấu vì sự việc cần phải bàn bạc thương lượng ngày hôm nay. Nhưng hắn cũng không nói ra, hắn cười nói với đám nhân viên phục vụ nữ đã kéo ghế ra nói. Tốt, nếu cậu Tử Quân không thích, vậy thì đưa chiếc ghế này đi. Bốn nữ nhân viên phục vụ giống như lần đầu tiên thấy được tình huống thế này, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó dịch chuyển chiếc ghế ra khỏi bàn. Vương Tử Quân nhún nhường hai câu với Tần Vĩnh Cách, sau đó cùng Tần Vĩnh Cách ngồi xuống hai chiếc ghế ở hai bên trái phải vị trí chiếc ghế đen vừa rồi. Một nữ nhân viên phục vụ muốn tiến lên châm trà cho Vương Tử Quân, đúng lúc một người đàn ông hơn 50 ngồi cách đó không xa vung tay giữ lấy được bình trà, hắn bắt đầu châm trà cho Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, mời ngài uống nước. Vương Tử Quân cũng không xa lạ gì người đàn ông này, chính là bí thư Vu Thế Tiến của huyện Cảnh Tùng. Người này dáng cao gầy, gương mặt ngựa treo nụ cười cực kỳ khiêm tốn. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Vu Thế Tiến, cũng không nói lời nào. Vu Thế Tiến có mặt ở chỗ này đủ để chứng minh suy đoán của Vương Tử Quân,
nhưng hắn cũng không đặt lực chú ý lên người Vu Thế Tiến, hắn chủ yếu quan sát ba người bên cạnh Vu Thế Tiến. Ba người kia là một nam hai nữ, nam chưa đến 30, mặc một bộ tây trang trắng, tuy người này đang cười nhưng vẻ mặt lại bừng bừng cảm giác mất kiên nhẫn. Người phụ nữ bên cạnh hắn lại có vài phần tư sắc, dù là mùa đông nhưng lại mặc trang phục bó sát, tràn đầy hấp dẫn, ngực nở eo thon giống như muốn phá nát quần áo tiến ra ngoài. Khi thấy người phụ nữ này thì Vương Tử Quân thật sự sinh ra cảm giác quen mặt, nhưng khoảnh khắc này hắn chợt sinh ra cảm giác không nhớ rõ rốt cuộc đã gặp nhau ở nơi nào. Người phụ nữ và người đàn ông ngồi sát bên nhau, xem ra quan hệ giữa hai bên là không tầm thường. Một người phụ nữ khác dù ăn mặc không quá đẹp nhưng sau khi cởi áo khoác vẫn bày ra một cơ thể có lồi có lõm, cực kỳ động tâm. Đặc biệt là gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo càng làm cho người ta sinh ra cảm giác có thể véo ra nước. Chủ tịch Vương, Bí thư Vu cũng không cần phải giới thiệu nữa rồi, anh ấy báo cáo công tác với anh còn nhiều hơn với tôi. Vì vậy dù thế nào cũng phải cho tôi một cơ hội tiến cử công tác. Tần Vĩnh Cách khẽ chỉ Vu Thế Tiến rồi cười nói với Vương Tử Quân. Thế Tiến rất tốt. Vương Tử Quân dùng giọng không nặng không nhẹ nói một câu, xem như vạch trần quá khứ của Vu Thế Tiến. Thế nhưng lúc này trên mặt Vu Thế Tiến là nụ cười như hoa, giống như Vương Tử Quân nói ra những lời như vậy là ca ngợi mình. Tần Vĩnh Cách cũng không dừng lại quá nhiều trên người Vu Thế Tiến, hắn đưa tay chỉ sang người đàn ông mặc tây trang trắng rồi nói. Chủ tịch Vương, vị này chính là Tào Công Tử Tào Kiến Thư, lại nói tiếp, bữa tiệc của chúng ta ở đây là nhờ phúc của Tào Công Tử. Tần Vĩnh Cách mở miệng nói ra hai chữ công tử thật sự rất có ý tứ, vào thời điểm hiện tại thì hai chữ công tử cũng không còn được dùng phổ biến, thế nhưng hắn mở miệng lại có ý nghĩa bóng gió, một câu đã nói rõ vị Tào Công Tử này không dễ chọc vào. Tào Kiến Thư cười cười với Vương Tử Quân rồi nói. Chủ tịch Vương, tôi thật sự ngưỡng mộ đại danh của anh từ lâu, lần đầu tiên tôi nghe được tên của ngài thì thật sự ghen ghét chết đi được, vì anh có thể đưa một mỹ nữ xinh đẹp nổi tiếng thủ đô về nhà mình. Đám người chúng tôi thật sự là ăn phải me chua, thế nhưng ngoài ghen ghét ra cũng không còn biện pháp nào khác. Khi đó dù là ai cũng như vậy, ăn cơm mà giống như ăn giấm. Tào Kiến Thư nói lời vui đùa làm cho đám người nơi đây đều nở nụ cười, Vương Tử Quân nhìn gương mặt với nụ cười nhàn nhạt của đối phương, chút cảm giác khinh thường vừa rồi vừa xuất hiện đã biến mất. Xem ra Tào Kiến Thư là nhân vật mời khách chủ yếu ngày hôm nay, chỉ cần căn cứ vào lời nói của người này. Vương Tử Quân bắt đầu suy đoán về lai lịch của đối phương. Người Tào gia. Vương Tử Quân nghĩ đến những gia tộc và con người nổi tiếng ở thủ đô, trong lòng không khỏi sinh ra suy đoán về Tào Kiến Thư theo bản năng, xem đối phương là thần thánh phương nào. Hắn vốn cho rằng chuyện này tối đa cũng chỉ liên quan đến một Vu Thế Tiến, lại không ngờ bên trong mực nước lại sâu khó lường như thế. Thế lực Tào gia tuy kém hơn Mạc gia thế nhưng cũng không thể khinh thường. Đặc biệt là Tào Thu Nguyên đời thứ hai của Tào gia đang là một vị chủ tịch tỉnh ở phương Nam, là một nhân vật được người ta cực kỳ coi trọng. Vương Tử Quân cười cười khẽ gật đầu với Tào Kiến Thư, hắn cũng không muốn tiếp xúc nhiều với đối phương, thế cho nên cũng không cho ra biểu hiện thân cận gì cả. Chủ tịch Vương, hội sở thân quý là Kiến Thư mở ra, sau này cậu ấy ở thành phố Đông Bộ còn chờ mong chủ tịch Vương quan tâm nhiều hơn. Tần Vĩnh Cách nói rồi chỉ vào người phụ nữ bên cạnh. Chủ tịch Vương, tôi muốn xem xét ánh mắt của ngài, tôi không giới thiệu vị nữ sĩ này, ngài đoán thử xem. Vương Tử Quân vốn cảm thấy người phụ nữ kia có chút quen mặt, lúc này nghe thấy Tần Vĩnh Cách nói như vậy thì càng đưa mắt nhìn chằm chằm, giống như đã từng thấy người phụ nữ này ở đâu đó. Nhưng lúc này nếu bắt hắn nói ra tên của đối phương, căn bản là không thể nên lời. Chủ tịch Vương, vị tiểu thư này chính là diễn viên truyền hình, gần đây lại có một bộ phim đang được chiếu trên TV. Vu Thế Tiến thấy Vương Tử Quân có chút chần chừ, hắn vội vàng nhắc nhở Vương Tử Quân. Diễn viên truyền hình, đang có bộ phim được chiếu. À, thì ra từng thấy trên TV. Nhưng sau khi trọng sinh thì Vương Tử Quân ít khi xem phim, cũng không nhớ rõ nhân vật hay diễn viên nào. Bí thư Vu, ngài như vậy là giễu cợt tôi rồi, Đỗ Ước Lăng biết mình còn nhiều chỗ không đúng, cần chỉ điểm nhiều hơn. Người phụ nữ khẽ cười với Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Đỗ Ước Lăng. Thì ra chính là vị diễn viên này. Vương Tử Quân sở dĩ có xem bộ phim của nữ diễn viên này vì trong đó còn có một người tên là Liêu An Như. Nếu so sánh với Đỗ Ước Lăng thì người phụ nữ ở bên cạnh có vẻ kém hơn, vì nàng chỉ là một người dẫn chương trình của đài truyền hình Sơn Nam, danh tiếng kém hơn Đỗ Ước Lăng. Một đám người như vậy tụ tập ở đây, Vương Tử Quân cảm thấy Tần Vĩnh Cách thật sự có dụng tâm. Sau khi giới thiệu đơn giản,
từng món ăn ngon được các nữ nhân viên phục vụ dùng bàn tay thon thả đưa đến đặt lên bàn, tất cả như nước chảy mây trôi. Chương 592, một phân chia một chén canh trên bữa tiệc. Trước nay phụ nữ trên bàn tiệc luôn có tác dụng điều tiết bầu không khí, đặc biệt là Đỗ Ước Lăng, nàng thật sự là một người cực kỳ phù hợp cho nhiệm vụ này. Mỗi ngón tay của nàng đều trơn láng tinh xảo, đều giống như sinh trưởng ở vị trí cực kỳ tốt đẹp, dù nhìn từ góc độ nào thì nàng cũng giống như một đóa sen, bùng ra mùi hương thơm ngát. Hơn nữa Tần Vĩnh Cách rất giỏi nói đùa, bầu không khí cực kỳ hài hòa. Vu Thế Tiến càng muốn nhân cơ hội để đẩy mạnh quan hệ với Vương Tử Quân, thế cho nên mọi người nâng ly uống đến mức núi thở biển gầm, bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt. Rượu uống được vài vòng thì Tào Kiến Thư nâng bình rượu lên cười nói với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, tôi và ngài giống như bạn tri kỷ từ lâu, sau này còn phải kiếm ăn dưới sự lãnh đạo của ngài, kính xin chủ tịch Vương quan tâm nhiều hơn. Vương Tử Quân cũng nâng ly rượu lên nói. Giám đốc Tào, sau này mong quan tâm nhiều hơn. Hai người nâng ly cùng một cái, sau đó uống cạn ly trong tay. Chủ tịch Vương, huyện Cảnh Tùng chúng tôi có nhiều công tác không làm tốt, kính mong sau này lãnh đạo chỉ đạo nhiều hơn. Vu Thế Tiến vừa kính rượu Vương Tử Quân vừa cười tủm tỉm nói. Vu Thế Tiến có thể tiến lên làm bí thư huyện ủy thì cũng không phải hạng người đơn giản, hắn rót đầy ly cho Vương Tử Quân rồi nói tiếp. Chủ tịch Vương, đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ những lời của ngài trước kia, ngài nói đến thành phố Đông Bộ để làm người kéo thuyền. Lời này làm cho người ta cảm thấy phấn chấn tinh thần, lại làm cho người ta sinh ra cảm giác cảm động. Ngài đến thành phố Đông Bộ chúng tôi chưa được 2 năm, thế nhưng thành phố Đông Bộ đã có những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngày hôm qua tôi cùng dùng cơm với cục trưởng mục của cục thống kê, anh ấy nói tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố Đông Bộ năm nay hơn năm trước 0,05%, nhìn vào đó cũng thấy được thành phố Đông Bộ gần như có thể nói là đi đầu trong tỉnh. Huyện Cảnh Tùng chúng tôi tuy còn nghèo khó, thế nhưng dưới ý thức vượt mức quy định của Chủ tịch Vương, chúng tôi phải có can đảm thay đổi, tinh thần đi trước thiên hạ. Tôi tin tưởng huyện Cảnh Tùng nhất định sẽ có thể vứt bỏ chiếc mũ là huyện nghèo cấp tỉnh, sẽ vì Chủ tịch Vương mà tìm về nhiều vinh quang hơn. Vu Thế Tiến nói tràn đầy ý nghĩ muốn dựa dẫm, hắn nói ra rất rõ ràng, đó cũng không phải là hắn không biết nói theo kiểu ẩn giấu, mà hắn biết rõ khi nào thì nên nói những lời như thế nào cho phù hợp. Vương Tử Quân biết rõ lời nói của Vu Thế Tiến một nửa có thể tin và một nửa không thể tin. Vu Thế Tiến công tác ở huyện Cảnh Tùng nhiều năm, tuy không phải là lãnh đạo thị ủy nhưng lại là một trong những vị cán bộ cấp chính cục có tư chất lý lịch rất sâu. Nếu như có thể kéo được người như thế này về dưới trướng của mình, thật sự sẽ là một trợ lực không nhỏ. Sau lưng Vu Thế Tiến chính là Tần Vĩnh Cách và Tào Kiến Thư, sau lưng Tào Kiến Thư càng là Tào gia tiếng tăm lừng lẫy. Vì con đường thế này mà có không biết bao nhiêu người muốn tiến vào, có lẽ đây chính là nguyên nhân có nhiều người biết con đường Trần Vũ ở huyện Cảnh Tùng được xây dựng không hợp cách thế nhưng chẳng có bất kỳ ai dám đứng ra tố cáo. Chính mình nên đi theo hướng nào? Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Vu Thế Tiến, trong lòng chợt lóe lên nhiều ý nghĩ. Trên quan trường xưa nay thêm bạn thêm đường, nếu kết thù oán và muốn hóa giải thì giống như một chiếc gương bị ném vỡ vụn. Cho dù anh có dán cho kín kẽ thì những vết nứt vết sẹo sẽ khó thể nào thanh trừ hoàn toàn cho được. Nhưng chính mình làm quan sẽ phải nhảy vào thùng nước nhuộm như vậy sao? Vương Tử Quân lại phải tự hỏi chính bản thân mình, nếu như mình không có năng lực khống chế sự việc, cố gắng bảo toàn tính mạng của mình theo kiểu nước chảy bèo trôi, ngược lại còn có thể yên tâm thoải mái. Thế nhưng bây giờ hắn hoàn toàn có năng lực ngăn cản sự việc phát sinh, nếu không muốn phiền toái mà tỏ ra thờ ơ, bỏ mặc cho khối u ác tính tiếp tục tồn tại. Như vậy mình làm quan còn ý nghĩa gì nữa? Con người một khi tiến chân vào quan trường thì vấn đề thăng quan sẽ vĩnh viễn không có chừng mực, khi thế giới liên tục thay đổi thì thứ duy nhất không đổi chính là người tham lam. Làm sao có thể đưa tham lam thành sự thật, hơn nữa làm cho người như vậy công thành danh toại, đó chính là mục đích cuối cùng của những bữa cơm giống như thế này. Tần Vĩnh Cách dùng ánh mắt căng thẳng quan sát gương mặt Vương Tử Quân, hắn thật sự sợ hãi theo bản năng đối với vị chủ tịch thành phố trẻ tuổi ở trước mặt. Hắn là một phó thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền tỉnh Sơn Nam, hắn biết rõ rất nhiều tin tức mà người khác căn bản khó thể biết được. Vương Tử Quân tuy còn trẻ nhưng tuyệt đối không phải là người có thể xem thường, người này không những có hậu trường cứng, bản thân cũng không phải loại người đèn cạn dầu. Người này hai mắt sáng như lửa, nhìn qua là biết cách thức đối nhân xử thế mạnh mẽ thế nào. Mỗi lần gặp mặt đều thấy trên mặt đối phương là nụ cười hiểu rõ thế sự, vẻ mặt trầm tĩnh như nước. Làm cho người ta sinh ra cảm giác không dễ động vào theo bản năng. Một chính trị gia chỉ nói dương mưu không nói âm mưu, có hại không làm,
trong quan trường thì Vương Tử Quân rõ ràng là một diễn viên hành động, biểu hiện thì có vẻ cực kỳ bình tĩnh yên ổn thế nhưng sau màn lại là vung tay mạnh mẽ, giao dịch đôi bên, điều khiển đối thủ, thật sự rất giỏi tâm kế. Nhớ năm xưa Tề Chính Hồng là một người không ai bì nổi, cuối cùng không phải vẫn đổ trong tay Vương Tử Quân sao? Bây giờ một con đường của huyện Cảnh Tùng phát sinh vấn đề, sự việc lại lọt vào trong tai của Vương Tử Quân, điều này làm cho Tần Vĩnh Cách nhận được tin mà cực kỳ căm tức. Nhưng hắn có căm tức thế nào thì sự việc vẫn phải tiếp tục, hắn cần phải nghĩ ra biện pháp để bó buộc Vương Tử Quân. Hắn trầm tư suy nghĩ cả ngày, cuối cùng mới cho ra một biện pháp, chính là dùng ích lợi cuộc sống để trói buộc tay chân vị chủ tịch trẻ tuổi và mạnh mẽ kia. Tần Vĩnh Cách không nóng vội đưa tiền cho Vương Tử Quân, hắn biết rõ Vương Tử Quân không thiếu tiền, cũng sẽ không vì tiền mà hủy đi tương lai tốt đẹp của mình. Gần đây trên quan trường làm việc gì cũng chú ý tìm đúng bệnh hốt thuốc, vì vậy Tần Vĩnh Cách phỏng đoán rất lâu, cuối cùng mới cho ra một hành động mạnh mẽ, chuẩn bị dâng người cho Vương Tử Quân, đưa ra vài người mà trước nay Đồng Quốc Khánh và Vương Tử Quân luôn cố gắng kéo về phía mình. Chủ tịch Vương, hôm nay tôi nói vài lời vui đùa với Bí Thư Vu, anh ấy nói trên đời thật sự không thiếu những chuyện bất ngờ, một người bệnh tâm thần của huyện Cảnh Tùng lại chạy đến tận thành phố, xem ra bệnh nhân tâm thần cũng có chí hướng tự do. Tào Kiến Thư nâng ly rượu lên cười nói với Vương Tử Quân. Chương 592, 2, phân chia một chén canh trên bữa tiệc. Tào Kiến Thư cười cực kỳ tự nhiên, lời nói ra khỏi miệng giống như chẳng có gì cả, nhưng Đỗ Ức Lăng theo Tào Kiến Thư nửa năm qua, ánh mắt của nàng rơi lên tay Tào Kiến Thư. Tào Kiến Thư có hai bàn tay được bảo dưỡng cực tốt, vừa thon dài vừa trắng nõn, nếu để cho những người đánh đàn dương cầm nhìn thấy, bọn họ nhất định sẽ nói đây là một người giỏi đánh đàn dương cầm. Nhưng lúc này hai bàn tay kia đang có hơi run rẩy, tuy biên độ rất nhỏ, thế nhưng lại không tránh khỏi ánh mắt của Đỗ Ức Lăng. Đỗ Ức Lăng là bạn thân thiết trên giường với Tào Kiến Thư, tuy Tào Kiến Thư không nói gì nhưng nàng vẫn thông qua quan sát của mình mà phát hiện ra vài vấn đề, ví dụ như khi Tào Kiến Thư căng thẳng thì ngón tay sẽ run rẩy khó chịu nghe lời. Đồng thời khi hắn càng thêm căng thẳng thì ngón tay sẽ càng run rẩy dữ dội hơn. Tào Kiến Thư thật sự rất căng thẳng. Hắn thật sự rất lo lắng về vị chủ tịch trẻ tuổi nổi tiếng kia. Đỗ Ức Lăng là tình nhân của Tào Kiến Thư, hơn nữa tự thân còn có danh tiếng không kém, thế cho nên nàng là một người đẹp bên cạnh hắn, mỗi khi hắn đi đâu đều đưa nàng theo. Đỗ Ức Lăng đã từng gặp qua chủ tịch, bí thư thành phố, những vị quan viên với cấp bậc bất đồng này đến trước mặt Tào Kiến Thư đều bày ra bộ dạng bình dị gần gũi, cực kỳ thân thiết, không có kiểu cách nhà quan. Thậm chí bọn họ đứng trước mặt Tào Kiến Thư mà căn bản không sinh ra cảm giác ưu việt. Đại đa số thời điểm thì Tào Kiến Thư thường công khai ngồi trên vị trí chủ tọa. Lần này đến thành phố Đông Bộ, Đỗ Ức Lăng cảm thấy nó cũng giống như một bữa tiệc mà mình và Tào Kiến Thư nhiều lần tham gia. Nhưng khi Tào Kiến Thư kéo nàng xuống chờ khách, nàng biết người mà hắn đang chờ đợi không phải kẻ bình thường. Điều làm cho Đỗ Ức Lăng thật sự không ngờ chính là vị chủ tịch thành phố Đông Bộ lại trẻ tuổi như vậy. Nhìn tướng mạo giống như còn nhỏ tuổi hơn cả Tào Kiến Thư. Nhưng khi vị chủ tịch kia tiến vào trong phòng, dù là Tào Kiến Thư hay những người khác đều phải nghênh đón như khách quý, tất cả đều đứng lên. À, Bệnh viện Tâm thần huyện Cảnh Tùng nên chú ý đẩy mạnh công tác quản lý, nhưng Bí Thư Vu cũng không cần phải gấp gáp, chỉnh đốn này không phải một lần là xong. Nếu Bệnh viện Tâm thần của huyện Cảnh Tùng không thể nào thu nhận và chữa trị được, Bệnh viện Tâm thần thành phố sẽ sắp xếp hỗ trợ. Vương Tử Quân mỉm cười nâng ly lên dùng giọng tùy ý nói. Vẻ mặt Tào Kiến Thư chợt biến đổi, hắn vừa rồi nói một câu hay nghĩa, chính là muốn Vương Tử Quân thả Trần Hiểu Ba cho huyện Cảnh Tùng. Như vậy xem như hai bên không cần nói nhiều mà vẫn thầm hiểu nhau và thông qua. Không ngờ Vương Tử Quân căn bản không ra bài theo như những gì Tào Kiến Thư đã nghĩ tới, mở miệng từ chối yêu cầu, điều này làm cho hắn sinh ra cảm giác bất mãn, đồng thời càng thêm thấp thỏm lo âu. Vương Tử Quân đây là muốn làm gì? Hắn giữ lại người kia, có phải muốn nắm chặt cầu đường Trần Vũ không tha không? Chủ tịch Vương, bệnh tâm thần này thật ra đại đa số đều có thể chữa trị cho tốt. Thế này đi, tôi tuy không được phân công quản lý y tế, thế nhưng giám đốc Hạ ở y tế có quan hệ rất tốt với tôi. Nếu Bệnh viện Tâm thần thành phố Đông Bộ có chút căng thẳng, tôi sẽ đưa người bệnh về tỉnh. Tần Vĩnh Cách mỉm cười khẽ gật đầu với Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói. Tần Vĩnh Cách rõ ràng là mở một con đường, Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Tần Vĩnh Cách, hắn biết đây là cơ hội cuối cùng để mình và người này giảng hòa với nhau. Dù có một vài chuyện Vương Tử Quân căn bản am hiểu câu nói nước quá trong không có cá, nhưng trong lòng Vương Tử Quân lại xuất hiện một âm thanh theo bản năng.
không thể thông đồng cùng làm bậy với những người này. Trần Hiểu Ba là một người có tinh thần trọng nghĩa, vì vậy mới bị ép làm bệnh nhân tâm thần, nếu như mình giao Trần Hiểu Ba cho bọn họ, như vậy mình có khác gì bọn họ? Có cái nên làm, có việc không nên làm. Vương Tử Quân nhìn gương mặt của Tần Vĩnh Cách, hắn khẽ cười nói. Chuyện này, nếu có gì cần, tôi sẽ nhất định xin cứu viện với thư ký trưởng Tần. Thế là tất cả hầu như không còn gì để tô đậm, dù Vu Thế Tiến sau đó vẫn cố gắng níu kéo bầu không khí, thế nhưng dù hắn có dùng thủ đoạn nào thì bữa tiệc giống như một quả bóng cao su xì hơi, dù thế nào cũng không thể nào hòa hoãn lại được. Tào Kiến Thư càng thêm xanh mặt giống như có ai đang thiếu nợ mà không chịu trả tiền vậy. Một người đàn ông có thể làm chủ bầu không khí bữa tiệc, như vậy mới thật sự là người làm chủ của bữa tiệc hôm nay. Cặp mắt đẹp của Đỗ Ước Lăng liên tục đảo lên người Vương Tử Quân, những ý nghĩ ẩn giấu trong lòng càng thêm mạnh mẽ. Nửa giờ sau Vương Tử Quân rời khỏi phòng, Tần Vĩnh Cách và Vu Thế Tiến vẫn tươi cười rạng rỡ đưa Vương Tử Quân ra ngoài. Nhưng Tào Kiến Thư thì căn bản không cử động, dù cho Tần Vĩnh Cách có nháy mắt thế nào thì hắn vẫn không nhúc nhích. Soảng! Sau khi đám người Vương Tử Quân đã đi xa, Tào Kiến Thư thật sự không nhịn được nữa, hắn cầm lấy ly rượu trong tay ném mạnh xuống đất. Con bà nó, có cái quái gì đâu chứ? Không phải là một thằng ăn bám mạc ra sao? Có cái gì mà trâu bò hống hách? Tào Kiến Thư chụp lấy mái tóc của Đỗ Ước Lăng rồi dùng giọng điên cuồng gầm lên. Đỗ Ước Lăng không ngờ dưới tình thế như vậy mà Tào Kiến Thư lại không khống chế được tâm tình của mình, mái tóc của nàng bị năm ngón tay của hắn siết chặt, thật sự rất đau đớn. Nàng đau nhưng không dám lên tiếng, vì nàng biết hắn như một con thú bị thương, chỉ cần không thuận theo sẽ có hậu quả càng thêm thảm hại hơn. Dù mình ở trước mặt người khác thì là một ngôi sao lớn, ăn ngon mặc đẹp, nhưng Đỗ Ước Lăng là một người phụ nữ thông minh, nàng biết ở chỗ này, ở trong lòng Tào Kiến Thư thì mình chỉ là một con đĩ trên giường mà thôi, nếu như mình ngỗ nghịch thì sẽ có đòn roi dậy bảo không chút dễ chịu. Vì thế Đỗ Ước Lăng cũng chỉ có thể mỉm cười mà không nói lời nào. Kiến Thư. Giọng nói của Tần Vĩnh Cách vang lên từ bên ngoài gian phòng, tuy âm thanh không lớn nhưng lại mang theo vài phần uy thế. Tào Kiến Thư vốn có gương mặt dữ tợn, bây giờ đã chậm rãi bình tĩnh trở lại, hắn khẽ buông mái tóc của Đỗ Ước Lăng ra, sau đó khẽ nói. Chú Tần, hắn đi rồi sao? Vu Thế Tiến và Tần Vĩnh Cách cùng quay về phòng, hắn nhìn thoáng qua Đỗ Ước Lăng rồi ngồi xuống giống như chưa từng có thứ gì phát sinh, còn Tần Vĩnh Cách lại nói. Đi rồi. Chú Tần, là hắn muốn gì? Chúng ta đã nể mặt hắn, hầu như đã hạ thấp chính mình, hắn còn muốn làm gì? Hắn coi chúng ta là gì? Con bà nó, ông đây cùng lắm thì cùng hắn cá chết lưới rách. Tào Kiến Thư vỗ mạnh lên bàn, giọng điệu càng lúc càng lớn. Tần Vĩnh Cách nhìn bộ dạng của Tào Kiến Thư mà trong lòng liên tục cảm khái. Nếu so sánh với Vương Tử Quân thì Tào Kiến Thư tuy cùng tuổi thế nhưng phương diện trầm ổn, bình tĩnh lại kém quá xa Chủ tịch Vương. Chương 592, ba phân chia một chén canh trên bữa tiệc. Cậu ta thật sự có đủ thực lực để xử lý chúng ta. Còn chuyện cá chết lưới rách, cậu nghĩ mình có đủ thực lực để cùng cậu ta cá chết lưới rách sao? Tần Vĩnh Cách dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Tào Kiến Thư rồi lạnh giọng nói. Tào Kiến Thư không lên tiếng, hắn tuy kiêu ngạo nhưng cũng biết rõ tình huống của mình vào lúc này là gì. Con đường kia nằm trên mặt đất, tình huống là gì thì hắn biết rất rõ. Nếu Vương Tử Quân thật sự ra tay, chỉ sợ hắn khó có cơ hội phản kích. Làm sao bây giờ? Bây giờ Vương Tử Quân không nể mặt ai? Hắn rất có xu thế sẽ vung dao lên người nhóm mình, nếu Vương Tử Quân ra tay thì nhóm mình sẽ ứng phó thế nào? Chú Tần, chú nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu không thì chúng ta liên lạc với Bí Thư Đồng. Tào Kiến Thư trầm ngâm giây lát rồi khẽ mở miệng đề nghị. Liên lạc với Đồng Quốc Khánh cũng không được cái quái gì cả. Tuy Đồng Quốc Khánh là Bí Thư Thị ủy Đông Bộ, thế nhưng người làm bố trong ngôi nhà Đông Bộ chính là Chủ tịch Vương Tử Quân. Tần Vĩnh Cách khoát tay áo với Tào Kiến Thư rồi khẽ nói. Vu Thế Tiến không nói gì, nhưng hắn là một cán bộ cấp dưới ở thành phố Đông Bộ, hắn thật sự rất thừa nhận câu nói của Tần Vĩnh Cách. Đảng ủy và chính quyền nhiều lần tranh chấp, đám người bên dưới cũng nhận thức được ai là người quyết định tất cả vấn đề ở thành phố Đông Bộ. Trong phòng rơi vào trầm mặc, lúc này Vương Tử Quân giống như một đám mây đen che phủ trên đầu bọn họ. Thế Tiến, con đường kia bây giờ đã thông xe rồi sao? Tần Vĩnh Cách nâng ly nước lên nhấp một ngụm, sau đó khẽ hỏi Vu Thế Tiến. Vu Thế Tiến vội vàng đứng lên nói. Thư ký trưởng, có thể thông xe được rồi. Vậy thì tốt rồi,
các anh tổ chức nghi thức thông xe, đến lúc đó chúng ta thông qua quan hệ để mời vài vị lãnh đạo tỉnh đến tham gia. Đồng thời, Kiến Thư, cậu mời vài chuyên gia kiến trúc từ thủ đô xuống đây, mời bọn họ cùng tham gia nghi thức thông xe lần này. Tần Vĩnh Cách khẽ gõ ngón tay lên bàn rồi trầm giọng nói. Vu Thế Tiến cũng không phải kẻ ngốc, chỉ sau nháy mắt hắn đã hiểu rõ ý nghĩ của Tần Vĩnh Cách. Hắn dùng ánh mắt nể phục nhìn thư ký trưởng Tần, sau đó trầm giọng nói. Thư ký trưởng cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý chuyện này. À, điều anh cần làm chính là làm tốt công tác chiêu đãi, đến lúc đó sẽ có rất nhiều lãnh đạo tham gia nghi thức thông xe, tôi không hy vọng phát sinh bất kỳ sai lầm nào trong quá trình chiêu đãi này. Tần Vĩnh Cách có thể nói là không cho Vu Thế Tiến chút thể diện nào, trực tiếp trầm mặt lạnh giọng nói. Nếu như không phải là Vu Thế Tiến làm cho sự việc rơi vào tình huống như vậy, còn xuất hiện cục diện bị động ngày hôm nay sao? Chú Tần, mời nhiều người như vậy, chú xem. Tào Kiến Thư thật sự kém Vu Thế Tiến khá nhiều, hắn sau khi nghe lời của Tần Vĩnh Cách thì tỏ ra rất nghi hoặc. Dùng quan định luận, Tần Vĩnh Cách khoát tay áo rồi nói. Ba ngày có thể phát sinh rất nhiều chuyện, trong thời gian ba ngày này tin tức thành phố Đông Bộ tuyển chọn cán bộ thông qua thi tuyển đã giống như mọc cánh bay đi khắp thành phố. Đám cán bộ trẻ tuổi có thực lực nghe được thông tin này thì cực kỳ phấn chấn. Đối với bọn họ thì đây chính là một cơ hội để mình tiến lên một nấc mới, chỉ cần nắm chắc cơ hội lần này thì bọn họ sẽ có con đường khác biệt. Đồng Quốc Khánh tuy thật sự không quá ưa thích Phương Tử Quân, thế nhưng hắn căn bản không phản đối sự kiện này. Nhưng khi Tưởng Tuệ Minh đến báo cáo công tác, hắn cảm thấy từ sâu trong lòng sinh ra cảm giác bi thương. Đồng Quốc Khánh là một cán bộ xuất thân từ phó chủ tịch tỉnh ủy, thế nhưng trên phương diện cải cách nhân sự lại không bằng một Phương Tử Quân xưa nay chưa từng tham gia công tác nhân sự. Điều này làm hắn sinh ra thất ý, cũng cho thấy sự chênh lệch giữa mình và Vương Tử Quân. Khi phương thức tuyển chọn cán bộ được tuyên bố ra ngoài, lúc này cục nhân sự và phòng tổ chức đã biến thành một mâm bánh trái, tất cả các quỷ thần bắt đầu vận dụng quan hệ của mình để mong muốn có cơ hội và kết quả tốt. Thái Nguyên Thương đứng bên cạnh Vương Tử Quân, hắn đặt một phần văn kiện xuống trước mặt Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói. Chủ tịch Vương, sau khi tham khảo các văn kiện tương quan, đây là phương án sơ bộ của phòng tổ chức và phòng nội vụ. Vương Tử Quân nhìn qua văn kiện vài lượt, sau đó trầm giọng nói. Lần này chúng ta tuyển chọn chú trọng cơ sở văn hóa, đồng thời cũng phải chú trọng năng lực cá nhân. Lần này tuyển chọn chia làm hai giai đoạn là thi viết và phỏng vấn, chỉ thi viết không là không được. Thái Nguyên Thương khẽ gật đầu, phương án này dù bọn họ đã dốc hết tâm huyết, bỏ ra rất nhiều tâm tư mới có được như vậy. Nhưng chỉ cần Chủ tịch Vương có chút bất mãn thì phải nhanh chóng sửa lại. Hơn nữa hắn cũng chẳng phải chưa từng gặp người thi giỏi nhưng năng lực lại kém. Trước kia không lâu khi hắn vẫn còn là phó thư ký trưởng thì đã từng điều đến phòng văn thư một thầy giáo trẻ. Người này viết bản thảo cực kỳ tốt thế nhưng khi xử lý sự việc lại rối tinh rối mù. Cuối cùng hắn vẫn phải cố gắng nhịn đau ném đi thứ mình yêu thích, tiếp tục cho thầy giáo kia tiếp tục sự nghiệp giáo dục vinh quang của mình. Chủ tịch Vương, tôi sẽ liên lạc với trưởng phòng Tưởng. Yêu cầu phòng tổ chức và phòng nội vụ chế định ra một trình tự phù hợp hơn. Đúng rồi, sự kiện này anh cũng liên hệ với ban ngành kiểm tra kỷ luật, để cho bọn họ theo sát hành trình tuyển chọn cán bộ. Tuyển chọn lần này chính là bước đầu tiên trong phương án cải cách nhân sự của thành phố Đông Bộ, tôi không hy vọng xảy ra bất kỳ nhiễu loạn gì khác. Vương Tử Quân đặt văn kiện xuống bàn rồi trầm giọng nói với Thái Nguyên Thương. Khi hai người kết thúc nói chuyện thì tiếng gõ cửa vang lên, Thái Nguyên Thương nói một câu mời vào. Triệu Quốc Lương khẽ đẩy cửa đi vào. Chủ tịch Vương, Bí thư Vu và Chủ tịch Trần của huyện Cảnh Tùng đến. Triệu Quốc Lương khẽ gật đầu với Thái Nguyên Thương, sau đó báo cáo với Vương Tử Quân. Vu Thế Tiến của huyện Cảnh Tùng đến đây, điều này làm cho Vương Tử Quân khẽ cau mày, những ngày nay hắn luôn sắp xếp phòng giám sát thị ủy tiến hành điều tra cầu đường đi qua huyện Cảnh Tùng, bây giờ Vu Thế Tiến đến đây muốn làm gì? Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, hắn cười cười nói. Để cho bọn họ vào. Thái Nguyên Thương thấy Vương Tử Quân có khách khí chuẩn bị rời đi, Vương Tử Quân phất tay nói. Nguyên Thương, anh chờ chút. Thái Nguyên Thương có chút sững sốt, hắn cũng không hỏi nguyên nhân gì mà ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Quân. Một phút sau Vu Thế Tiến và Chủ tịch Tê Quan Trường của huyện Cảnh Tùng cùng nhau đi vào phòng. Trần Quý Tân và Vu Thế Tiến với bộ dạng cao gầy thật sự có khác biệt quá lớn, Trần Quý Tân cao chưa tới 1m6 nhưng cơ thể giống như một thùng nước. Khi cười hai mắt híp lại thành một đường mảnh. Hai người kia đi cùng một chỗ thật sự làm cho người ta muốn bật cười. Vương Tử Quân đến huyện Cảnh Tùng kiểm tra thị sát đã từng nghe qua vài câu nói vui,
đó chính là hai vị lãnh đạo huyện Cảnh Tùng giống hệt như hai vị đầu đà béo gầy trong Lộc Đỉnh Ký. Chủ tịch Vương, Vu Thế Tiến và Trần Quý Tân vào cửa thì khẽ cười chào hỏi Vương Tử Quân. Vu Thế Tiến giống như căn bản chưa từng tham gia bữa tiệc rượu mất vui ngày trước, trên gương mặt gầy gò là nụ cười tươi rói, căn bản không có gì khác, không có chút bất thường. Sau khi Triệu Quốc Lương dâng trà thì Vương Tử Quân cười nói. Hai vị đến nơi này của tôi là có chuyện gì sao? Chương 593, một nhiệt huyết trong lồng ngực còn chưa lạnh. Chủ tịch Vương, chúng tôi đến đưa thiếp mời. Ngày hôm qua cầu đường Trần Vũ đi qua huyện Cảnh Tùng đã chính thức hoàn công, ban chỉ đạo cầu đường Trần Vũ và Sở Giao thông Công Chánh tỉnh đều có toan tính sau khi làm xong sẽ nhanh chóng tiến hành nghi thức thông xe. Đảng ủy chính quyền huyện Cảnh Tùng cảm thấy thông xe là một chuyện tốt, thế cho nên đồng ý, kính xin ngày mai Chủ tịch Vương có thể đại giá quang lâm. Vu Thế Tiến nói rồi đặt một tấm thiếp mời xuống trước mặt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân hiểu hai người Vu Thế Tiến và Trần Quý Tân có ý gì, hắn cầm tấm thiếp mời lên xem với vẻ mặt không chút biểu cảm, hắn cười nói. Đây là một chuyện vui, nếu như ngày mai tôi rảnh thì nhất định sẽ đến. Cảm ơn Chủ tịch Vương. Vu Thế Tiến ngồi nghiêm chỉnh nhìn Vương Tử Quân, sau đó nói tiếp. Ban chỉ đạo cầu đường Trần Vũ đã mời lãnh đạo Sở Giao thông Công Chánh, nghe nói lãnh đạo Sở Giao thông Công Chánh rất coi trọng sự kiện thông xe lần này. Bọn họ chuẩn bị dùng sự kiện thông xe lần này để làm kiểu mẫu cho công tác xây dựng công trình giao thông trong tỉnh Sơn Nam, phô bày khắp tỉnh. Đúng vậy, Chủ tịch Vương, ngày hôm qua tôi đã nói chuyện với Tổng Chỉ huy là anh Triệu, anh ấy nói lãnh đạo Sở Giao thông Công Chánh đã liên lạc với Phó Chủ tịch Cát chủ quản giao thông, Phó Chủ tịch Cát rất có thể sẽ tham gia nghi thức thông xe lần này. Trần Quý Tân nãy giờ không mở miệng cũng tranh thủ nói xen vào một câu. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không nói đến chuyện liên quan đến Trần Hiểu Ba, hắn lại mở miệng nói về vấn đề thông xe ở huyện Cảnh Tùng. Trong lúc nói chuyện hắn yêu cầu huyện Cảnh Tùng nhất định phải làm tốt công tác tiếp đãi, phải làm sao cho lãnh đạo Sở Giao thông Công Chánh và lãnh đạo tỉnh cảm thấy như ở nhà. Vu Thế Tiến và Trần Quý Tân chỉ còn kém vỗ ngực đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ với Vương Tử Quân. Sau khi nói thêm 10 phút thì hai người bọn họ đứng lên cáo từ, cũng không quên dùng giọng chân thành nhắc nhở ngày mai Chủ tịch Vương đến tham gia nghi thức. Sau khi Thái Nguyên Thương đưa hai người Vu Thế Tiến ra tận cửa, vẻ mặt Vương Tử Quân đã trở nên lãnh đạm. Khi hai người Vu Thế Tiến đến đưa thiệp mời, hắn đã nghĩ ra vấn đề, đám người kia tiến hành thông xe chỉ là lừa bịp mà thôi, thứ mà bọn họ chính thức cần chính là mời các vị lãnh đạo tỉnh xuống tiến hành cho ra những lời tán thành với con đường Trần Vũ qua địa phận huyện Cảnh Tùng. Phó Chủ tịch tỉnh, lãnh đạo Sở Giao thông Công Chánh, đám người này tụ tập cùng một chỗ nhất định sẽ có lãnh đạo lên tiếng, mà người phát biểu tất nhiên sẽ là Phó Chủ tịch Cát chủ quản giao thông. Tuy Phó Chủ tịch Cát không phải là người có vị trí cao trong khối chính quyền tỉnh, thế nhưng Phó Chủ tịch tỉnh dù sao cũng là Phó Chủ tịch tỉnh, hơn nữa người này còn chủ quản khối giao thông, rất nhiều thành phố cực kỳ chú ý hầu hạ vị chủ tịch này. Nếu Phó Chủ tịch Cát lên tiếng phát biểu, như vậy bản thảo sẽ vẫn là dựa theo lệ cũ trong quan trường. Chủ yếu nói ra những lời tán dương, sẽ mở lời an ủi những người tham gia công tác làm đường. Nếu như vậy thì chẳng khác nào đang lợi dụng Phó Chủ tịch Cát để tạo ra vòng bảo hộ cho công trình. Tuy Vương Tử Quân không biết sự việc lần này có liên quan đến Phó Chủ tịch Cát hay không, thế nhưng hắn là một người hạ cấp, nếu như lãnh đạo vừa mở miệng khen ngợi mà ngay sau đó anh lại tìm ra căn bệnh, đây không phải ép lãnh đạo không xuống đài được sao? Thuần túy là cố gắng bẻ chân bẻ tay lãnh đạo. Hơn nữa lần này huyện Cảnh Tùng căn bản sẽ không phải mời một Phó Chủ tịch Cát, Vương Tử Quân tin tưởng với thực lực của Tào gia, hẳn sẽ có không ít lãnh đạo đến tham gia nghi thức thông xe lần này. Nếu bọn họ đều đến tham gia và làm xong nghi thức, chính mình muốn điều tra sẽ càng khó khăn hơn. Thái Nguyên Thương là tâm phúc của Vương Tử Quân, hắn biết rõ Chủ tịch Vương đang cho người điều tra vấn đề của cầu đường Trần Vũ đi qua địa phận huyện Cảnh Tùng. Bây giờ huyện Cảnh Tùng đưa đến thiếp mời tham gia nghi thức thông xe. Bên trong có ẩn dấu ý nghĩa gì, Thái Nguyên Thương hiểu rất rõ ràng. Khi Vương Tử Quân lấy thiếp mời ra xem một lần nữa thì Thái Nguyên Thương dùng giọng chú ý nói. Chủ tịch, sự việc ở huyện Cảnh Tùng thật sự không có thể diện. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn biết loại chuyện này gấp là không được, dù sao thì bây giờ chính mình chỉ có Trần Hiểu Ba, nếu như dựa vào đó để thi triển thủ đoạn với huyện Cảnh Tùng thì căn bản là có chút sao động. Vậy thì tiếp tục điều tra. Vương Tử Quân cười cười. Hắn đặt thiếp mời xuống nói. Bọn họ càng ra chiêu thì chứng tỏ càng chột dạ ở sự kiện này. Khi Thái Nguyên Thương rời đi thì Vương Tử Quân rơi vào trầm ngâm, những luồng khói thuốc liên tục bay lên trong phòng. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên,
Vương Tử Quân tiện tay cầm lấy điện thoại, chợt nghe đầu dây bên kia có người nói. Xin hỏi có phải là Chủ tịch Vương thành phố Đông Bộ không? Tôi là nhân viên của văn phòng khối chính quyền tỉnh, Chủ tịch Thạch muốn trò chuyện với ngài. Thạch Kiên Quân gọi điện thoại cho mình, trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, thế là hắn cười nói. Tôi là Vương Tử Quân. Ha ha ha, Chủ tịch Tử Quân, có bận rộn gì không? Đầu dây bên kia chợt vang lên giọng nói tràn đầy nụ cười của Chủ tịch tỉnh Thạch Kiên Quân. Khởi bẩm Chủ tịch, chỉ là một vài công tác bình thường mà thôi. Vương Tử Quân cười cười, hắn khẽ nói với đầu dây bên kia. Thạch Kiên Quân đang có tâm tình rất tốt, vài tháng này hắn từng bước đứng vững gót chân ở tỉnh Sơn Nam, đặc biệt là hắn chú ý đến dân sinh, đả kích tội phạm, điều này càng đề cao hình tượng của hắn trong lòng cán bộ và quần chúng. Vương Tử Quân thấy rõ ràng động tác của Thạch Kiên Quân, đồng thời cũng không khỏi cảm thấy bội phục vị chủ tịch tỉnh này. Tuy Thạch Kiên Quân chủ yếu nắm vài công tác nhỏ nhặt, thế nhưng dùng nhỏ có thể thấy lớn, vì chủ tịch Thạch hiểu mình thế đơn lực bạc ở tỉnh Sơn Nam, lúc này còn chưa đến lúc để hắn có thể triển khai kế hoạch lớn. Tử Quân, trước đó tôi đến kiểm tra thị sát công tác ở thành phố Đông Bộ, vì muốn nghiên cứu nhiều nơi nên thời gian có hơi căng, chúng ta cũng không có thể tận hứng vui vẻ với nhau. Ngày mai Sở Giao thông Công Tránh mời tôi đến thành phố Đông Bộ tham gia nghi thức thông xe đường Trần Vũ qua huyện Cảnh Tùng, đến tối chúng ta uống một chút cho vui. Thạch Kiên Quân dùng giọng ôn hòa nói, thật sự không có chút ý tứ từ bên trên nhìn xuống. Vương Tử Quân thật sự không thể ngờ đối phương không những chỉ mời Phó Chủ tịch Cát, còn mời cả Chủ tịch Thạch Kiên Quân. Trong đầu hắn chợt lóe lên vài ý nghĩ, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Chủ tịch Thạch, ngài không nên tham gia nghi thức thông xe lần này thì hay hơn. Thạch Kiên Quân thật sự không ngờ Vương Tử Quân lại nói ra lời như vậy, tâm tư của hắn thật sự mạnh mẽ hơn người thường không biết bao nhiêu lần, chỉ sau nháy mắt đã hiểu ra ý nghĩ của Vương Tử Quân. Có vấn đề gì sao? Thạch Kiên Quân hỏi khá mơ hồ, thế nhưng một câu hỏi mơ hồ như vậy lại giống như nói rõ tất cả vấn đề. Vương Tử Quân cũng không có ý dối gạt Thạch Kiên Quân. Vấn đề không phải nhỏ. Chương 593, 2, nhiệt huyết trong lồng ngực còn chưa lạnh. Đầu dây bên kia rơi vào trầm mặc, vài phút sau mới truyền đến âm thanh của Thạch Kiên Quân. Tử Quân, tôi có biết rõ công trình này, sau lưng công ty xây dựng cầu đường Tây Hưng chính là họ Tào, có đôi khi bảo vệ mình mới là nhiệm vụ đệ nhất. Bảo vệ mình, đừng gây quá nhiều hằn thù với người khác, một người dựng lên cho mình quá nhiều kẻ địch thì sẽ không có cách nào tự bảo vệ mình. Nếu không muốn gây thù hằn thì cũng đừng động chạm đến lợi ích của người khác, Thạch Kiên Quân dù không nói ra, thế nhưng ý nghĩa lời nói đã quá rõ ràng rồi. Vương Tử Quân không phải không hiểu tất cả những ý nghĩa ẩn giấu kia, nhưng hắn nghĩ đến ánh mắt chờ đợi của Trần Hiểu Ba, nghĩ đến cầu đường Trần Vũ, cuối cùng hắn gằn từng chữ một. Chủ tịch, tôi hiểu ý tốt của ngài, tôi cũng thấy lựa chọn của ngài là tốt nhất, thế nhưng nhiệt huyết của tôi còn chưa lạnh, vì vậy mong ngài để tôi tùy hứng một lần. Nhiệt huyết của tôi còn chưa lạnh. Thạch Kiên Quân nây được những lời này của Vương Tử Quân thì trong lòng tràn đầy cảm động, chỉ sau khoảnh khắc hắn giống như quay về thời điểm 10 năm trước, khi đó mình cũng tràn đầy nhiệt huyết, cũng muốn làm ra thành tích. Nhưng kết quả cuối cùng của Thạch Kiên Quân chính là ảm đạm xong việc, người kia tuy không có gì hay hơn nhưng địa vị lại mạnh hơn hắn, thế nhưng hắn thật sự có thể để cho người ta đi theo vết xe đổ của mình sao? Thạch Kiên Quân cực kỳ cảm khái, hắn rất muốn khuyên Vương Tử Quân, thế nhưng cuối cùng lại nuốt hết tất cả những gì muốn nói vào trong bụng. Chỉ là khi cúp máy hắn có nói một câu. Có chuyện gì cứ tìm tôi. Con đường Trần Vũ được xây dựng cách huyện thành huyện Cảnh Tùng hơn 2 km, màn đêm dần buông xuống, lúc này con đường giống như một dải lụa trải dài từ Nam sang Bắc. Lúc này trên đường vốn là bầu không khí tĩnh lặng nhưng lại rất nhiệt liệt, một bóng đèn lớn treo trên không trung, bên dưới sáng như ban ngày. Mười mấy công nhân đang bận rộn dựng rạp. Nơi đây có đầy đủ hoa tươi cờ màu, tất cả bừng sáng dưới ánh đèn sáng tỏ. Anh Vu, khi nào thì có thể hoàn công? Tào Kiến Thư nhìn đám công nhân đang dựng sân khấu, thế là quay sang trầm giọng hỏi Vu Thế Tiến ở bên cạnh. Vu Thế Tiến cao hơn Tào Kiến Thư một cái đầu, thế nhưng lúc này hắn lại cúi đầu nói với Tào Kiến Thư. Giám đốc Tào, 2 giờ nữa sẽ bố trí xong, ngài cứ yên tâm, tuyệt đối không làm chậm trễ nghi thức thông xe vào ngày mai. Tào Kiến Thư khẽ gật đầu. Hắn chỉ tay về phía vài tên công nhân đang khiêng vài chậu hoa nhựa rồi nói. Anh Vu, hoa kia là thế nào? Tôi không phải đã nói với anh rồi sao? Nhất định phải bố trí sao cho tỉ mỉ, anh cầm hoa giả để lừa gạt ai vậy? Vu Thế Tiến dù là bí thư huyện ủy huyện Cảnh Tùng,
thế nhưng đứng trước mặt Tào Kiến Thư lại bị xem như một đứa bé. Thế nhưng hắn lại không có nửa câu oán hận, dù sao thì Tào Kiến Thư là người có hậu trường hùng mạnh, hắn căn bản không nên chọc vào thì hơn. Giám đốc Tào nói đúng, tôi sẽ cho người thay đổi. À, anh Vu, anh làm việc thì tôi yên tâm, anh ném hết đống hoa giả kia đi cho tôi. Tuy thời tiết có hơi lạnh nhưng mất vài giờ cũng không làm cho hoa thật chết ngay được, ngày mai có nhiều lãnh đạo tỉnh đến nơi này. Tào Kiến Thư dậm chân nói tiếp. Vì nghi thức thông xe lần này mà tôi đã thông qua quan hệ trong nhà và mời được Chủ tịch Thạch. Chủ tịch Thạch là ai thì Vu Thế Tiến hiểu rất rõ, hắn nghe thấy Tào Kiến Thư nói như vậy thì thật sự cảm khái vì quan hệ rộng của Tào gia, đồng thời cảm thấy cực kỳ vui mừng vì mình có thể tiến vào trong vòng quan hệ của Tào gia. Chủ tịch Thạch ngày mai có thể đến đây sao? Vu Thế Tiến dùng giọng vui vẻ và nịnh nọt hỏi Tào Kiến Thư. Điều này là đương nhiên, anh Vu, anh cũng phải chuẩn bị một chút. Anh là chủ nhà phải nói vài câu. Tuy tôi giúp đỡ anh, thế nhưng có một số việc mà anh không thể không tiến lên, anh nói xem có đúng không? Tào Kiến Thư vỗ vỗ vai Vu Thế Tiến rồi khẽ nói. Vu Thế Tiến đã sớm có chuẩn bị với những thứ này, nhưng bây giờ nghe thấy Tào Kiến Thư nói như vậy thì khẽ nói. Chủ tịch Thạch đến thì các vị lãnh đạo thị ủy cũng vây quanh vài vòng, nếu tôi muốn để lại ấn tượng trước mặt lãnh đạo cũng rất khó, thế cho nên cũng phải làm phiền giám đốc Tào. Trên mặt Tào Kiến Thư xuất hiện nụ cười tự tin, đúng lúc này điện thoại của hắn chợt vang lên, hắn nghe máy nói hai câu, sau đó quay sang nói với Vu Thế Tiến ở bên cạnh. Anh Vu, chuyên gia từ thủ đô đã đến, anh nhanh chóng sắp xếp phái người đến đón bọn họ, ngày mai còn nhờ bọn họ giữ thể diện cho chúng ta nữa. Tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Vu Thế Tiến nói rồi khoát tay áo với chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Trình Khánh Hồng đứng ở bên cạnh cách 10 mét, tỏ ý để Trình Khánh Hồng nhanh chóng tiến lên. Trình Khánh Hồng là cán bộ do một tay Vu Thế Tiến đề bạt lên, có thể nói là được Vu Thế Tiến cực kỳ tín nhiệm. Vu Thế Tiến cũng không che lấp với Trình Khánh Hồng, hắn trực tiếp nói. Khánh Hồng, anh quay về một chuyến, đại biểu cho huyện ủy chiêu đãi thật tốt các vị chuyên gia do giám đốc Tào mời đến. Trình Khánh Hồng biết rõ tác dụng của đám nàng chuyên gia, thế là hắn khẽ gật đầu, cũng không nói thêm nhiều lời. Sau khi hỏi xem Vu Thế Tiến còn có sắp xếp gì không? Hắn nhanh chóng leo lên xe chạy như bay về phía huyện thành. Anh Vu, thói đời là như vậy, có người nói công tác tốt nhất chính là chuyên gia, bọn họ giống như thứ gì cũng không hiểu, thế nhưng chỉ cần có danh tiếng chuyên gia, như vậy lời nói từ trong miệng những người này thật sự sẽ là quyền uy. Tào Kiến Thư ngồi xuống chiếc ghế không biết ai đặt ở bên cạnh, sau đó dùng tay sửa sang y phục rồi nói tiếp. Đáng lý ra tôi cũng không muốn dùng những người này, nhưng cũng vì muốn sự việc được mỹ mãn. Tôi thật sự chịu đựng cơn đau mời bọn họ sang. Một đám người đến tham gia nghi thức giám định, mỗi người lấy 50 ngàn, thật sự cướp tiền còn hơn cả ăn cướp. Giám đốc Tào, chỉ cần đáng giá thì cho bọn họ 50 ngàn thì sao? Coi như đuổi đám ăn mày đi mà thôi. Vu Thế Tiến cũng không thèm quan tâm đến 50 ngàn, hắn vừa cố gắng xem xét tâm tư của Tào Kiến Thư vừa khẽ nói. Tào Kiến Thư cười cười nói. Anh Vu nói đúng, coi như đuổi ăn mày mà thôi. Tôi không quan tâm bỏ ra vài đồng tiền, thế nhưng phần tiền này lại làm cho tôi cảm thấy rất bức bối. Vì sao mà bức bối? Tào Kiến Thư hiểu mà Vu Thế Tiến cũng hiểu. Vu Thế Tiến nhìn gương mặt tức giận tái nhợt của Tào Kiến Thư thì lắc đầu thở dài một hơi. Tuy Tào Kiến Thư cảm thấy bức bối nhưng Vu Thế Tiến lại không cho rằng là như vậy. Quan lớn hơn một cấp đè chết người, Vương Tử Quân là chủ tịch thành phố Đông Bộ, tuy sau lưng Tào Kiến Thư có người. Thế nhưng muốn chơi cao tay với Vương Tử Quân ở thành phố Đông Bộ thì rõ ràng là không biết lượng sức. Nhóm Vu Thế Tiến đã dùng hết thủ đoạn vì bịt miệng của Vương Tử Quân, chỉ cần Vương Tử Quân không mở miệng, mục đích của bọn họ xem như đạt được. Giám đốc Tào, ngài đến tỉnh Sơn Nam vì kiếm tiền, làm gì phải nổi giận với người ta, hơn nữa sự việc được hoàn thành thì chưa chắc biết kẻ tức giận là ai. Vu Thế Tiến cười cười khẽ nói với Tào Kiến Thư. Đúng vậy, tôi rất muốn xem. Sau nghi thức khởi công lần này, Vương Tử Quân sẽ phải làm sao để vạch trần sự kiện này. Tào Kiến Thư nở nụ cười tự tin nói tiếp. Tin tưởng biểu hiện của Vương Tử Quân sẽ rất đẹp mắt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 69.